Trên đảo có một ngôi chùa to lớn như một ngôi thành cổ, khói hương nghi ngút, từ rất xa đã có thể nhìn thấy Phật quang tỏa sáng, tiếng niệm kinh và chuông chùa vang vọng khắp nơi. Thiên Phật tự. Triệu Bân ngước mắt lên, liếc nhìn bảng tên của chùa. Ba chữ đó đầy ý vị, cổ kính mà trang nghiêm, nhất định là do cao tăng khắc nên, có Phật pháp ẩn giấu bên trong, không vướng bụi trần. Theo hắn thấy, có thể đây là do một cảnh giới thiên võ hay một vị tiên nào đó đã tạo nên, Phật gia nhiều nhân tài, mạnh cỡ ma quân mà cũng bại dưới tay họ. Tự ra hay để ta vào bắt người đây? Triệu Bân lạnh lùng nổi thi chủ, đây là nơi cửa Phật thanh tịnh có giọng nói nhỏ nhẹ từ trong chùa vọng ra. Triệu Bân biết người trả lời mình không phải là hòa thượng, nhưng nghe khi uẩn của giọng nói đi là biết đối phương thua kém là hòa thượng, chắc là phương trưởng của chùa, lời nói rất có lực uy hiếp. Triệu Bân không nói nhảm, bước thẳng vào trong. Nhưng hắn bị văng ra ngay lập tức, trong chùa có càn khôn, có trận pháp, là trận pháp phòng ngự biến thành hình thái của Đức Phật ngồi xếp bằng, bao trọn lấy khuôn viên chùa. Vì hắn bước chân vào nên nó đã tự động hiện hóa, chẳng ngờ được đó lại là một tiên trận không hoàn chỉnh, hương hỏa của nhà Phật là thứ dùng để duy trì trận pháp, và nhờ có niệm lực nên Phật quang mới sáng chói như thế. Đúng là đã chạy về chùa lại rồi. Các khán giả chạy đến vừa lúc nhìn thấy Triệu Bân bị văng ra lại. Không có ai dám tiến về trước vì sợ chúng phải sóng dư âm năng lượng, ai cũng tìm chỗ nấp, người đứng trên đỉnh núi, kẻ đứng trên cây, mỗi người cầm một chiếc kính viễn vọng, ai cũng muốn xem thử, liệu cơ ngân có thể phá được trận pháp kia không. Keng! Triệu Bân rút kiếm, dùng phân thân tập hợp sức mạnh, thi triển vạn kiếm quy nhất. Đáng tiếc, chiêu lợi hại nhất của hắn cũng không làm gì được bức tượng Phật màu vàng đó. Ngược lại mà chính hắn lại bị chấn đến gãy xương tay, tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, hộc máu tươi, suýt chút là ngã xuống. Rút lui đờ. Lại có giọng nói vọng từ trong chùa ra. Vẫn là phương trưởng của Thiên Phật tự, âm thanh như chuông đồng. Triệu Bân không trả lời, dùng phép độn đất. Tiếc là Phật vàng phòng ngự quá tốt, hắn không thể chui vào được. Triệu Bân thử xuyên tường nhưng cũng không có tác dụng, đầu hắn đụng vào tường cứ ong ong lên. Chỉ cho ta một con đường sáng đi nào. Hắn lấy bảo liên đăng ra rồi đốt lên. Ngọn lửa trong bảo liên đăng chập chờn nhưng lại không chỉ ra được điều gì, mặc dù trận pháp không hoàn chỉnh nhưng niệm lực lại cuồn cuộn không dứt. Với tình trạng này, dù chỉ ra được đường đi, Triệu Bân cũng không thể tiến vào. Có ngon thì đừng có ra. Triệu Bân hừ một tiếng lạnh lùng, cất Long Uyên và lấy xe nỏ ra. Hắn rất mạnh. Chuyển một lần mấy ngàn chiếc ra ngoài khiến người xem ai cũng phải giật khóe môi. Chẳng trách ai cũng bàn tán nói Thánh Tử Thiên Tông là cá tinh, dưng hắn lại mang theo nhiều vũ khí chiến tranh đến thế, chiếc nào cũng có giá trên trời, không phải đại gia thì ai lại rảnh rỗi mang theo nhiều xe nỏ khi đi dạo như thế. Bù! Tiếng ù ù liên tục vang lên, hàng vạn mũi tên đồng loạt bắn ra. Cường nỏ điên cuồng công phá, đương nhiên cảnh tượng khá là hoành tráng. Có điều cũng chỉ dừng lại ở chỗ hoành tráng mà thôi. Dù xe nỏ của Triệu Bân nhiều và mạnh nhưng cũng không thể nào bắn phá được bức tượng Phật. Tiên trận không hoàn chỉnh đó thật sự rất lợi hại, nhiều cường nẻ đến thế mà vẫn không làm gì được, chỉ xẹt qua tạo ra vài tia lửa trên bề mặt của bức tượng, chẳng khác gì đang gái ngửa. Triệu Bân hít một hơi thật dài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Bức tượng Phật này cứng đấy, nếu không dùng đèn hiểm thì khó phá, có sấm sét là tết rồi. Mượn nhờ thiên uy là có thể phá được trận pháp, dù chứa niệm lực, bị bể tan nát là kết cục không tránh khỏi. Không có sấm. Triệu Bân hít một hơi thật sâu rồi không nhìn nữa. Lúc hắn quan sát bức tượng lớn đang bảo vệ khuôn viên chùa thì tiếng niệm kinh phát ra từ trong chùa, không phải là một người mà là rất nhiều. Họ đang niệm lớn chú Đại Bi, uy nghiêm tới mức khiến cả ngôi chùa đều được chiếu sáng bởi Phật quang, đến cả bức tượng Phật lớn bảo vệ chùa cũng tỏa ra ánh sáng. Chẳng khác nào là bản thân thật của Phật, tượng còn mở mắt, ánh mắt sáng trong, hiền từ và nghiêm trang như đang thương xót cho chúng sinh. A, à, rất nhiều người đứng xem xung quanh đều rên rỉ. Chú Đại Bi rất lợi hại. Nhiều người niệm như thế, không có căn cơ mạnh mẽ là chịu đựng không nổi. Đến họ còn vậy thì đối tượng bị nhằm vào như Triệu Bân phải chịu đựng áp lực lớn đến cỡ nào. Võ hồn của hắn bị chấn động mạnh, đầu óc ong ong, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sắc mặt từ từ trắng bệch. Phép vua thua lệ làng. Có vẻ như hôm nay không phải là ngày của hắn. Sức mạnh của Thiên Phật tự vượt xa dự liệu, không biết có bao nhiêu niệm lực đang được cung cấp, cũng không biết có bao nhiêu người niệm pháp chú, nếu đổi lại là người khác,
chắc đối phương đã bị độ hóa ngay lập tức rồi. Rút thôi. Triệu Bân đã rút lui rồi, rời khỏi mảnh đất đó. Vậy không đánh nữa sao? Không vào cửa được thì đánh cái quái gì? Lần này Thánh Tử Thiên Tông phải thất bại quay về thật rồi. Nếu như Thiên Tông và Hoàng tộc đều đến giúp đỡ, 10 thiên Phật tự cũng không đủ cho Đại Hạ diệt. E rằng Đại Hạ bây giờ cũng không đủ sức dẫn binh đến Đông Hải. Có rất nhiều người âm thầm bàn tán, kẻ suýt xoa, người tặc lưỡi. Chuyện Thánh Tử Thiên Tông bó tay không biện pháp thật sự rất hiếm gặp. Nhớ lại khi ở Di Chỉ Ma Vực, cấm địa biển chết ở Nam Vực, biên quan Bắc Cương, biên quan Đông Nam, có trận nào mà hắn không càn quét bốn phương đâu, chẳng ngờ lúc đến Đông Hải, cái cửa còn không vào được. Mặc dù Triệu Bân đã rút lui nhưng vẫn chưa bỏ đi. Bên ngoài Thiên Phật Tự, hắn lôi ra một chiếc ghế đẩu, ngồi xuống, lấy một vò rượu. Tối nay cảnh đêm khá đẹp, hắn vừa uống rượu vừa ngắm cảnh, mắt thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vào Thiên Phật Tự, không cho vào thì khỏi vào, ta không tin cả đời này, ngươi cũng không ra khỏi cửa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn biến ra mấy phân thân. Phân thân nhận lệnh, rời đảo chạy về một phía. Đông Hải cũng có mạng lưới tình báo của Ma Gia, bọn họ đang tìm thông tin, Ngưu Anh vẫn còn đang ở bên ngoài, phải đưa hắn ta đến nơi an toàn. Hiệu suất làm việc của người Ma Gia thật sự rất cao, đón được tên mập ngay trong đêm. Triệu Bân nhiều lần quan sát Ngưu Anh thông qua phân thân. Tên mập này không nhận ra hắn, Ngưu Anh nhanh nhảu. Không biết ngại trong ký ức của hắn đã thật sự trở thành một xác sống, bị độ hóa hoàn toàn từ trong ra ngoài, hoàn toàn mất hết ý chí. Càng như vậy, Triệu Bân càng tức giận. Hắn không lật tung được Thiên Phật Tự thì không phải họ Triệu. Hắn ngồi suốt 3 ngày liền. Cửa lớn của Thiên Phật Tự vẫn đóng chặt suốt 3 ngày. Trong 3 ngày, tượng Phật kia chưa từng tan biến. Trong 3 ngày, không có một tăng lữ nào ra khỏi chùa. Ta vừa mới bấm độn tính thử. Làm màu kiểu này cũng không ổn lắm. Rất nhiều lão già đứng đằng sau vuốt râu, vẻ mặt thấm thía. Câu nói đó rất đúng ý mọi người, vẫn là Thánh Tử Thiên Tông mạnh mẽ, dám một mình chặn cửa mà khiến cho tất cả chúng sư không dám ra khỏi cửa. Đợi ta hồi phục trở lại thì nhất định sẽ đánh chết hắn. Trong chùa, lão hòa thượng ngồi xếp bằng trước tượng Phật, nghiến răng nghiến lợi. Lần này ông ta rất tự tin. Vì đây là địa bàn của Thiên Phật Tự, các sư cùng xông lên mà chẳng lẽ lại không hạ được cơ ngân, vẫn là câu nói đó, chọc giận nhà Phật là phải trả giá. Không biết đến lúc nào, chú Đại Bi mới dừng hẳn. Triệu Bân còn ngồi đó, thảnh thơi thưởng trăng. Rất nhiều người nấp phía sau đã ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng giật mình dậy mới nhìn sang bên đó thử. Bọn họ chạy từ rất xa đến đây để hóng hớt thật sự không dễ dàng gì, nhưng đợi suốt 3 ngày dòng cũng không xem được gì hay ho. Các Phật đều nấp trong chùa, không dám ra, hai bên rất khó chạm trán. Thí chủ hãy rời đi. Đêm khuya thanh vắng, một giọng nói truyền từ trong chùa ra. Sao người ta ra đây thì ta sẽ đi. Triệu Bân vẫn nhàn nhã, lấy bảo liên đăng ra thắp, soi tới soi lui, không chừng soi một lúc lại có thể lộ ra được đường. Trong chùa không còn tiếng động nữa. Nhưng Triệu Bân thoáng liếc nhìn về một phương mà không ai kịp phát giác, chắc vì hắn quá đẹp trai. Tối nay dường như có không ít người lên đảo. Hắn đã ngửi thấy khí tức mơ hồ, một phần nấp trong núi, số còn lại ẩn trong bóng tối, không biết có bao nhiêu người đang âm thầm theo dõi hắn. Theo hắn thấy, nhất định là sát thủ của các nước. Hoặc cũng có thể là còn có sát thủ của La Sinh Môn. Mặc dù môn chủ La Sinh Môn đang nằm trong tay hắn nhưng nhiệm vụ của La Sinh Môn không hề dừng lại. Ngoài những người đó, chắc còn có cao thủ của các thế lực ở Đông Hải. Chẳng hạn như các nhân tài của Tiểu Nhật, chắc chắn không phải đến để dạo chơi hay xem hóng hớt mà là để giết chết hắn. Lão đại, hắn ta phát điên rồi. Chính vào lúc đó, đột nhiên có tiếng của phân thân truyền đến Triệu Bân chau mày, vội và kết nối với tầm nhìn của phân thân, tên mập đã phát điên, hắn ta mất trẻ cầm đạo đứng chém lung tung, miệng gào thét đầy đau đớn. Sao lại như thế? Triệu Bân cất bảo liên đăng, lập tức đứng dậy. Trước, tiếp. Có lẽ vì đi quá vội nên đã không phát giác ra bên trong nhẫn ma có dị trạng. Dị trạng gì? Bảo liên đang lơ lửng cạnh xác tiên, nó lại có thể tự cháy, mặc dù chỉ trong tích tắc nhưng đúng là nó đã tự cháy, lúc đó, xác tiên còn run rẩy một chút. Đi rồi sao? Rất nhiều người tỉnh giấc và không thấy bóng dáng Triệu Bân đâu nữa. Triệu Bân đâu chỉ đi mà rời khỏi khu hải vực đó.
Xoàn xoạt. Trong bóng tối, gió mạnh thổi qua từng cơn, rất nhiều người đuổi theo, như những gì hắn đoán, thế lực nào cũng có, sát thủ của các nước, thích khách của La Sinh Môn, có cao thủ của các thế lực ở Đông Hải. Nhưng đó chỉ là một phần. Vẫn còn rất nhiều người vẫn đang chạy tới, bất kể là đến nơi hay chưa, hầu như chỉ chia ra hai mục đích, một là ám sát theo nhiệm vụ được cấp trên giao phó, hai là nếu bắt sống được Thánh Tử Thiên Tông thì tốt quá, hắn là nhân tài, khắp người đều là bảo bối. Bọn họ đuổi theo một lúc là dừng lại. Chẳng phải vì không muốn đuổi theo nữa mà là vì không còn nhìn thấy bóng dáng Cơ Ngân đâu. Triệu Bân lần mò chuồn đi như một con cá trạch. Đến khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trong cổ thành trên một hòn đảo, trong thành có cơ sở tình báo của Ma Gia đặt tại một tiểu viện yên tĩnh. Khi hắn đến nơi, một thanh niên gầy gò xấu xí mặc đồ đen đã đợi sẵn. Tên mập đen thui cũng ở đây, hắn ta đã khôi phục trạng thái bình thường. Tên đó cũng rất ngoan đạo, một mình ngồi dưới gốc cổ thụ nghiêm túc gõ mõ theo nhịp, miệng lầm bầm gì đó, cũng không biết đang đọc bộ kinh Phật nào, trông qua thấy khá ra dáng. Tại sao lại phát điên, Triệu Bân vô thức hỏi. Chắc hẳn là nguyên nhân từ Phật Pháp, thanh niên áo đen đáp lời. Triệu Bân không hỏi thêm, hắn bước lên phía trước, ngồi xổm dưới gốc cây, sau đó khẽ nheo mắt. Tên mập đen thui trông rất thanh tịnh, chẳng hề thay đổi cảm xúc. Chỉ có chút hoang mang ẩn giấu trong đôi mắt. Chú vong thế. Triệu Bân lầm bầm, chắc hẳn đã tìm ra mấu chốt của vấn đề. Chú vong thế của Phật gia có thể loại bỏ ký ức, nhưng cũng có chỗ tai hại. Nếu trí nhớ được khôi phục, tạo thành thế đối lập với chú vong thế, thần trí người luyện sẽ bị hỗn loạn. Trước đó Ngưu Anh phát điên chắc hẳn là vì điều này. Tạm thời ngủ đi nhé. Triệu Bân phất tay, đưa Ngưu Anh vào giấc mong. Hắn dùng một chút căn nguyên rót vào cơ thể Ngưu Anh, định tiêu diệt Phật quang trong cơ thể hắn và đánh thức ký ức vốn có, nhưng căn nguyên của hắn đi một vòng rồi bỗng dưng biến mất. Nói cho chính xác hơn là bị hút mất, hai mắt Triệu Bân lúc sáng. Đang yên đang lành tại sao phải di cư, chẳng lẽ là bị thế lực lớn mạnh nào đó nhắm tới nên đành chạy nạn? Nếu đúng là như thế, tại sao không đưa Ngưu Anh đi theo, hay là trên đường tháo chạy thì bị truy sát, tên mập lạc mất gia tộc? Giữa chừng lại gặp phải lão hòa thượng. Qua hồi lâu, Triệu Bân mới nói, tìm Tần gia. Đã phái người đi tìm rồi, thanh niên áo đen vội vàng nói. Nói xong, cậu ta mỉm cười xoa xoa tay, thánh tử, có thể giúp một chuyện không? Triệu Bân bật cười, cứ nói đừng ngại. Mấy bữa trước kiếm được một báu vật ở chợ đen, làm phiền thánh tử xem thử, thanh niên áo đen nói xong lấy ra một vật, là một chiếc lò luyện đan loại nhỏ, ước chừng chỉ bằng bàn tay. Toàn thân đen thui, nếu phải kể đến điểm kỳ dị nào đó, vậy thì là trên lò đan này có chút sấm sét. Chính là nó đó ạ. Thanh niên áo đen cung kính dâng lò luyện đan cho hắn bằng hai tay. Triệu Bân nhận lấy, tìm đại một chỗ để ngồi xuống, cầm lò luyện đan đánh giá một hồi. Nói thật lòng, bề ngoài của thứ này chẳng ra làm sao, giống như cục than ấy, toàn thân đen thùi lùi, điểm khác biệt là có sấm sét bao quanh. Chắc vì niên đại quá lâu nên hoa văn bên trên đã mở rồi. Mua bao nhiêu tiền đấy, Triệu Bân hỏi. 10 vạn, chàng thanh niên áo đen mỉm cười nịnh nọt. Người bán có phải là một lão già, răng vàng khè, mặt mũi rất gian xảo. Thánh tử biết ạ, mấy kẻ lừa hậu bối mua đồ trông toàn như thế cả. Triệu Bân vừa nói vừa xem, không phải hắn chém gió đâu, suốt cả hành trình, hắn gặp phải dạng người này quá nhiều ở các sạp hàng ven đường. Thế nào cũng có một lão già khoanh tay trước ngực giả thần giả quỷ. Thế đây, là bảo bối ạ. Thanh niên áo đen mỉm cười lấy lòng, vô thức nhìn Triệu Bân. Hôm nào đó người cũng tìm kẻ khác mà lừa, chắc là bán đi được đấy. Lời nói của Triệu Bân rất hàm xúc, đây chẳng phải bảo bối gì. Hắn ước lượng thứ này chỉ 30 lượng, không thể nhiều hơn được nữa. Thanh niên áo đen ôm ngực. Nhìn đi, vẫn bị người ta lừa, 10 vạn lượng đấy. Lần sau cẩn thận hơn nhé. Triệu Bân nói rồi nhét lò luyện đan cho cậu ta. Thanh niên áo đen nhận lấy, cầm theo nói rồi bỏ đi, không khó nhận ra sắc mặt xa sầm của cậu ta trông có vẻ như muốn tìm lão già kia để tính để lừa hậu bối như vậy. Mẹ kiếp, ông ta không thấy ngượng ngà. Khoan đã, Triệu Bân đuổi theo, lấy lại là luyện đan. Sau đó, hắn hà hơi vào là luyện đan đặt nó dưới ánh trăng nhìn tới nhìn lui, càng nhìn ánh mắt càng trở nên thâm thủy, đêm nay mắt nhìn không được tốt. Mới là đành chút đã nhầm rồi. Lúc lùi về sau, hai mắt mới sáng lại, lúc này ông ta mới nhận ra người đánh là ai.
Chính vì nhận ra nên mới cảm thấy không thể tin nổi, ngươi. Cơ Ngân, tiền bối, nhớ ta không? Triệu Bân xông qua nhanh như một bóng ma, cười lộ hai hàm răng trắng. Hắn dùng hám sơn quyền, đánh vỡ xương ngực Từ Thiện khiến ngũ tạng đều bị chấn đến vỡ nát. Cơ thể ông ta văng ra xa, nện thủng vách tường, bay ra ngoài từ tầng thứ 9 của Phật Tháp. Ông ta vẫn chưa kịp rơi xuống đất thì đã nghe thấy tiếng nổ lớn. Nói chính xác hơn là bùa nổ đã phát nổ kích hoạt. Đó đương nhiên là kiệt tác của Triệu công tử. Trước đó, lúc đấm Từ Thiện thì hắn đã tiện thể dán mấy tấm bùa nổi lên người đối phương, không có Phật quang hệ thể thì ta sẽ cho người nề như pháo hoa luôn. Từ Thiện hộc máu, máu xương văng khắp nơi. Ông ta trúng hai loại phân phệ nên căn cơ đã bị tổn hại nghiêm trọng, không dùng được Phật quang hệ thể thế nên khi trúng bùa nề, tình trạng về cùng thảm khốc, thân xác già nua bị nổ đến máu me đầm địa. Siêu ta! Từ Thiện hét lên thảm, tiếng thét vọng khắp chùa. Không cần ông ta cầu cứu thì chúng Phật trong chùa cũng đều đã thức tỉnh. Tất cả ra khỏi thiền phòng, đập vào mắt họ là một bóng đầy máu rơi từ trên trời xuống, đè sập một ngôi miếu thờ trong thiên Phật tự. Ầm! Triệu Bân đến ngay sau đó, dẫm xuống đất một cái ầm. Từ Thiện vừa mới đứng dậy là đã bị hắn chấn áp chỉ bằng một chưởng. A! Từ Thiện gào thét, mắt đỏ ngầu. Mặt mũi dữ tợn, đâu còn chút nào dáng dấp của người nhà Phật nữa. Nhưng mặc cho ông ta có thét lớn đến đâu đi nữa, mặc cho Phật quang có tỏa ra bốn phía thì cũng không thể chống lại sự khống chế của Triệu Bân. Mẹ kiếp! Triệu Bân mắng một tiếng, mắt nhìn xuống chân. Không ngờ dưới ngôi miếu tàn này lại có càn khôn khác. Không ngờ lại có một địa cung, trong địa cung còn treo rất nhiều xác người đầy máu, người nào người nấy đều đầu tóc rối bời, bị móc vào xương vai. Phần lớn trong số họ đều vẫn còn sống, đang thoi thóp, rên rỉ. Máu chảy ra từ người bọn họ được dẫn vào một bể máu, bên trong có rất nhiều oán linh đang giãy giụa. Đó là những oán linh được nuôi dưỡng từ máu tươi, chúng muốn ra khỏi bể máu nhưng lại bị giam chân ở bên trong, chịu đựng giày vò. Ngoài ra, khắp nơi trong địa cung đều là hài cốt. Tâm cảnh cứng như cỡ Triệu Bân mà cũng không khỏi rùng mình. Nếu như nhìn thấy cảnh này trên chiến trường thì cũng là bình thường vì dù sao đó cũng là chiến tranh. Có chiến tranh thì sẽ có người chết, giày vò tù binh cho đến chết không phải chuyện hiếm gặp. Nhưng đây là Phật môn mà, bắt gặp cảnh này trong khuôn viên nhà Phật thì đúng là rất bất ngờ. Họ nuôi dưỡng oán linh trong miếu sao? Cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết của Từ Thiện vang đầy trời. Không cần ông ta kêu cứu thì nhiều vị Phật cũng đã thức tỉnh. Vừa bước ra khỏi thiền phòng bọn họ đã nhìn thấy một thân ảnh đẫm máu từ trên trời rơi xuống khiến cho một ngôi miếu của chùa ầm ầm sụp đổ. Ầm. Triệu Bân đến ngay sau đó, cũng đáp xuống đất ầm một tiếng. Từ Thiện vừa mới đứng dậy thì đã bị một chưởng của hắn chấn áp. Hự. Từ Thiện gầm sống, mắt Phật đỏ rực khuôn mặt gớm ghiếc không có chút tư thái của một vị Phật, nhưng cho dù lão ta có gầm lớn thế nào thì cùng không thể chống lại sự chấn áp của Triệu Bản. Con mò nó. Triệu Bân văng tục một tiếng, nhìn xuống phía dưới chân. Bên dưới ngôi miếu để nát vẫn còn một thế giới khác, chính là một địa cung. Trong địa cung có những người máu me be bét đang bị treo lên, hầu hết họ đều còn sống. Tóc tai bù xù, bị móc vào xương bả vai và đều đang nên vẻ yếu ớt. Máu của bọn họ đề ra đều bị dẫn vào một huyết trì, bên trong huyết trẻ có rất nhiều sản linh đang dây giụa. Đây đều là sản linh được đường ra từ máu tươi. Bọn chúng muốn thoát khi huyết trì nhưng lại bị vây hàm trong đó hết sức đau khổ. Trừ chỗ đó ra thì vẫn còn có cả một địa cung chứa hài cốt. Người có tâm cảnh cứng rắn như Triệu Bân cũng không khỏi run sợ. Trên chiến trường thấy cảnh này cũng chẳng có gì lạ, dù sao cũng là chiến tranh thì phải có người chết, chuyện hành hạ tù binh đến chết cũng không phải là hiếm, nhưng nơi này là cửa Phật. Nhìn thấy cảnh này trong một ngôi chùa của Phật gia khiến cho hắn thực sự phải giật mình, ở trong chùa miếu còn có thể tự nuôi oán linh hay sao? Không sai. Ngôi chùa này đang nuôi oán linh. Mục đích của chuyện này rất rõ ràng, thiên Phật tự này đang âm thầm đánh cháo khái niệm từ bi, bọn họ nuôi oán linh sau đó thi triển Phật pháp phổ độ, biến những oán linh thành niệm lực và hương khói, trở thành tà vật hiến tế. Nếu như không phải vô tình nhìn thấy địa cung này thì hắn cũng không dám tin đây là kiệt tác của Phật gia. Thí chủ, sao không mời mà tới? Từ sâu trong chùa thiên Phật truyền ra lời nói hùng hồn. Lời nói còn chưa dứt thì đã thấy một lão tăng đạp trên Phật quang bước tới. Triệu Bân không quen biết lão ta nhưng hắn biết giọng nói của lão ta. Đây hẳn là sư trụ trì của thiên Phật tự, người Đông Hải gọi lão ta là thiền sư thiên Phật,
đã có thể làm trụ trì thì chắc chắn thực lực không tầm thường, ít nhất lão ta cũng mạnh hơn Từ Thiện rất nhiều, chỉ còn thiếu một cơ duyên là có thể chạm tới cảnh giới thiên võ, đột phá võ đạo. Khi bước đến, lão ta đã bộc phát niệm lực cuồn cuộn, Phật quang vạn trượng, còn có Phật âm tiềm tàng quanh thân. Nhưng Triệu Bân dường như có thể thấy rõ, niệm lực của lão ta nhuộm đầy máu tươi, Phật âm uy nghiêm cũng chứa đầy những tiếng kêu rên oán hận. Vãn bối cần người, tiền bối không cho, vậy ta chỉ có thể tự mình tới bắt, Triệu Bân cười nói. Phật môn thanh tịnh, không cho phép ngươi lỗ mãng, thiền sư Thiên Phật nhàn nhạt nói. Phật môn tự nuôi oán linh, e rằng tiền bối đã hiểu sai về khái niệm thanh tịnh rồi, Triệu Bân chế nhạo nói. Tất cả chúng sinh đều đau khổ, Phật tự của ta đã độ hóa họ khỏi biển khổ. Phải tu luyện đến cảnh giới không biết xấu hổ này đúng là khó khăn cho đại sư quá. Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh. Thiền sư Thiên Phật khoan thai nói, niệm lực ngút trời. Lão ta quả thật mạnh hơn Từ Thiện rất nhiều, Phật quang sáng chói gấp mấy lần Từ Thiện. Tiền bối, chậm chút đi. Triệu Bân nói rồi đặt kiếm lên vai của Từ Thiện. Ngụ ý rất rõ ràng, nếu như ông còn dám manh động thì ta cũng không ngại chém đầu kẻ này ngay tại đây. Thiền sư Thiên Phật không nói lời nào, niệm lực cuồn cuộn như đại dương quét ngang bầu trời. Trước, tiếp, Triệu Bân thấy vậy thì khóe miệng khẽ giật giật, con mợ nó, tình huống quái gì vậy? Luôn miệng nói từ bi nhưng lại chẳng quan tâm đến sống chết của con tin đang ở trong tay ta sao? Cũng khó trách, những kẻ đã không biết xấu hổ thì làm gì biết từ bi thật sự là thế nào? Vèo, mang theo Từ Thiện, hắn phi thân về phía sau. Hắn còn chưa kịp định thân thì đã thấy một luồng Phật quang từ trên trời chiếu xuống, chư Phật cũng tới, chỉ có quỷ mới biết đó là bí pháp là gì, tuy rằng Phật quang tường hòa nhưng cũng quỷ quyệt khó lường, khiến cho ngay cả tiên lực của hắn cũng bị hóa diệt. Ông! Triệu Bân vung kiếm phá tan Phật quang. Có lão tăng trên trời giáng xuống một trường ấn khổng lồ bao trùm cả bầu trời. Triệu Bân không nhìn, dùng hồn ngự lôi đánh thẳng lên trời, bổ đôi trường ấn khổng lồ. Cùng lúc đó, đại dương niệm lực của thiền sư Thiên Phật cũng đã tới. Triệu Bân bỏ chạy không kịp, bị niệm lực nhấn chìm. Niệm lực cũng có phân chia cấp bậc, hoặc là nói phải xem ai đang thi triển, đại dương niệm lực của lão già này thật sự quá hung hãn, ngay cả cường giả chuẩn thiên bình thường rơi vào trong đó thì hơn 8 phần cũng sẽ tan xương nát thịt. Mở! Triệu Bân quát lớn, kiếm Long Uyên trên tay được hắn thêm vào huyền hoàng khí, một kiếm bổ đôi niệm lực. Ở phía đối diện, thiền sư Thiên Phật cũng đã tung ra một trưởng uy nghiêm mạnh mẽ, sức mạnh cuồn cuộn khiến cho ngay cả thiên cương hộ thể của Triệu Bân cũng bị đánh tan trong chớp mắt, dư âm của trưởng uy còn có thể khiến cho khí lực của hắn bị chấn áp. Ông! Thanh âm ông chấn động vang lên, ngay lập tức có một chiếc chuông vàng hư ảo từ trên trời giáng xuống muốn vây hắn lại. Sau đó còn có thêm một tòa bảo tháp giáng xuống chùm lên chiếc chuông vàng. Bên trong chiếc chuông vàng lại bùng lên ngọn lửa dữ dội. Trong bảo tháp lại có sấm chớp rền vang. Bất luận là lửa cháy hay sấm chớp thì đều mang theo Phật quang sáng chói, không chỉ có lực độ hóa mà còn có lực hủy diệt. Triệu Bân biết sẽ đảm lao tăng giả từ bị này sẽ không để cho hắn sống sót thoát ra ngoài, những chuyện như tự nuôi sản linh trong chùa nếu như lọt ra ngoài thì danh tiếng của Phật gia sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, hương khói của Phật gia cùng sẽ bị ảnh hưởng cho nên giết người diệt khẩu là chuyện cần thiết. Cho dù Từ Thiện đang ở trong tay hắn thì mấy là già này cũng sẽ không kiêng kỵ gì. Sau khi chuông vàng cùng bảo tháp giáng xuống thì lại có tiếng tụng niệm của chư Phật, dùng tiếng tụng niệm ra cố thêm lực phong ấn cho chuông vàng cùng bảo tháp, sự phối hợp này thật sự vô cùng hoàn mỹ, nội tình hùng hậu như Triệu công tử cũng không tránh khỏi chật vật. Hắn vốn tưởng rằng sau khi bắt Từ Thiện thì sẽ ngay lập tức rút lui, nhưng khi đến đây hắn mới biết Thiên Phật tự toàn là kẻ điên. Ngay cả nuôi oán linh còn có thể làm được thì còn có chuyện gì mà đám người này không dám làm chứ? Phá cho ta! Triệu Bân quát lớn một tiếng, dùng năng lượng mà các phân thân bên ngoài tập trung lại cho mình mở ra thiên cương hộ thể khổng lồ phá nát chuông vàng, cũng phá nát bảo tháp và đánh thẳng vào Phật âm khiến cho không biết bao nhiêu tăng lữ hộc máu. Tuy nhiên Phật âm của chư Phật vẫn hùng hậu không dứt. 6 chữ chân ngôn của Phật gia không đánh vào xác thịt mà đang đánh thẳng vào võ hồn của hắn. Lực sát thương cực mạnh. Cút! Triệu Bân chợt gầm lên, tiếng gầm rền vang như tiếng gầm của lôi thần. Tiếng gầm như sấm rền phối hợp với võ hồn vô cùng bá liệt giúp Triệu Bân mạnh mẽ đứng vững trước 6 chữ chân ngôn.
hai loại bí pháp sóng âm của Triệu Bân đối kháng với sáu chữ chân ngôn tạo ra một loại khí tức vô hình lan tràn ra tứ phương khiến cho rất nhiều tăng lữ bị đánh bay, kẻ có nội tình hơi yếu còn bị đánh thành máu thịt be bét, ngay cả miếu thờ, thiền phòng, Phật tháp. Ở xung quanh cũng gánh chịu tai ương mà ầm ầm sụp đổ, đất đá gạch vụn văng tung tóe khắp nơi. Thí chủ, người đã khiến Phật tức giận. Thiền sư Thiên Phật lãnh đạm nói sau đó hung hãn tung ra một chưởng mang theo Phật ấn. Triệu Bân không chút sợ hãi liền tung ra một quyền dũng mãnh đối chiến. Phụt! Quyền chưởng va chạm, máu tươi phun ra. Triệu Bân hộc máu, xương bàn tay bị chấn nứt chảy ra dòng máu màu vàng kim, trong lúc đó Thiền sư Thiên Phật lại phun ra máu đen. Chuyện này khiến cho Triệu Bân hơi ngạc nhiên, chẳng phải lão ta cũng có huyết mạch đặc biệt sao? Tại sao máu của lão ta lại có màu đen? Chẳng lẽ là do lòng dạ độc ác cho nên ngay cả máu huyết cũng biến thành màu đen kịt? Phật pháp vô lượng. Tiếng gầm giống của chư Phật nghe như tiếng chuông đại lữ. Tiếng gầm giống vừa dứt thì vòm trời đã chấn động, một luồng Phật quang từ trên trời giáng xuống, chẳng những uy nghiêm mà còn có lực hủy diệt. Triệu Bân thấy vậy thì cả kinh, mấy lão già tà ác này thật sự có quá nhiều thủ đoạn. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn đã kịp nhảy khỏi vị trí đứng. Phật quang rơi xuống rồi khoét ra trên mặt đất một cái hố lớn. Thân thể của Triệu Bân đẫm máu, mặc dù hắn tránh khỏi Phật quang nhưng không thể tránh khỏi dư uy của nó, suýt chút nữa đã bị chém thành thịt nát. Hắn dùng trường sinh quyết để khôi phục vết thương. Sát ý đã xâm nhập vào khí lực của hắn, tác loạn ở trong lục phủ ngũ tạng của hắn, ngoài ra còn có một luồng sát ý khác đã đánh thẳng vào căn cơ của hắn, nếu như là võ tu cảnh giới địa tạng bình thường thì chắc chắn đã chết. Cũng may hắn có nội tình hùng hậu cùng nền tảng vững chắc, hơn nữa còn có tiên lực hộ thể cộng thêm huyết mạch bá đạo cho nên mới có thể hóa diệt được sát ý. Thiền sư Thiên Phật lại công kích, dùng niệm lực hóa thành một thanh Phật đao từ trên trời chém xuống. Triệu Bân định thân, một kiếm bổ đôi Phật đao. Cùng lúc đó, hắn dùng hồn ngự thái âm chân khí cùng huyền hoàng khí xuất hiện để đánh lui thiền sư Thiên Phật nhưng vẫn không thể phá được Phật quang hộ thể của lão ta. Trước đó khi đánh nhau với Từ Thiện hắn cũng đã phải rất lao lực, huống chi lúc này hắn còn phải đánh với một kẻ còn mạnh hơn cả Từ Thiện như Thiền Sư Thiên Phật. Mấy lão già này toàn là loại chịu đòn giỏi. Umani Ba Mi Hong. Chư Phật cũng không hề nhàn rỗi, liên tục tụng niệm sáu chữ chân ngôn, bốn phương tám hướng đều có tiếng tụng niệm vang lên, chú Đại Bi, chú Tịnh Thế, chú Diệt Thế. Các loại chú Pháp đan xen vào nhau phối hợp với niệm lực bao trùm thiên địa. Vèo. Triệu Bân phóng thẳng lên trời như một tia sáng vàng, hướng mũi kiếm xuống dưới thi triển thiên lôi trận. Ngay lập tức lôi điện đầy trời đã đánh xuống. Đại chiêu quần công này có lẽ vô dụng đối với những người có cấp bậc như Thiền Sư Thiên Phật nhưng đối với những kẻ có nội tình yếu hơn thì chắc chắn có tác dụng. Đám người này cho dù không có chiến lực mạnh nhưng tập trung nhiều người cũng có thể khiến cho người khác phải đau đầu, những tiếng tụng niệm của bọn họ nghe y như ma chú làm điên đảo tinh thần. Phụt, răng rác, bất cứ kẻ nào đứng trong phạm vi công phạt của thiên lôi trận thì đều phải gánh chịu tai ương. Thiên lôi trận từ trên trời giáng xuống tạo nên cảnh tượng rất lớn, có không ít tăng lữ bị đánh chết, đền đài tháp miếu bên dưới cũng sụp đổ gần hết. Phật quang phổ chiếu, thiền sư Thiên Phật lãnh đạm nói, lập tức thi triển đại pháp Phật ra. Giàm trời ông ông chấn động, bầu trời đêm trong phút chốc trở nên sáng ngời, Phật quang bao trùm bầu trời lại mang theo lực hủy diệt đáng sợ. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng rồi hướng mũi kiếm lên trời, dùng tiên lực truyền vào kiếm Long Uyên khiến cho kiếm Long Uyên hóa thành một thành kiếm khổng lồ màu vàng hư ảo mạnh mẽ bể đôi Phật quang đang bao trùm bầu trời. Bên dưới, chư Phật đã bước lên Phật quang, trong tay đều cầm theo binh khí hoặc thiền trượng xông về phía Triệu Bân để cách không công phạt, Phật quang lại một lần nữa chiếu rọi đầy trời. Đến đây, Triệu Bân quát lớn, kịch liệt đối chiến chư Phật. Trong lúc đó, hắn cũng muốn mau mở ra một con đường máu để thoát ra bên ngoài. Vấn đề là Đại Phật Hộ Viện vẫn còn đó. Khi hắn bước vào đây khó khăn như thế nào thì muốn bước ra cũng khó khăn như vậy. Chủ yếu là do động lực của hắn không đủ để thi triển di thiên hoán địa. Như vậy thì hắn chỉ còn cách phải liều mạng đối chiến, giết sạch đám người này. Mấy lão già này đều muốn giết hắn diệt khẩu, hắn không liều mạng cũng không được. Đại chiến ngay lập tức bắt đầu, vòm trời ông ông chấn động. Trên bầu trời lúc này chỗ nào cũng phát ra ánh sáng chói lọi mà không cần ai đốt đèn,
ngoài ra còn có ánh lửa tạc ra sau mỗi lần binh khí va chạm giống như pháo hoa nở rộ đầy trời. Động tĩnh lớn như vậy, muốn không kinh động đến bốn phương cũng khó. Nơi này khác hẳn so với hòn đảo của Ma Điện, hòn đảo này nằm ở vùng đất chủ phú của Đông Hải, gần đó còn có nhiều hòn đảo của các thế lực khác đang sinh sống, thậm chí còn tiềm ẩn nhiều thế lực lớn, bất cứ ai nghe được động tĩnh đều đã chạy tới xem. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trên không trung thì tất cả đều sửng sốt. Kia, là Cơ Ngân sao? Ồ, sao hắn ta vào đó được? Đã có thể bước ra từ cấm địa biển chết thì còn nơi nào mà hắn không tới được chứ? Có thể vào cũng chưa chắc có thể ra được. Đã có rất nhiều người chạy đến, bọn họ trèo lên những ngọn núi xung quanh để xem, tiếng bàn tán vang lên cùng với cả những tiếng thổn thức, bọn họ thổn thức thủ đoạn của Triệu Bân, đồng thời cũng thổn thức về sự dũng cảm của hắn, lá gan của hắn thật sự rất lớn, dám bước vào Phật môn tịnh địa đối chiến với uy lực đáng sợ của chư Phật. Chính cảnh tượng này cũng đã cho thấy chư Phật đáng sợ đến thế nào. Một đám hòa thượng đều tỏa ra Phật quan chói lọi, liên tục tung ra Phật pháp cao thâm vây công Cơ Ngân. Cho nên mới có người nói hắn có thể bước vào cũng chưa chắc có thể bước ra. Phải biết rằng Thiên Phật tự có rất nhiều tăng lữ, khắp nơi đều là ngọa hổ tàng long. Chưa nói đến người khác, chỉ nói đến thiền sư Thiên Phật thì ở dưới cảnh giới thiên và cùng không có mấy người là đối thủ của Lão Tà, tuy nhiên Cơ Ngân cùng vô cùng mạnh. Hắn bị chư Phật vậy công nhưng vẫn có thể bình tĩnh đổi chiến, tung chiêu như rồng cuộn hề về tu cảnh giới địa tạng mạnh như hắn sợ rằng ở đại hạ tuyệt đối không thể tìm được người thứ hai. Đây là một cảnh tượng lớn hiếm thấy, cho nên ngày càng có nhiều người chạy đến đảo để xem. Trước, tiếp, trong số những người chạy đến không chỉ có những người muốn xem náo nhiệt mà còn có sát thủ của các quốc gia cùng sát thủ La Sinh Môn, đám kẻ thù Nhật Quốc. Bọn chúng đã tìm Cơ Ngân rất lâu. Không ngờ hắn lại ở Thiên Phật tự này. Chuyện náo nhiệt như thế này sao bọn chúng có thể không nhúng tay vào chứ? Nếu như chư Phật không thể giết chết được Cơ Ngân thì bọn chúng cũng không ngại đánh lén một kích. Có rất nhiều kẻ bên dưới có ý tưởng này trong đầu. Cũng có rất nhiều kẻ bên dưới muốn lấy mạng của Cơ Ngân. Làm người không nên quá nổi bật. Thiên phú cũng không nên quá nghịch thiên. Chẳng hạn như Triệu Bân, không biết có bao nhiêu kẻ muốn bóp chết hắn từ trong nôi. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Bân quát lớn một tiếng, thi triển đại chiêu. Kiếm quang như mưa từ trên trời rơi xuống, không biết đã đâm chết bao nhiêu vị Phật, cũng không biết đã hủy diệt bao nhiêu đền miếu, ngay cả đại địa cũng bị khoét ra rất nhiều hố sâu, kiếm quang tỏa ra ánh sáng ngọc lại nhiễm đầy máu tươi khiến cho xương máu quay cuồng nhuộm đỏ cả Phật môn tịnh địa. Dưới sự công phạt của Triệu Bân, địa cung ngầm cũng ngay lập tức sụp đổ, cấm chế bên trong cũng bị hủy hoại. Những oán linh bị giam cầm bên trong huyết chỉ bắt đầu kêu gào rồi lũ lượt bay ra ngoài, cuối cùng thì bọn chúng cũng được giải thoát. So với việc tiếp tục chịu dày vò, bọn chúng thà bị Phật quang hóa diệt. Chết không đáng sợ, sống không bằng chết mới đáng sợ. Phật đáng chết, lừa đời lấy tiếng. Trong số này còn có rất nhiều oán linh mang sát ý cực lớn đã bắt đầu tụ tập lại xông về phía chư Phật, nét mặt của oán linh nào cũng hết sức dữ tợn. Chư Phật tự xưng từ bi nhưng lại biến chúng thành oán linh, nếu như có thể lột hết da mặt của chư Phật xuống thì sẽ thấy chư Phật còn tà ác hơn cả oán linh bọn chúng. Chuyện này, khi nhìn thấy oán linh đầy trời, tất cả mọi người đều giật mình. Bọn họ cảm thấy rất khó hiểu, tại sao bên trong Thiên Phật tự lại có nhiều oán linh đến như vậy. Con mợ nó, sau đó liền có không ít người văng tục. Những người có nhãn giới cao đều có thể nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ bên dưới địa cung. Ở đó có rất nhiều hài cốt, cũng có rất nhiều người đẫm máu bị treo lên, cảnh tượng này khiến cho bất cứ ai cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Phật môn tịnh địa lại là nơi máu chảy đầm đìa. Con mợ nó, đám người này thật sự đang nuôi oán linh bên trong chùa. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì cũng sẽ chẳng ai dám tin chuyện này. Tất cả đều nhờ vào Triệu công tử. Trước, tiếp, ngự kiếm phi tiên của hắn đã ngắm rất chuẩn. Mục đích của hắn chính là muốn giải thoát cho oán linh để lột ra mặt của đám người tự xưng từ bi này xuống, cũng để cho thế nhân tự nhìn thấy bên dưới lớp vỏ từ bi giả tạo đang che giấu thứ gớm ghiếc gì. Umani ba mi hong. Phật âm uy nghiêm vẫn vang vọng khắp hòn đảo. Đại chiến ở Thiên Phật tự diễn ra hết sức kịch liệt và đẫm máu, Thánh tử Thiên Tông cầm kiếm Long Uyên đại khai sát giới khiến cho kẻ thù lần lượt ngã xuống. Máu huyết văng tung tóe như những đóa hoa máu nhiễm Phật quang rơi xuống từ bầu trời. Đền chùa nuôi oán linh, chậc chậc chậc.
Những tiếng thở dài cùng tặc lưỡi liên tục vang lên, so với chuyện chư Phật đang lần lượt ngã xuống thì tòa địa cung đẫm máu kia mới thật sự khiến cho người ta cảm thấy ghê người. Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy thì làm gì có ai dám tin chuyện ghê tởm này lại xảy ra trong một ngôi chùa, không ngờ bên dưới Phật môn tịnh địa còn ẩn giấu địa ngục nhân gian. Thánh tử Thiên Tông sợ rằng sẽ thất thủ ở đây. Lại có không ít người thở dài nói. Không ai đáp lời, cũng không ai nghi ngờ chuyện này. Ở đây chẳng có ai bị mù, tất cả đều có thể nhìn thấy cục diện của trận đại chiến. Chư Phật trên bầu trời liên tục thi triển Phật Pháp cao thâm đã đánh cơ ngân đến mức không còn ra hình người. Nếu như đơn đả độc đấu thì ở dưới cảnh giới thiên võ chẳng mấy ai có thể làm đối thủ của cơ ngân. Vấn đề là lúc này hắn đang bị vây công, bị thế lực bình thường vây công đã khó khăn, đây lại còn là bị chư Phật vây công. Chuyện này khiến cho mọi người run sợ, một hai vị Phật hắn còn có thể chống lại nhưng số lượng lớn thế này thì khác. Cơ ngân có thể không sợ niệm lực của Phật gia nhưng ở trong địa bàn của Phật gia thì hắn chắc chắn sẽ bị niệm lực trấn áp, chỉ một thiền sư thiên Phật cũng đã có thể khiến cho hắn phải đau đầu thì huống chi là dưới tình huống bị chư Phật vây công. Phụt! Trong lúc thế nhân đang theo dõi đại chiến thì Triệu Bân lại hộc máu, trước bị biển niệm lực nhấn chìm sau lại bị trúng một chiêu của thiền sư thiên Phật khiến cho lồng ngực bị khoét ra một lỗ máu, thậm chí xương cốt cũng bị nứt gãy. Hắn còn chưa kịp đứng vững thì chư Phật đã tấn công. Hợp lực thi triển đại pháp Phật ra, Phật quang chém ra như mưa khiến cho hắn suýt bị chém thành thịt nát. Phật pháp quỷ dị, không chỉ đả thương chân thân mà còn khiến cho phân thân của hắn ở khắp nơi cũng lần lượt băng băng diệt. Thật thê thảm. Thế nhân càng xem càng run sợ, đừng nói người bị vậy công, ngay cả người đứng nhìn còn cảm thấy đau đớn thay, bởi vì đây là cơ ngân có nội tình hùng hậu cho nên mới có thể chịu đèn được đến tận bây giờ. Nếu đều lại là một vệ tu cảnh giới địa tạng khác thì không biết đã chết bao nhiêu lần roi. Trong tình huống náo nhiệt này đáng ra ông trời phải giảng thiên lôi mới đúng, không biết là ai vừa lên tiếng mà đã khiến cho tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn lên trời, người biết xem tinh tượng đều cố gắng căng mắt tìm kiếm dấu hiệu cho thấy riêng bảo sắp đến. Lão Phu bấm nốt tay tính toán ra hôm nay chắc chắn có thiên lôi. Trong những tình huống náo nhiệt thế này thì sẽ luôn có mấy lão già vô lại làm ra vẻ thế ngoại cao nhân vuốt râu thâm trầm nói. Lời này khiến cho tất cả mọi người hứng khởi, hai mắt sáng ngời. Nhìn vào những chiến tích của Thánh tử Thiên Tông thì bất luận là ở Di Chỉ Ma Vực, Biển Chết Nam Vực, Biên Cương Đông Nam hay Biên Cương Phương Bắc thì lúc nào cũng sẽ có thiên lôi trợ uy. Động tĩnh đêm nay cũng không hề nhỏ, cơ ngân bị chư Phật vây công trong thiên Phật tự. Nếu như có thiên lôi giáng xuống lúc này thì cũng là chuyện hợp lý. Ở đâu ra nhiều thiên lôi như vậy chứ? Lời này chính là do Nguyệt Thần nói, hôm nay không có thiên lôi, cô ta không cần xem tinh tượng cũng biết. Đừng nói là đêm nay, cho dù 10 ngày nửa tháng nữa cũng không có thiên lôi. Các ngươi nghĩ thiên lôi là rau cải ngoài chợ sao mà muốn có là có? Ô ô ô, đám oán linh trong chùa kêu rên thảm thiết như địa ngục đã kéo tới nhân gian. Chỉ có quỷ mới biết được bên trong thiên Phật tự giam cầm bao nhiêu người, cũng chỉ có quỷ mới biết được bên trong thiên Phật tự đã dưỡng ra bao nhiêu oán linh, nhưng oán linh không có thân thể như chúng chẳng khác gì cô hồn dã quỷ lang thang khắp nơi, trên nét mặt thể hiện đủ mọi loại cảm xúc dữ tợn, thống khổ, thê lương, cười thảm. Tất cả oán linh đều lần lượt bị Phật quang hóa diệt hoặc bị tiếng chuông chùa đánh tan. Thù hận ngút trời của đám oán linh còn có thể ăn mòn hương khói. Niệm lực sáng ngời của Phật gia bây giờ đã không còn sạch sẽ, vết nhơ này thật sự không thể nào xóa sạch được. Hương khói không thuần túy. Niệm lực cuồn cuộn càng lúc càng trở nên dơ bẩn, không còn mãnh liệt như trước mà cũng không còn dày đặc như trước. Niệm lực chính là nguồn năng lượng chống đỡ pháp trận lưu chuyển, hiện giờ niệm lực không còn dày đặc cho nên pháp trận cũng chịu ảnh hưởng, có rất nhiều đầu trận tuyến không được cung cấp niệm lực cho nên trận văn cũng đã ngừng lưu chuyển. Thậm chí Đại Phật Hộ Viện cũng đã dần trở nên mờ đi với tốc độ có thể nhìn thấy được. Giờ phút này nếu như có cường giả khác đứng từ bên ngoài đánh vào trong thì nhất định có thể khoét ra một lỗ thủng trên thân Đại Phật. Nhưng không cần ai ra tay thì Đại Phật Hộ Viện cũng đã tự tiêu tan. Hương khói nhiễm bẩn, niệm lực cũng không ngừng tiêu tán, ngay cả chư Phật cũng gặp liên lụy. Phật quang hộ thể của bọn họ đã dần loang lổ, nhạt màu và yếu đi rất nhiều. Thiền sư thiên Phật lộ ra vẻ dữ tợn. Lão ta cứ tưởng trấn áp được cơ ngân thì mọi chuyện sẽ dễ dàng, thật không ngờ rằng lại xảy ra chuyện nhiễu loạn như vậy. Chuyện chùa nuôi oán linh đã bị người bên ngoài biết được, hơn nữa còn ảnh hưởng đến hương khói Phật môn,
đối với Thiên Phật tự mà nói đây chẳng khác gì đòn hủy diệt. Không còn người tin Phật thì cũng không còn hương khói. Không có hương khói thì cũng không có niệm lực. Mà niệm lực lại chính là suối nguồn sức mạnh của Phật gia. Hương khói và niệm lực ở đây kỳ lạ quá. Có không ít người nghi hoặc. Ai tinh ý một chút liền có thể nhìn thấy chư Phật đã không còn mạnh như trước, tiếng chuông và tiếng tụng niệm cũng yếu đi rất nhiều, Phật quang sáng ngời trang nghiêm cũng đã dần dần mờ đi. Phụt! Trong lúc mọi người đang quan sát thì máu huyết lại phun ra đầy trời. Đó là máu đen. Thiền sư Thiên Phật đã bị thương, hương khói cùng niệm lực xảy ra vấn đề cho nên Phật quang hộ thể của lão ta cũng không thể không bị ảnh hưởng. Triệu Bân vừa đánh ra một quyền mạnh mẽ phá vỡ Phật quang hộ thể của lão ta khiến cho Phật quang hộ thể lộ ra một vết rách lớn, thân thể của Thiền sư Thiên Phật cũng bị tổn thương nặng nề. Thiền sư Thiên Phật sợ hãi, phi thân về phía sau bỏ chạy. Triệu Bân đuổi sát không buông, sát khí ngập trời mãnh liệt quay cuồng. Chư Phật thấy vậy đều chạy đến tiếp viện, liên tục tụng niệm để gia cố Phật quang hộ thể của Thiền sư Thiên Phật. Cút! Triệu Bân gầm lớn một tiếng. Tiếng gầm cộng minh với võ hồn tạo ra thanh âm làm chấn động trời cao, thanh âm vô cùng bá liệt đã phá được tiếng tụng niệm. Trong chớp mắt không biết đã có bao nhiêu Phật bị đánh bay và hộc máu giàn giụa, người có nội tình yếu còn bị nổ tung rồi từ trên bầu trời rơi xuống. Lão già chọc, để mạng lại. Triệu Bân đã đuổi tới và vung kiếm chém. Nhưng trước khi kiếm Long Uyên kịp chém xuống thì hắn đã nhìn thấy một tia sáng đen bắn tới từ bên hông khiến cho hắn bị đánh trở mình. Bên ngoài có cường giả nhúng tay vào, hơn nữa còn không chỉ có một, trong số những người chạy đến chùa Thiên Phật có cả sát thủ của các quốc gia khác, sát thủ La Sinh Môn cùng kẻ thù Nhật Quốc, bọn chúng vừa thấy chư Phật không giết được Triệu Bân thì liền nhảy vào trợ chiến. Bọn chúng rất biết cách chọn thời điểm đánh lén, tia sáng đen bắn ra vừa rồi cũng hết sức bá liệt. Kẻ đánh lén không chỉ có một. Triệu Bân còn chưa kịp đáp xuống thì đã thấy sau lưng có một luồng kiếm quang màu bạc chém tới tạo cho hắn một vết thương lớn lộ tới xương. Chuyện còn chưa kết thúc. Sau đó còn có thêm hàng loạt luồng kiếm quang màu đỏ xảo quyệt chém tới, nếu như không trên kịp thì đã bị chém bay đầu, cho dù hắn tránh được kiếm quang nhưng cũng không tránh được dự uy, trên cơ bị rạch ra vết kiếm khiến kiếm ý đáng sự xâm nhập vào và làm tổn thương và hiện Triệu Bân lại gặp cảnh kẻ thù tụ hợp, đọc tiếp tại không lâu sau liền có rất nhiều thiên. Phật tử, đám người đứng xem đều hít một hơi thật sâu, căng thẳng theo dõi. Cường giả bước vào. Trợ chiến Phật gia là giả, chu diệt cơ ngân mới là thật. Đây chính là thời cơ tốt nhất, cơ ngân đã gần như kiệt sức khi đối chiến với chư Phật, thân thể đầy vết thương chỉ còn nửa cái mạng, lúc này bọn chúng không thừa cơ giết hắn thì còn đợi đến khi nào. Ầm một tiếng, Thiền sư Thiên Phật lại thỉnh ra đại Phật của chính mình, nguy nga như núi lớn. Trưởng ấn bao trùm bầu trời bộc phát uy lực khủng khiếp. Phụt! Triệu Bân phun máu, hắn đã bị trưởng ấn áp chế. Thân thể của hắn bị ép xuống một tòa Phật tháp khiến cho Phật tháp 9 tầng bị chấn xuống tận tầng cuối cùng, Phật tháp bị phá hủy trong nháy mắt, đất đá mái ngói văng đầy trời. Phong! Chư Phật chắp tay tạo thành chữ thập hóa ra một chiếc chuông hư ảo bao trùm lấy phế tích, bên trên chuông có khắc Phật văn, đây là một loại bí pháp phong ấn tối thượng của Phật gia. Lúc này, thế giới hỗn loạn mới tạm rơi vào yên tĩnh. Xem ra hắn thật sự phải thất thủ. Mấy lão già hít sâu một hơi, nói xong còn không quên ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, nếu như không có thiên lôi thì cơ ngân không thể xoay chuyển càn khôn, nếu như có thiên lôi thì đêm nay mới thật sự náo nhiệt. Đúng lúc này, từ khu vực phế tích mà Triệu Bân đang bị trấn áp đột nhiên phóng thẳng lên trời một luồng sáng vàng khiến cho chiếc chuông Phật hư ảo bị khoét ra một cái lỗ lớn. Ánh sáng vàng bắn thẳng vào vòm trời bộc phát nguồn năng lượng quỷ dị khiến cho đám người đang ở trên bầu trời, bất luận là chư Phật hay kẻ thù bốn phương, đều bị chấn chao đảo, thậm chí còn có không ít kẻ đã ngã xuống. Vẫn có thể tiếp tục đánh sao? Những người đang thương tiếc thay cho cơ ngân đều lập tức đứng dậy, ánh mắt tập trung vào đống đổ nát. Lọt vào trong tầm mắt của bọn họ lúc này chính là một thân ảnh đẫm máu. Tất nhiên là Thánh tử Thiên Tông. Tất cả mọi người đều sững sờ. Không thể trách bọn họ, chỉ vì cơ ngân lúc này có chút không giống với cơ ngân lúc trước, dường như hắn đã thay đổi hình thái, ấn đường khắc ra bí văn, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, mái tóc đen dài đều đã hóa thành màu vàng. Khí huyết trào dâng như biển lớn, tràn đầy sinh mệnh lực. Những vết thương trên người hắn cũng đã dần khép miệng lại. Hai mắt của hắn là sáng chói nhất, thoạt nhìn giống như không còn là đôi mắt bình thường nữa mà là hai vầng thái dương đang ẩn bên trong hốc mắt.
Ngoài ra còn có một cỗ uy lực cực kỳ bá đạo đang lan tràn ra khắp nơi. Đó chính là uy lực của huyết mạch, tất cả những người có huyết mạch đặc thù ở đây đều cảm thấy áp lực, không thể kìm được sự kích động của huyết mạch, trái tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Đây là trạng thái gì mà lại bá đạo đến như vậy? Cấm thuật, cũng có thể là thiên phú được huyết mạch truyền thừa lại. Những thanh âm kinh ngạc nổi lên bốn phía, lần biến thân này của Cơ Ngân thật sự rất chói mắt nhưng không ai có thông tin gì về chuyện này. Nói thật, ngay cả bản thân Triệu Bân cũng không biết đây là trạng thái gì, trong lúc mơ hồ hắn liền tiến vào trạng thái này, so với cấm thuật thì càng bá đạo hơn, căn nguyên huyết mạch của hắn như còn đang ẩn chứa một nguồn thần lực vô hạn. Lúc này, bất kể là chân nguyên tiên lực hay khí huyết võ hồn của hắn cũng đều đã niết bàn lột xác chỉ trong nháy mắt. Sức mạnh cạn kiệt trước đó không chỉ khôi phục mà còn chạm tới đỉnh cao, căn nguyên huyết mạch hiển lộ dị tượng sống động hơn trước kia rất nhiều, có thể nhìn thấy một vùng không gian rộng lớn cổ xưa đầy uy áp. Căn nguyên huyết mạch còn chưa hoàn toàn dung hợp mà đã có thể mở ra huyết mạch tiên tàng. Nguyệt Thần lẩm bẩm nói, ngay cả thần minh như cô ta cũng phải lộ ra sự kinh ngạc, không ngờ dưới tình huống tuyệt vọng lại còn có thể xuất hiện điều bất ngờ, trong thời khắc sinh tử thật sự không biết hắn còn có thể khai thác ra bao nhiêu tiềm lực. Đây không phải tiếng thiên lôi nhưng cũng gây ra động tĩnh không thua kém gì thiên lôi giáng xuống. Thiên Phật tự bị đánh tan tác, từ trên không vẫn còn có lôi uy đang chớp động. Làm sao có thể? Thiền sư Thiên Phật hoang mang. Chư Phật hoang mang. Những kẻ muốn giết Triệu Bân cũng hoang mang. Thật khó có thể tin được một võ tu cảnh giới địa tạng đã bị đánh cho tàn phế lại có thể quật khởi. Cho dù hắn có tái sinh lực nhưng quật khởi một cách mãnh liệt như thế này cũng là điều không thể nào, thậm chí giờ phút này trên người hắn còn không có chút vết thương nào. Ngoài ra, sức mạnh này của hắn đến từ đâu, sức mạnh trước đây của hắn còn lâu mới có thể sánh bằng. Là sức mạnh huyết mạch sao? Nếu như vậy thì lại càng đáng sợ, huyết mạch của hắn mạnh mẽ đến cỡ nào mới có thể bộc phát ra uy áp cường đại đến mức này? Chết! Hắn nhất định phải chết! Ánh mắt của tất cả những kẻ đang vây công tại Thiên Phật tự đều lóe lên. Cơ Ngân thật sự quá đáng sợ, hắn chỉ mới đạt tới cảnh giới địa tạng mà đã mạnh như thế, nếu như hắn thăng lên cảnh giới chuẩn thiên thì còn mạnh đến mức nào nữa. Hiếm khi mới có được một ngày có nhiều kẻ thù của hắn đều tụ tập tại đây, tất cả xông lên một lần, không tin không thể giết chết được hắn. Nếu như hôm nay không giết chết hắn thì chỉ e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Màn kịch hay nhất đã bắt đầu rồi. Đám người đứng xem đều hết sức hào hứng, hai mắt sáng như sao. Thánh Tử Thiên Tông đã biến thân ở trạng thái bá đạo nhất thì trận chiến này vẫn có thể tiếp tục, họ lại có thể xem tiếp một trận chiến bá thiên tuyệt địa. Van Phát Chiêu Tông, Thiền Sư Thiên Phật hừ lạnh, dẫn đầu khai công, Đại Phật hệ thể ông kích động tung ra một trưởng lăng thiên đánh xuống, trưởng ấn này mạnh hơn trưởng ấn trước đó rất nhiều, bên trên trưởng ấn có khắc chữ vạn tỏa ra ánh sáng ngọc cùng với Phật văn màu vàng đang lưu truyền. Là ta chi tung ra một trường nhưng dường như lại theo sức mạnh của vạn Phật, trầm trọng như núi cao chấn xuống. Đen dây. Trước. Tiếp. Triệu Bân tung quyền đấm xuyên qua trường ấn. Cho dù có năng lượng của vạn Phật thì trường ấn vẫn bị một quyền của Triệu Bân tiêu diệt, Đại Phật trên đầu vững như núi lớn cùng phải lảo đảo một trận, Thiền Sư Thiên Phật đứng bên trong Đại Phật cũng ngay lập tức hộc máu giàn giụa. Ăn một quyền của ta. Triệu Bân quát lớn rồi tung một quyền vào Đại Phật. Bang! Thanh âm vang lên như tiếng đánh vào sắt thép. Cường đại như Triệu Bân cũng không thể nào phá được Đại Phật, chỉ có thể khiến cho bên ngoài thân Đại Phật tạc ra một ánh lửa, nhưng đối với Thiền Sư Thiên Phật ở bên trong thì khác, lão ta lại hộc máu giàn giụa lần nữa. Đại Phật cho dù chưa bị phá nhưng lực phản chấn cực mạnh mẽ đã khiến cho lão ta chịu tổn thương không ít. Hai mắt Triệu Bân sáng lên, hắn lại tung ra một quyền thứ hai bá thiên tuyệt địa. Răng rắc! Sau đó là một âm thanh giòn giã vang lên. Đại Phật Kim Cang Bất Hoại đã bị đánh ra một vết nứt, Phật quang nở rộ cũng trở nên ảm đạm, Thiền Sư Thiên Phật kêu rên rồi lại phun ra thêm một ngụm máu. Phá! Triệu Bân vừa gầm lên làm rung chuyển vòng trời vừa tung ra một quyền thứ ba. Trong khoảnh khắc tung ra một quyền này thì cả thân thể của hắn như được thăng hoa, đường quyền mà hắn tung ra dường như mạnh chưa từng thấy, mang theo uy lực khiến trời long đất lở. Hám sơn quyền của hắn đã lột xác trở thành hám thiên quyền. Đại Phật Nguy Nga đã bị một quyền của hắn tiêu diệt. Phụt! Thiền Sư Thiên Phật ngay lập tức nhảy ra ngoài, lúc này lão ta không chỉ hộc máu, Đại Phật bị phá nên lão ta cũng gặp phản phệ dữ dội,
một cái cánh tay của lão ta đã nổ thành máu thịt be bét, lồng ngực cũng bị trọng thương, Phật quang u ám nhiễm màu máu huyết đen kịt của chính lão ta. Ực! Tất cả mọi người đều âm thầm nuốt nước miếng. Đại Phật hộ thể, ôi trời ơi! Đó chính là Đại Phật hộ thể của Thiền Sư Thiên Phật, không biết đã hấp thụ bao nhiêu hương khói cùng niệm lực, có thể nói là kim cang bất hoại, thế mà lần này lại bị ba quyền của Thánh Tử Thiên Tông tiêu diệt, đây là lần đầu tiên mà bọn họ thấy Thiền Sư Thiên Phật chật vật đến như vậy. Chật vật cũng không sao, ít ra vẫn còn giữ được cái mạng. Umani Ba Mi Hong. Chư Phật lại đánh tới, tiếp tục tụng niệm sáu chữ chân ngôn, nhưng lần này niệm lực, Phật quang cùng Phật âm của bọn họ đã không còn vỏ bọc từ bi nữa, tất cả đều lộ ra vẻ dữ tợn cùng bạo ngược. Cút! Triệu Bân quát lớn một tiếng như lôi thần đang phẫn nộ. Ở trong trạng thái lôi thần phẫn nộ, uy thế của hắn cường đại đến vô cùng, mạnh mẽ đánh tan Phật âm. Phụt! Chư Phật bị chấn bay, hộc máu giàn giụa trên bầu trời. Ngự kiếm phi tiên! Triệu Bân thầm quát lớn một tiếng. Hắn còn chưa dùng đến kiếm Long Uyên mà chỉ khép hai ngón tay lại chỉ lên trời thì kiếm khí đã bộc phát, xuất hiện vô số lưỡi kiếm vàng từ trên bầu trời chờ hiệu lệnh của hắn. Phụt, phụt, chư Phật còn chưa kịp ngã xuống thì đã bị chém giết đẫm máu, hết người này đến người khác rơi xuống, chưa kịp tiếp đất thì đã bị nổ tung thành từng mảnh, cảnh tượng đẫm máu khiến cho mấy nữ cường giả tinh thần yếu nhìn thấy cũng không nhịn được mà nôn khan. Lên đường thong thả, Triệu Bân lãnh đạm nói. Ấn quyết trong tay biến đổi, phi tiên kiếm khí tụ tập thành một thanh chiến mâu màu vàng từ khí huyết của hắn biến thành. Thanh chiến mâu như một tia sáng vàng xẹt qua vòm trời đâm thẳng vào Thiền Sư Thiên Phật. Không! Thiền Sư Thiên Phật giống lên, là tiếng gầm giống từ tận linh hồn, thể hiện sự phẫn nộ, không cam lòng, nhưng nhiều nhất lại chính là sự sợ hãi. Ngã Phật từ bi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Nhưng vào giây phút đó lại thấy sợ. Mặc cho có Phật quang tỏa sáng, kinh văn vẫn không áp chế được chiến mâu màu vàng này. Thân Phật tan nát kia bị khí huyết màu vàng chém tanh bành, nổ thành sương mù màu đỏ đen. Chết, chết rồi sao? Người xem há mồm. Cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao đấy, vậy mà lại bị một giáo đâm xuyên sao? Quỳnh, bùm. Dù Thiền Sư Thiên Phật đã chết nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Cao thủ trong chùa Thiên Phật đông nghìn nghịt, tất cả đều là cảnh giới chuẩn thiên. Trong đó có một nửa là chuẩn thiên đỉnh cao, số lượng cao thủ khá nhiều, phải nói là ngọa hổ tàng long. Nhị thiên sư của nước Tiểu Nhật là một trong số đó, chỉ cần dùng một thanh đoản kiếm kỳ lạ là đã không cần tốn bao nhiêu sức, có thể trực tiếp tấn công võ hồn. Người trình độ như nhị thiên sư, chỗ nào cũng có. Bọn họ đều có sự ăn ý ngầm, đó là đuổi giết cơ ngân. Một đám nhãi nhép, Triệu Bân cười lạnh lùng, cầm Long Uyên dính đầy máu trong tay. Chân bước đi nghênh ngang như một con sư tử đang xông vào trong đám đông. Đi đến đâu là có kẻ chảy đầm đìa máu đến đó, bước tới đâu là có người té từ trên trời xuống, hắn tắm máu, chiến đấu điên cuồng, giết chóc tới mức rồ dại. Một cảnh tượng khiến mọi người phải khiếp sợ. Nhiều cảnh giới chuẩn thiên đến vậy mà lại không áp chế nổi một cảnh giới địa tạng, chẳng những không khống chế được mà còn liên tục có người bị tiêu diệt. Không ai biết cư ngân đang ở trạng thái gì, chỉ biết trạng thái này thật sự đáng sợ. Có rất nhiều cảnh giới chuẩn thiên đã bị hắn đánh bại bằng một quyền, máu bắn tung tóc như đóa hoa đê cực giống pháo hoa bùng nổ trên bầu tham quyền choi. Nếu hắn thăng cấp lên chuẩn thiên thì chẳng phải có thể đối đầu với thiên và rồi sao? Có người thì thầm hắn có bản lĩnh để. Các tiền bối lại hít sâu một hơi, ánh mắt đầy vẻ e dè, mà lẫn trong đó là sự minh bạch. Họ hiểu ra gì, hiểu rằng, nếu không giết được cơ ngân trong trận này thì... Sau đó đừng mơ mà giết được hắn nữa. Thánh tử Thiên Tông đã không còn là một tiểu võ tu, mà hắn rất lớn mạnh rồi. Nhìn chiến lực hiện tại của hắn, ngoài cảnh giới thiên võ thì không ai làm gì được hắn. Một tòa Phật tháp nữa lại đổ sập trong tiếng nổ lớn. Trận đánh hội đồng với quy mô tầm cỡ gây ra động tĩnh vô cùng đồ sộ, miếu và tháp thi nhau chôn vùi theo những kẻ bại trận, hết tòa này đến tòa khác bị nổ sập, gạch ngói rơi vỡ khắp nơi, vùi lấp hết tượng Phật. Máu tươi trở thành thứ nổi bật nhất. Chùa Thiên Phật rộng lớn đã dần biến thành đống đổ nát trong khung cảnh đó. Ai thấy cũng phải kinh hoàng, đất Phật yên lành đã được xây dựng cả trăm ngàn năm mà lại bị đánh sập như vậy sao? Từ thiện đúng là đào ra cái hố sâu mà. Chung quanh đều phải thốt ra câu này. Xét về ngọn nguồn sự việc, trận tai kiếp này đều do từ thiện mà ra hết, đi độ một người không nên độ, chọc đến sát tinh không nên động đến,
hại trốn Phật ra thì không nói, còn hủy cả hương hỏa của nhà Phật, không biết lúc đến nơi cực lạc, tên này có bị Phật tổ đánh chết không nữa. Phụt! Một tia huyết quang phát họa trên bầu trời. Một tên cảnh giới chuẩn thiên đã bị Triệu Bân chém. Chính vào khoảnh khắc đó, cục diện thê lương của các cao thủ đã vượt ngoài tầm khống chế. Nhị thiên sư của nước Tiểu Nhật bỏ chạy trước. Tên này bỏ chạy rồi thì những cao thủ khác cũng không còn muốn chiến đấu nữa, tất cả trốn tứ tán, cảnh chiến đấu to lớn bỗng biến thành cảnh một người đuổi đánh cả đám người. Máu me hay không, họ chẳng biết, nhưng trong lòng lại cảm nhận một điều chắc chắn là rất kích thích. Mọi người hợp lực thì thật sự có thể tiêu diệt Cơ Ngân. Nhưng làm sao được khi ai cũng bị giết tới sợ, không một kẻ nào dám xông lên, tất cả chỉ lo dùng hết tốc lực, tốc độ nhanh nhất của cả đời này để chạy càng nhanh càng tốt. Bởi nếu trốn chậm thì không cần phải chạy nữa đâu, nhiều người mải mê chạy, đầu lại dọn nhà lúc nào chẳng hay, rất nhiều người trốn một lúc thì đến thẳng suối vàng luôn. Đối với Đông Hải, đêm nay là một đêm tàn khốc. Mặc dù không có sấm sét nhưng Thánh tử Thiên Tông vẫn đánh đấm chẳng thua ai. Hắn cầm theo Long Uyên đã ướt đẫm máu, truy sát các cao thủ suốt một ngày một đêm. Những chỗ hắn đi qua, nước biển đều nhuốm đầy máu, biến thành màu đỏ đậm. Mặt biển được bao trùm bởi một lớp xương máu sặc mùi tanh. Đến khi màn đêm buông xuống trở lại, tiếng nổ và la hét thảm thiết mới dừng lại. Cuối cùng, cuộc đại chiến kéo dài 2 ngày 1 đêm cũng kết thúc, khi các khán giả đuổi theo được một đoạn thì không còn nhìn thấy bóng dáng Triệu Bân đâu nữa, bọn họ dừng trên biển một lúc lâu không chịu đi, cảm giác đầy nuối tiếc. Thánh tử Thiên Tông lại nổi tiếng. Các phương triều lớn lại phải bụng ngực. Thiên Tông và Hoàng tộc nghe được tin thì ngây ra một lúc lâu. Sau đó lại là cuộc thảo luận sôi nổi của mọi người. Đi đến đâu là làm náo loạn đến đó sao? Hoàng Phi Vũ Linh, Linh Lung và Dương Huyền Tông đều xoa ấn đường. Mấy ngày rồi, họ không có tin của Cơ Ngân, lúc có tin thì lại là một niềm vui bất ngờ. Ở Nam Vực hắn đã đánh một trận rồi, giờ đến Đông Hải lại đại sát tứ phương, Thánh tử đã đánh bóng tên tuổi của Long Triều Đại Hạ. Dưới bầu trời sao, Triệu Bân đạp lên mặt biển. Trong tay hắn còn kéo theo một người đầy máu me. Là đại sư Từ Thiện, ông ta đã hôn mê vì quá khiếp sợ. Ông ta biết, tỉnh táo hay hôn mê thì cũng có kết cục như nhau. Lần này khó thoát được cái chết. Triệu Bân đi được một lúc thì bỗng rên lên, hoa văn cổ xưa giữa hai chân mày đã biến mất, mái tóc vàng kim cũng trở về màu sắc cũ, đôi mắt sáng lấp lánh đã hiện ra đồng tử. Tất cả mọi thứ đều khôi phục như trạng thái bình thường. Vì đã khôi phục nên khí thế mới tụt dốc không phanh, hắn ho ra máu, suýt cắm đầu ngã xuống. Một luồng sức mạnh phản vệ đáng sợ và thần bí lan ra khắp người. Nguyệt thần nhìn thấy thì không khỏi hít một hơi thật sâu. Căn nguyên chưa dung hợp hoàn toàn mà đã mở huyết mạch tiên tàng, đây không phải chuyện tốt đối với Triệu Bân. Sức mạnh bá đạo không phải thích là dùng được. Lúc đánh nhau thì sướng nhưng sướng xong thì sẽ rất khó chịu, dùng huyết mạch bẩm sinh để biến đổi ra trạng thái đó cũng đâu thoải mái, huống hồ còn người tu một nửa như hắn. Nhưng so với điều này, dường như còn có chuyện khác khiến Triệu Bân đau đầu hơn. Chuyện nào đây, Từ Thiện đó đã tỉnh lại rồi. Hay nói cách khác, là tà ma trốn trong cơ thể ông ta thức giấc. Không sai, là tà niệm mặt quỷ. Không ai ngờ thứ này lại nấp trong cơ thể Từ Thiện. Ít nhất Triệu Bân không ngờ tới. Trước đó hắn cũng không phát hiện, đến khi nhận ra, tà niệm mặt quỷ đã phá tan phong ấn được người khác bố trí trên người Từ Thiện, một nở nụ cười hung ác và dữ tợn xuất hiện. Phụt! Máu me xuất hiện trên mặt biển, một cánh tay của Triệu Bân bị chém đứt trong thoáng chốc. May mà hắn né đi kịp thời, nếu chậm thêm chút nữa thì thứ bị chém không phải cánh tay mà là đầu của hắn. Không ngờ rằng tà niệm mặt quỷ dám trốn trong cơ thể Từ Thiện. Chính bởi vì không nghĩ tới nên hắn mới bị đánh mà không kịp trở tay. Đối phương cũng thật giảo hoạt, rất biết lựa thời cơ. Thế mà lúc này đây, hắn cực kỳ yếu ớt. Thế mà lúc này đây đối phương còn nhảy ra. Đã lâu không gặp, tà niệm mặt quỷ cười nhếch mép, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Nói thật lòng, ngay từ khi Cơ Ngân bị Thiên Phật tự bao vây, nó đã muốn nhảy ra rồi, nhưng nhìn một hồi thì thấy tình thế không ổn, đám đông bị một mình Cơ Ngân đánh cho tan tác. Bất đắc dĩ, nó đành mai phục, chờ đợi thời cơ. Thực tế chứng minh, nhẫn nhịn được là vương đạo. Nó đã đợi được thời cơ này rồi. Bây giờ Cơ Ngân vô cùng suy yếu, chắc hẳn là phản vệ sau trạng thái bá đạo kia, khí thế giảm mạnh, tiên lực sa sút,
chẳng dùng được bao nhiêu sức mạnh chiến đấu, muốn tiêu diệt hắn cũng không cần quá tốn sức. Tiền bối, người đúng là âm hồn bất tán. Triệu Bân ho ra một búng máu, lảo đảo, đứng cũng không vững. Đúng vậy, trạng thái hiện giờ của hắn cực kỳ tồi tệ, không ngờ rằng trạng thái bá đạo kia lại mang đến phản phệ khủng khiếp đến thế. Sức mạnh trong cơ thể dường như bị rút cạn trong thoáng chốc, toàn thân uể oải mất sức, cộng thêm vết thương khiến hắn không sử dụng được sức mạnh chiến đấu. Thân thể của ngươi, sắp thuộc về ta rồi. Tà niệm mặt quỷ khẽ nhếch môi, vung tay tóm lấy hắn. Từ khi nó thức tỉnh đến nay, gặp bao nhiêu võ tu, chưa có một thân xác nào bì được với cơ ngân. Cơ ngân rất trẻ, sức sống dồi dào, có đan hải, có võ tu, có tiên lực, có năng lực tái sinh. Tất cả của tất cả, dường như sinh ra để dành cho nó vậy. Nó đợi rất lâu rồi, chỉ đợi ngày này thôi. Soạt. Triệu Bân bay ngược ra sau, tránh được bàn tay kia. Tà niệm mặt quỷ nở nụ cười bỡn cợt, lao đến như một u linh. Keng, keng. Triệu Bân dùng võ hồn điều khiển phi đao bắn ra như mưa. Trên mỗi phi đao đều đính kèm vài ba lá bùa nổ. Trên thực tế, quá nửa trong số những lá bùa này không nổ được. Không phải vấn đề từ bùa nổ, mà là do chân nguyên cùng tiên lực của hắn không chịu nổi mức tiêu hao từ bùa nổ, sức mạnh cơ thể đã cạn kiệt hết trong quá trình phản phệ rồi. Đùng, binh, bùa nổ lập tức nổ tung. Nhưng đối với tà niệm mặt quỷ, đòn tấn công ở cấp bậc này chẳng khác nào gãi ngứa, đối phương là một ác niệm của Phật gia, lại còn khống chế một vị Phật, có thể sử dụng Phật quang hộ thể. Bùa nổ mạnh đấy, nhưng không phá được phòng ngự của Phật quang. Còn gì nữa không nào? Tà niệm mặt quỷ cười khẩy, trụm tay búng ra một tia huyết quang. Triệu Bân đứng vững, cầm kiếm Long Uyên chắn ngang trước mặt. Keng! Huyết quang chém ngay vào Long Uyên, không hề sai lệch. Long Uyên rất cứng cáp, có thể chịu được đòn tấn công. Nhưng Triệu Bân yếu ớt thì không chịu nổi phản lực dội lại, xương bàn tay nứt ra, lan tới cả cánh tay, lục phủ ngũ tạng cũng bị vỡ khá nhiều, hắn văng ngược ra ngoài như một bao cát. Đúng thật là hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Gặp phải tà niệm mặt quỷ trong trạng thái yếu ớt này, tởm tới mức không thể tởm hơn được nữa. Tới đây nào, dung hòa với ta đi. Tà niệm mặt quỷ bước trên mặt biển mà đến, một luồng điện bắn ra khỏi tay áo. Nói cho đúng hơn là một sợi xích được hợp thành từ phù văn, định khóa chặt Triệu Bân, cưỡng chế đoạt xá. Growl. Cùng với một tiếng hét, Tiểu Kỳ Lân nhảy ra khỏi đan hải. Dù vóc dáng nhỏ bé nhưng nó rất hung dữ, há miệng phun sấm sét làm vỡ sợi xích kia. Bé cưng Kỳ Lân mà cũng dám lỗ mãng à. Tà niệm mặt quỷ hầm hừ, trở tay vỗ một trường. Tiểu Kỳ Lân không sợ, toàn thân bốc cháy hừng hực, dũng cảm đâm vào nó. Phụt! Lại là một tia huyết quang, Kỳ Lân cũng bay ngược ra ngoài. Thánh thú có thể khắc chế được tà niệm, nhưng cũng còn tùy đối thủ, còn tùy thời điểm. Tà niệm mặt quỷ không phải tà niệm thông thường, bây giờ nó còn khống chế một vị Phật có Phật quang kỳ dị hộ thể, sức mạnh của thánh thú nhắm vào tà niệm đều bị cản lại. Quan trọng nhất, bây giờ nó thiếu sức mạnh, Triệu Bân suy yếu thì nó cũng đâu khá hơn. Keng! Triệu Bân bước trở về, dùng thuấn thân tuyệt sát. Hắn gắng gượng dùng chiêu thuấn thân này, động lực không chỉ hao hết, còn tổn hại căn cơ của thiên nhãn. Cho dù là thế, cùng vẫn không phá được Phật quang hệ thể của tà niệm mặt quỷ. Bản thân hắn lại họ ra cả đống máu, lại bay ngược ra ngoài. Lần này đúng là cường nở hết đạn rồi, chân in nan nguyên và tiên lực cạn sạch, gân cốt da thịt đau đớn vô cùng, không dùng được chút sức nào, động lực cạn kiệt, khỏe mắt rẻ máu, đến cả tầm nhìn cùng mơ hồ tới đây. Dung hợp cùng ta để. Tà niệm mặt quỷ mỉm cười ghê rợn, lao đến như một bóng ma. Thế nhưng, không đợi nó giơ tay ra bắt hắn, một bóng dáng yêu kiều bước tới, vung trưởng hất bay nó. Diệu, diệu ngữ. Triệu Bân trông thấy mà sững sờ. Tiểu Kỳ Lân cũng sững sờ. Đúng vậy, người dùng một trưởng hất bay tà niệm mặt quỷ là Diệu ngữ. Thế nên Triệu Bân và Tiểu Kỳ Lân mới ngẩn ngơ, Diệu ngữ là xác sống đấy. Thế mà cô ta có thể tự mình tấn công, trưởng uy cũng vô cùng khủng khiếp, dù Diệu ngữ còn sống cũng không thể mạnh như vậy chứ, huống hồ thân xác của cô ta đã chết rồi. Hai mắt Triệu Bân khẽ nheo lại. Cạnh cơ thể Diệu ngữ, mỗi bên trái phải có một viên đá quý đang bay theo, tỏa ra ánh sáng như ảo mộng. Triệu Bân nhận ra đó là thanh giác, một viên do Tịch Linh tặng hắn,
viên còn lại là nữ tử áo tím tặng hắn, hôm đó Đào Tiên Tử và Sở Vô Xương cũng có mặt. Bấy lâu nay, hắn không biết Thanh Giác có năng lực gì. Không ngờ rằng viên Thanh Giác sứt sẹo này có thể hợp lại cùng Diệu Ngữ. Khi hắn nhìn sang, hai viên Thanh Giác đã dung hòa vào cơ thể cô ta. Bởi vì có chúng dung hòa vào nên cơ thể của Diệu Ngữ bỗng thức tỉnh một luồng sinh lực của người sống, có hào quang hồng ửng bao trùm quanh cơ thể, biến thành một bộ áo cưới ảo ảnh. Ngoài ra, còn có cả một luồng sức mạnh thần bí. Triệu Bân không nhìn thấu được luồng sức mạnh đó, chỉ thấy nó cổ xưa mà ảo diệu. Sức mạnh của Minh Hôn. Nguyệt Thần trông thấy, tất nhiên là hiểu rõ. Minh Hôn, không chỉ là hôn lễ giữa người sống và người chết, mà còn là một thứ khế ước rất kỳ quặc và khó hiểu. Đêm đó, đáng lẽ Triệu Bân đã chết trong ngôi mộ. Thế mà có người ngoài tới gây rối, tên tiểu tử này sống lại. Thế nên mới nói, minh hôn của hắn và Diệu Ngữ thực sự vượt qua ranh giới âm dương, điều này mới khiến khế ước sinh ra thay đổi và làm Diệu Ngữ thoát xác. Hơi thở người sống của hắn là một chiếc chìa khóa mở ra sức mạnh minh hôn, mà chuyến đi vào cõi âm trước đó đã giải phóng sức mạnh này triệt để. Còn Thanh Giác, nó nhận được cảm hóa từ sức mạnh của minh hôn. Miếng ngọc bội này có liên quan tới minh hôn, nói cho chính xác hơn, chủ nhân trước đó của chúng chắc hẳn cũng từng trải qua một hôn lễ như vậy. Tất nhiên, lai lịch của nó không thể đơn giản như thế. Có lẽ sẽ có người hỏi, Diệu Ngữ của hiện tại là người sống hay người chết? Đáp án chắc chắn là xác sống. Triệu Bân còn sống thì cô ta là xác sống. Nếu Triệu Bân chết đi thì có thể gạch bỏ chữ sống. Trạng thái của Diệu Ngữ kỳ dị như vậy đấy. Cô ta là người vợ âm của Triệu Bân, phu quân đi đến đâu, cô ta theo đến đấy. Mà căn cơ của Triệu Bân liên quan mật thiết tới cô ta. Sức mạnh minh hôn của cô ta yếu hay mạnh được quyết định bởi Triệu Bân, căn cơ của Triệu Bân mạnh tới đâu thì sức mạnh minh hôn bá đạo tới đó. Ai hả? Tà niệm mặt quỷ giận dữ thét lên, đạp trên mặt biển mà quay trở lại. Đợi khi trông thấy Diệu Ngữ, dù là tà niệm, ánh mắt nó cũng vô cùng kỳ quặc. Đây là xác sống hả? Đã là xác sống, sao có thể chạy ra dạo chơi như vậy? Còn nữa, tại sao cô ta sở hữu sức mạnh khủng khiếp thế? Nhãn giới đúng là một thứ hay ho. Thứ mà Nguyệt Thần biết rõ mười mươi thì tà niệm mặt quỷ không thể nhìn thấu được. Lúc này đây, dường như nó cũng không rảnh để tìm hiểu. Bởi nó đang rất giận dữ, lửa giận cháy rất đượm. Tại sao mỗi lần xử lý Triệu Bân luôn có biến cố vậy? Lần đầu tiên là Thánh Thú Kỳ Lân, lần thứ hai là Túc Chủ Cửu Vĩ, hôm nay là lần thứ ba, bỗng dưng xuất hiện một xác sống. Lão tử chỉ tìm một cái xác thôi mà, sao lại rách việc thế? Một cái xác sống mà cũng dám tấn công ta, tà niệm mặt quỷ gào thét, cuốn theo ma sát ào ào lao tới. Diệu Ngữ, Triệu Bân trông thấy mà hoảng loạn tiến tới. Thế nhưng hắn quá yếu, suýt nữa cắm đầu xuống đất. Ta nhất định phải lấy được nó, thần linh cũng không cản nổi. Tà niệm mặt quỷ nói như thế, đúng là tràn ngập khí thế. Cũng chính câu nói này khiến Nguyệt Thần phải liếc sang, cái thứ nhãi nhép, huênh hoang gớm nhỉ. Con người không thể quá ngông cuồng. Ngông cuồng quá sẽ gặp báo ứng đấy. Ví dụ như tà niệm mặt quỷ, ngay trước đó còn ngời ngời phong thái, đợi khi bàn tay của Diệu Ngữ vung tới, phong thái của nó lập tức vỡ tan tành. Cô ta là xác sống đấy, nhưng tướng công của cô ta là một kẻ điên cuồng. Căn cơ của Triệu Bân quyết định độ mạnh yếu của sức mạnh minh hôn. Rất là trùng hợp, căn cơ của Triệu Bân mạnh đến mức khó tin tướng công giỏi đánh đấm, làm sao cô ta có thể yếu được. Một trưởng của cô ta mạnh thế nào, ai khó chịu sẽ biết ngay. Sao có thể chứ, tà niệm mặt quỷ rẻ máu qua khóe miệng, hai mắt lệ dừ vẻ khó tin. Nó đã ngủ lâu quá rồi à? Hay là thời đại thay đổi rồi, một xác sống cũng có thể đánh đấm dữ dội thế à? Không chỉ có nó, Triệu công tử cũng thấy rất khó tin. Nếu không tận mắt trông thấy, hắn không biết Diệu Ngữ mạnh đến thế. Không đợi hắn hoàn hồn, Diệu Ngữ đã cử động, thần thái phiêu diêu như một giải cầu vồng, trông có vẻ mềm yếu, vậy nhưng mỗi bước chân khiến sóng lớn bắn tóe lên, trưởng pháp cuốn theo sức mạnh minh hôn đánh cho tà niệm mặt quỷ hộc máu. Một trưởng của cô ta làm người khác phải nghi ngờ nhân sinh, tại sao càng đánh càng giỏi vậy? Đùng, binh, đùng. Cảnh tượng phía sau vô cùng bổ mắt. Diệu Ngữ như một u linh, dạng âm hồn bất tàn ấy, đuổi theo nó như hình với bóng. Tà niệm mặt quỷ trốn đến đâu,
cô ta đánh đến đó. Sức mạnh minh hôn dồi dào, cô ta thực sự càng đánh càng mạnh, một loạt động tác như đang tỏ rõ một điều, dám bắt nạt chồng ta, ta đập chết ngươi. Bênh chồng cực kỳ luôn nhé. Nguyệt thần cảm thán, con nhỏ này, càng nhìn càng thấy vừa mắt nhỉ. Điều duy nhất không ổn lắm là thân phận xác sống. Cũng chẳng sao. Đợi cô ta trở về sẽ dạy cho người nào đó vài chiêu. Trụ vững. Triệu Bân thu hồi tầm mắt, vội vàng khoanh chân ngồi thiền. Vào thời khắc mấu chốt này thì khôi phục khả năng chiến đấu là điều quan trọng nhất. Hình thái của Diệu Ngữ quá kỳ dị, chưa biết chừng lát nữa sẽ sụt giảm khí thế. Á á! Tiểu Kỳ Lân quay đầu lại, toàn thân vẫn rực cháy. Nó luyện ra được dòng máu tinh túy nhất của thánh thú, lại hòa vào cơ thể Triệu Bân. Thêm cả cây thần tạo hóa cũng không rảnh rỗi, cành lá xào xạo, cung cấp sinh lực tràn trề. Nhưng dù sao đây cũng là ngoại lực. Tất cả vẫn cần dựa vào bản thân Triệu Bân. Vẫn may rằng căn cơ của hắn vững vàng, tài nguyên cũng phong phú, đan dược nhét vào miệng hết nắm này đến nắm khác, năng lực tái sinh cũng điên cuồng lưu chuyển, đan hải trống rỗng lại một lần nữa tràn ngập chân nguyên và tiên lực, sau đó được hắn điều động, rót vào tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, an ủi cơ thể đang đau nhức, mệt mỏi dần dần tan đi, sức mạnh chậm rãi quay về. Binh, đùng. Ở phía xa, tiếng nổ vẫn vang lên không dứt. Triệu công tử đánh đấm rất giỏi, Diệu Ngữ cũng không phải dạng vừa, liên tục đánh cho tàn niệm mặt quỷ đứng không vững. Xét về sức mạnh, cô ta mạnh hơn tàn niệm mặt quỷ. Phải biết rằng, người đỏ căn cơ cùng tàn niệm mặt quỷ không phải cô ta mà là Triệu Bân. Còn định khôi phục cơ à? Tàn niệm mặt quỷ mỉm cười dữ tợn, vứt bỏ Diệu Ngữ, chạy thẳng tới chỗ Triệu Bân. Nó cũng không ngu ngốc, dường như nhận thấy mối liên quan nào đó giữa Triệu Bân và Diệu Ngữ, xử lý cơ ngân trước mới là đúng đắn. Soạt! Diệu Ngữ như một bóng ma chắn đường nó. Cút! Tàn niệm mặt quỷ thét ầm lên, vung trưởng hất bay đại Phật. Đại Phật của nó đen thùi lùi, trông như chưa tắm rửa đã chạy ra ngoài vậy. Nhưng dù bề ngoài không ra sao, đại Phật này vẫn lớn như ngọn núi, khí thế hùng hổ. Ma sát màu đen cuồn cuộn bốc lên cao hơn cả ngọn sóng, có cả tiếng thét gào của lệ quỷ ở bên trong. Dù lớn, nhưng chưa chắc đã giỏi chịu đòn. Đại Phật vừa dựng lên đã bị một trưởng của Diệu Ngữ đánh tan. Dù sao thì mặt quỷ là tàn niệm, sức lực không đủ, cơ thể từ thiện mà nó đang điều khiển dường như cũng chỉ là cái xác thôi, đại Phật hộ thể của nó thua xa thiền sư thiên Phật. Phụt! Tàn niệm mặt quỷ hộc máu, liên tục lùi về sau. Đại Phật bị tiêu diệt, cảm giác chẳng ra làm sao, tất nhiên không thể thiếu được phản phệ rồi. Á! Tiếng gào giống của nó là tiếng gào phát ra từ linh hồn. Giận dữ, nó quá giận dữ, bị một cái xác sống đánh cho không ngẩng nổi đầu lên, đúng là quá mất mặt. Đòn tấn công của nó càng thêm hung hãn. Trạng thái của Diệu Ngữ thì không ổn định cho lắm. Xác sống mà, bản thân không hề có tâm lý chiến đấu, chỉ có sức mạnh minh hôn. Nhưng không biết thi triển bí pháp thế nào, chỉ biết dùng sức lực, vài ba chiêu còn được, thời gian lâu dần sẽ chịu thiệt lắm. Ngược lại, tàn niệm mặt quỷ càng lúc càng gian xảo. Hắn nhìn chằm chằm vào Triệu Bân, thỉnh thoảng còn dương đông kích tây. Diệu Ngữ tuy giỏi đánh đấm, cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn, nhưng vẫn không chống đỡ nổi khi tên này cứ lao tới lao lui. Mình, cùng với một tiếng rung lớn. Tà niệm mặt quỷ dùng tới tu la môn cánh cửa khổng lồ nguy nga kia cao tới tận tầng mây, cửa đá vừa mở, sợi xích bằng phù văn đã phóng vợt ra ngoài. Diệu Ngữ không tránh kịp nên bị trôi ngay lập tức. Vào đây cho ta. Trước. Tiếp. Tà niệm mặt quỷ nghiến răng nghiến lợi, kéo Diệu Ngữ vào trong. Lần này hắn đã tỏ vẻ thành công, thật sự kéo được Diệu Ngữ vào trong. Thời khắc đó, có một bóng người bay vào theo cô ta. Là Triệu công tử. Hắn khôi phục được một chút sức lực, cùng vợ mình lao vào tu la môn. Sau đó, cánh cửa này không ngừng lắc lư. Triệu công tử có bảo liên đăng mở đường, lần ra một con đường sáng sủa. Không đợi tu la môn đóng lại, hắn đã dẫn Diệu Ngữ ra ngoài, vung hám sơn quyền đánh cho tu la môn nứt vỡ, Diệu Ngữ bồi thêm một trưởng để đánh cho nó vỡ tan. Phụt! Tà niệm mặt quỷ phun ra một đường cong hoàn hảo bằng máu. Lần thứ hai rồi. Đây là lần thứ hai tu la môn của nó bị đập vỡ rồi. Phản phệ của việc này đã không còn là vấn đề đau hay không đau nữa, đó là cảm giác ghê tởm phát ra từ tận linh hồn, trong lúc lộn ngược ra sau,
một cánh tay của nó nát vụn, lồng ngực cũng thủng một lỗ. Nào! Triệu công tử tự giác đưa cho Diệu Ngữ một thanh đao. Bản thân hắn cũng lôi kiếm Long Uyên, xoay xoay cổ mấy cái, hôm nay ông đây rất giận nhé. Á! Tà niệm mặt quỷ gào thét như phát điên. Tên này hét rất chói tai mà chạy cũng rất nhanh, đêm nay ra ngoài hình như không xem hoàng lịch, hiển nhiên không hợp để giả ngầu. Chuồn sớm thì tốt hơn, nếu chậm chân sẽ bị người ta tống vào quỷ môn quan đấy. Đi đâu hả? Triệu Bân hầm hừ, xách theo tiên lực đuổi theo. Diệu Ngữ phu sướng phụ tùy, không thua kém gì hắn. Đùng, keng, cong. Các cụ vẫn có câu, đồng vợ đồng chồng vót tầm vông nhọn. Đợi khi Triệu công tử và Diệu Ngữ lao tới, cả hai nhanh chóng chứng minh chân lý này. Cái gì mà đánh đôi hỗn hợp, hai người họ lúc này là đánh hỗn hợp cả đôi, người nào người nấy hung mãnh, liên tục đánh cho tà niệm mặt quỷ chỉ còn biết hỏi hai câu, ta là ai? Ta đang ở đâu? Đêm. Đông Hải. Tiếng la hét và gào riêng của tà niệm mặt quỷ liên tục không ngớt, bị đánh cho không còn hình người, thân thể của Từ Thiện thê thảm thế nào thì nó thê thảm thế ấy. Không địch lại nổi Triệu Bân cùng không địch lại được Diệu Ngữ, đánh một người đã tiến sức, huống hề là cả hai. Mỗi lần định triển đi, nó lại bị chặn đường. Đùng, Diệu Ngữ ra tay thêm lần nữa, phung trưởng đánh nát cơ thể của Từ Thiện Triệu Bân dậu để kèm leo, tay cầm vi đánh hiền ép tà niệm mặt quỷ vợt ra. Cơ ngân, người đợi đó che tai. Tà niệm mặt quỷ giống lên, quay người định trốn. Triệu Bân co chân đuổi theo, đợi, đợi cái đầu ngươi, lần trước để ngươi thoát. Lần này còn định chạy. Hắn dùng thủy độn, tạo nên đợt sóng cao cả trăm trượng. Tà niệm mặt quỷ vừa mới chạy đi chưa đầy mười mấy trượng đã bị sóng lớn nhấn chìm. Phong! Triệu Bân khẽ quát lên, đóng băng cả hải vực này. Mà tà niệm mặt quỷ cũng bị nhốt bên trong, hồn thể đen thùi lùi bị đóng đá thành tượng, sinh động như thật. Nó định phá vỡ lớp giam giữ này, thế nhưng lớp băng có thêm tiên lực, còn có cả căn nguyên. Giữ chân nó chặt cứng. Đùa sao, Triệu công tử là ai chứ, chịu thiệt một lần, đâu thể mắc bẫy lần hai. Con đường mà tà niệm mặt quỷ định trốn đi, hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Tiến vào đây cho ta. Triệu Bân lấy ra một tòa tháp nhỏ, giống như một vật chứa, thu tà niệm mặt quỷ vào trong, tăng thêm hàng trăm phong ấn, mặc cho tà niệm mặt quỷ va đụng thế nào cũng không thể lao ra khỏi tòa tháp. Chỉ còn lại tiếng la hét và gào giống. Tràn ngập bất kham và phẫn nộ. Thất bại rồi. Nó lại thất bại rồi. Không chỉ thất bại mà còn bị bắt sống. Lần bắt sống này xác định luôn kết cục của nó. Đến đây, trận chiến mới kết thúc. Tà niệm mặt quỷ bị bắt sống, lão già Từ Thiện bị trấn áp, lúc này không còn ra hình người. Bởi vì tà niệm mặt quỷ điều khiển cơ thể ông ta để đánh nhau, Phật thể bị hủy hoại, bây giờ chỉ còn thoi thóp. Người bị ông độ hóa. Làm thế nào mới khôi phục được bình thường, Triệu Bân điềm tĩnh hỏi. Ngươi, không cứu được đâu, Từ Thiện mỉm cười dữ tợn, lộ ra hai hàm răng trắng ẩn, dường như có một thứ giác ngộ nào đó. Dù sao cũng khó thoát khỏi kiếp này, dù có chết, hắn cũng không để cơ ngân dễ chịu. Là một hảo hán đây mà. Triệu Bân đặt tay lên đầu Từ Thiện, hỏi nhiều cũng thừa lời, soát hồn là nhanh nhất. Thế nhưng, sau khi soát xong, hắn không tìm được gì. Bởi vì trên tinh thần của Từ Thiện có đặt cấm chế của Phật gia, soát hồn khó lòng xuyên qua được. Nếu cố tình soát cũng không phải không được, nhưng Từ Thiện sẽ chết, mà ông ta có biết chú tỉnh thế hay không còn chưa xác định. Triệu Bân nóng đầu, cưỡng ép soát hồn. Từ Thiện kêu la thảm thiết, thất khiếu chảy máu, trong đầu chỉ còn lại tiếng nổ. Triệu Bân lạnh mặt, ký ức mà hắn soát ra được rất tàn nhẫn. Không biết Từ Thiện đại sư này đã cưỡng ép độ hóa bao nhiêu người. Bắt bao nhiêu sinh linh, nuôi bao nhiêu oan hồn. Yêu tăng. Tiếng lầm bầm của hắn chỉ có mình hắn nghe được. Sau khi soát hồn mới biết thừa kế của Phật không chỉ có một nhánh, loại như thiên Phật tự thừa kế Phật pháp tà ác, ngoài ra còn có ma tăng, khổ Phật. Rất nhiều nhánh nhỏ. Hắn không hận Phật. Phật cũng có tốt có xấu. Người trước mặt hắn hiển nhiên chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Từ Thiện thét lên, tinh thần sụp đổ. Ông ta chết rồi, ầm ầm để xuống đất. Trong thời khắc cận kề cái chết cũng có một chút hối hận. Thiên hạ bao nhiêu người mà ông ta lại chọc phải cơ ngân, sau cùng nhận lấy kết cục thảm hại này. Không có. Trước. Tiếp. Triệu Bân chau mày, vẻ mặt rất khó coi. Hắn đã xem một nửa ký ức của Từ Thiện nhưng vẫn chưa thấy chú tỉnh thế, đây chẳng phải là tin tốt lành gì.
Hết cách, hắn chỉ có thể tập trung vào tàn niệm mặt quỷ. Thứ tai họa cũng là Phật, một vị Phật tà ác, lúc còn sống, tu vi của nó còn cao hơn cả Từ Thiện và Thiền Sư Thiên Phật, bằng không nó cũng không thể có được khả năng chiến đấu đáng sợ đến thế. Có biết chú tỉnh thế không? Triệu Bân cười hỏi. Hắn cười, tà niệm mặt quỷ cũng cười, một nụ cười lạnh lẽo và đáng sợ. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, không hỏi thêm nữa, thu giữ ngôi tháp nhỏ, về từ từ thẩm vấn sau. Đối với việc ép cung, hắn cũng rất có nghề. Diệu Ngữ vẫn ở đó, đứng như trời trồng, chẳng khác nào con rối gạo. Triệu Bân tiến về trước, dạo quanh cô ta mấy vòng, quan sát từ trên xuống dưới, khi thấy bốn phía không có ai thì còn thò tay xoa bóp, đâm chọt một chút, hắn khá tò mò về Diệu Ngữ. Đó là sức mạnh gì? Triệu Bân bắt lấy một tia sức mạnh minh hôn, để lơ lửng trên lòng bàn tay, nhìn tới nhìn lui. Hắn chắc chắn mình chưa gặp, chỉ biết nó rất thần bí, rất mông lung và cũng không bài xích hắn. Chính sức mạnh này đã giúp gia tăng sức chiến đấu của Diệu Ngữ lên mức đỉnh cao. Vốn dĩ với sức mạnh cơ thể của Diệu Ngữ thì không thể nào chống đỡ được sức mạnh cỡ đó. Nhưng hai viên thanh giác đó rất kỳ lạ, không ngờ chúng lại bảo vệ cơ thể của cô ta, tránh bị sức mạnh đó ăn mòn. Lúc hắn quan sát thì sức mạnh minh hồn đã tan biến. Nhưng Triệu công tử lại là người ham học nên vẫn tiếp tục ở đó nghiên cứu. Tính ra hắn vẫn cần chút mặt mũi, vì nếu đổi lại là ai kia thì chắc là đã lột hết đồ của người ta xuống rồi. Quạc! Đại bằng nhanh chóng sải cánh bay cao. Triệu Bân ngồi xếp bằng trên người nó, Diệu Ngữ ở bên cạnh, khoác lấy cánh tay, đầu ngã lên vai Triệu Bân, giữa đêm khuya thanh vắng, cả hai khác nào cặp phu thê ân ái chứ. Lúc họ đến tiểu viện, đêm đã về khuya. Thanh niên áo đen vẫn còn ở đó, khi thấy Triệu Bân quay lại thì người này thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này có biểu hiện gì bất thường không? Triệu Bân hỏi. Cứ cách một lúc thì lại nổi điên một lần, hơn nữa tần suất còn càng lúc càng tăng lên, thanh niên báo cáo chi tiết. Triệu Bân nhíu mày. Hắn lại lấy ngôi tháp nhỏ ra, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tà niệm mặt quỷ. Tà niệm mặt quỷ cũng vậy. Nó không chỉ nhìn mà còn nghiến răng nghiến lợi nữa. Giao chú tỉnh thế ra đây, ta sẽ cho ngươi được giải thoát. Một lúc lâu sau Triệu Bân mới lên tiếng, cái gọi là giải thoát nghĩa là chết, dường như tà niệm mặt quỷ bây giờ chỉ là một thể mâu thuẫn, đằng sau sự hung hãn và tà ác là rằng co điên cuồng. Dù cho có mạnh hơn nữa thì cũng không thể thoát khỏi được bản chất tà ác, giống như cô hồn dã quỷ, lang thang giữa trời đất. Có lẽ cái chết sẽ là lối thoát tốt nhất cho nó. Tà niệm mặt quỷ không nói chuyện mà chỉ lộ ra nụ cười nham hiểm hơn. Vậy thì đừng trách vãn bối tàn nhẫn nhé. Triệu Bân vừa nói vừa túm lấy tà niệm mặt quỷ, sử dụng thuật xoát hồn lên người nó. Tiếng thét đau đớn của tà niệm mặt quỷ còn thê lương hơn cả Từ Thiện, cơ thể ảo ảnh méo mó vô cùng, có xu hướng sắp biến mất luôn. Triệu Bân nhanh chóng dừng lại. Không phải hắn không xoát nữa mà là bởi thuật xoát hồn không có tác dụng với tà niệm mặt quỷ. Linh hồn của tên này cũng có cấm chế ký ức, cấm chế này còn vi diệu hơn cả của Từ Thiện. Tất cả những gì hắn tìm tòi được chỉ là một mớ hỗn độn, hoặc cũng có thể là do tu vi của hắn quá thấp, giống như đại trận soát hồn của bốn đại pháp sư hộ quốc, nó cũng bị cấm chế của Nguyệt Thần lừa tới tận gốc. Còn trò gì nữa không? Cứ đem hết ra đi, tà niệm mặt quỷ khinh khỉnh. Vậy ta sẽ giúp ngươi sung sướng, Triệu Bân thản nhiên đáp rồi thi triển lôi điện. Nếu không dùng được thuật soát hồn thì nghiêm hình ép cung vậy. Bè! Chính vào lúc đó, Tiểu Kỳ Lân nhảy ra, hí vang một hồi. Triệu Bân hiểu ý, Tiểu Kỳ Lân muốn hắn dùng bảo liên đăng. Hắn lập tức thu lôi điện lại và lấy bảo liên đăng ra. Tà niệm mặt quỷ nhìn thấy đèn thì khuôn mặt hung ác liền lộ vẻ khiếp sợ. Thay đổi nhỏ bé đó không thể qua được mắt Triệu Bân, hiển nhiên tên này sợ bảo liên đăng, là nỗi sợ phát ra từ sâu thẳm trong linh hồn. Linh hồn nó đang liên tục run rẩy. Có thứ khiến ngươi sợ là được rồi. Triệu Bân rất tự giác, dùng tiên lực đốt đèn lên. Sau đó, hắn đặt tà niệm mặt quỷ lên trên ngọn lửa. Á! Tiếng thét thảm thiết của tà niệm mặt quỷ vang vọng trong đêm, thê lương bi ai. Vì bị liên hỏa đốt cháy nên hình dạng của nó đã thay đổi, những thứ dơ bẩn bị lọc sạch, sát khí của ma cũng xua tan, chẳng khác, một người dơ bẩn đen đúa đang được tắm rửa. Tẩy sạch mọi vết bẩn. Trông nó thống khổ hệt một con ác quỷ bị nhốt dưới địa ngục không bao giờ được siêu sinh, chỉ có thể cố gắng giãy giụa, muốn được giải thoát. Cuối cùng nó cũng đã được giải thoát,
từ từ diệt vong dưới sự thiêu đốt của liên hỏa biến thành một tia sáng, phút ra khỏi Bảo Liên Đăng. Sốt, Tiểu Kỳ Lân búng người lên, nuốt tia sáng đó vào theo Triệu Bân thấy thì có thể đây là một ánh sáng ký ức được chắt lọc tinh túy, uốn đi đấy chỉ là hư vệ chẳng qua là xuất hiện dưới hình thái ánh sáng mà thôi, tàn niệm mặt quỷ chết đi, chỉ để lại ký ức sẽ khai nhất. Sau đó, Tiểu Kỳ Lân liên tục kêu lên. Nó đã luyện hóa được tia sáng đó, tinh luyện ra chú tỉnh thế. Mắt Triệu Bân rực sáng, hắn nghe thấy rất rõ, là một đoạn kinh Phật khá tối nghĩa, là Phật văn đặc thù. Có lẽ nếu đưa ra trước mặt hắn thì sẽ đọc không hiểu, nhưng nếu là do Tiểu Kỳ Lân phát ra, hắn lại nghe hiểu. Vậy cũng được sao? Thanh niên áo đen nhìn thấy thì cảm thấy vô cùng mới lạ. Bằng không sao lại gọi là thánh thú chứ? Đúng là đa tài đa nghệ, còn cả ngọn Bảo Liên Đăng màu vàng kia cũng rất kỳ diệu, liên hỏa lấp lánh, huyền ảo, ẩn chứa một loại sức mạnh thần kỳ bên trong. Bên này Triệu Bân đã đứng dậy sau đó đi tới ngồi xếp bằng, đối diện với tên mập. Sau đó, hắn đọc chú pháp tỉnh thế, vừa hùng hồn vừa trang nghiêm. Thanh niên áo đen nghe xong, tâm thần hoảng hốt, chân vội vã lùi về sau mấy bước, đồng thời dùng bí pháp che lại lỗ tai. Kinh văn của nhà Phật đều rất kỳ dị, dù là chú tỉnh thế thì cũng không thể nghe nhiều. Hắn ta đã bỏ chạy ra khỏi tiểu viện. Nếu hắn ta còn nghe thêm lúc nữa thì chắc tối nay sẽ gặp ác mộng mất. Đôi mắt trống rỗng của tên mập thoáng qua tia mê mang, gương mặt chất phác lộ ra sự đau đớn, chú tỉnh thế và chú tỉnh thế đồng loạt được dùng trên người thì đương nhiên sẽ có sự xung đột, còn đau đớn đến mức nào thì chỉ có Ngưu Anh mới biết, đầu óc hắn ta như muốn nổ tanh bành. Có hy vọng. Triệu Bân nghĩ thầm, đọc hăng hái hơn. Có phản ứng là tốt, có phản ứng chứng tỏ hữu dụng, vậy thì có đau chút cũng đáng. Khi chú tỉnh thế được niệm tụng, Ngưu Anh rên rỉ khó chịu. Trong cơn đau đớn, những ký ức bị chú vong thế xóa đi của hắn ta được đánh thức từng chút một, hắn ta chẳng còn giống một xác sống không cảm xúc nữa. Phật quang trên người nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khói mù dày đặc, hắn ta đang được chú tỉnh thế kéo về thực tại. Triệu Bân thừa thắng xông lên, tiếng đọc kinh càng lớn hơn. Phật âm an tường đã hoàn toàn đánh thức tên mập. Tinh thần của hắn ta đã không còn mơ hồ nữa, cuối cùng ký ức cũng đã quay về. Có nhớ ta không? Triệu Bân mỉm cười. Tất nhiên là nhất, Ngưu Anh mỉm cười mệt mới có chút mơ hồ, dường như đã trải qua một giấc mộng dài, nhưng hắn ta vẫn nhận ra được gương mặt tầm thường kia chứ. Ngày trước khi ứng cứu người Triệu gia, họ còn từng sát cảnh chiến đấu mà ta. Còn một cái tên khác, là ta đây, ta là Triệu Bân đó, Triệu Bân mỉm cười nói. Ngươi, Triệu, Ngưu Anh há miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin. Hắn ta chưa kịp hoàn chỉnh câu nói này đã cắm đầu gục xuống. Chú tỉnh thế phá được chú vong thế khiến hắn ta mệt mỏi vô cùng, niềm vui bất ngờ đến quá đột ngột, tiêu hao nốt chút sức lực tinh thần cuối cùng. Ngưu Anh ngủ rồi. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, tĩnh tâm khôi phục thương thế. Đến đêm ngày thứ hai, hắn mới tỉnh dậy, há miệng nhả ra một làn khói đục, vô cùng sảng khoái. Tuy thương thế chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng không còn đáng ngại nữa. Nếu muốn quay trở lại thời kỳ đỉnh cao, cần thêm vài ngày điều dưỡng. Hắn không đứng dậy mà cứ ngồi đó đỡ đẫn. Hắn đang nghĩ về trạng thái đỉnh cao với mái tóc màu vàng đó, đến hiện giờ, hắn khẳng định chắc chắn rằng đó là thiên phú kế thừa từ huyết mạch. Hắn từng thử tiến vào trạng thái đó lần nữa. Thế nhưng, không thành công. Hắn nghĩ, chắc hẳn nguyên do là vì căn nguyên vẫn chưa dung hợp hoàn toàn. Hoặc có thể, chỉ vào thời điểm nhất định. Trạng thái nhất định mới có thể khởi động. Không ai giải đáp cho hắn, đến cả huyết mạch gì cũng không biết, dường như không giải đáp nổi. Hắn chỉ biết, tiềm năng của huyết mạch là vô hạn, giống như một kho tàng, cần khai thác quanh năm suốt tháng. Còn về việc khai thác được bao nhiêu, hoàn toàn phụ thuộc ở may mắn của cá nhân. Có lẽ vì suy nghĩ quá miên man, hắn không hề phát giác Ngưu Anh đã tỉnh dậy, đang ngồi thụp trước mặt hắn như xem xét một con quái vật. Thần sắc độc đáo nhưng ánh mắt thì buồn bực. Chẳng trách lần đầu trông thấy tên này lại có cảm giác quen thuộc, chẳng trách đệ tử Thiên Tông lại chạy tới cứu người của Triệu gia. Bây giờ nghĩ lại, chẳng có vấn đề gì hết. Hắn ta rất nghi hoặc, Triệu Bân làm thế nào tránh được đại trận soát hồn. Còn nữa, huyết mạch này từ đâu mà có? Hắn ta còn rất nhiều nghi vấn. Triệu Bân hoàn hồn, đưa cho hắn ta một bình rượu. Sau chú tỉnh thế,
tên mập đen thui hoàn toàn khôi phục bình thường, không còn trông ra chút Phật quang nào nữa. Hắn đưa ra khá nhiều lời giải đáp cho nghi vấn của Ngưu Anh. Tất nhiên, một số chuyện được lược bỏ, ví dụ như sự tồn tại của Nguyệt Thần. Mẹ kiếp, trải nghiệm của người đúng là thần kỳ. Ngưu Anh vừa cảm thân vừa chặt lưỡi cảm khái quá nhiều. Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ nhận ra Triệu bà ở Đông Hải, tính ra mới nửa năm không gặp mà cử cảm giác như đã qua mười mấy năm rừng, Triệu Bân trước mặt đã không còn là và tu quên của trước kia nữa, tại và khiến hắn thu bớt hàn quang, cũng khiến hắn bỏ bớt vẻ che đậy, kẻ về dụng ngày xưa đã trở thành cường giả danh chấn tứ hải bát hoang, thử hội các nước xem cóc không biết cơ ngân của Thiên Tông. Có phải nhà người gặp biến cố gì không? Triệu Ban Joy Chi Đờ. Người từng nghe nói đến ngụy bí giả chưa? Ngưu Anh hít một hơi thật sâu. Triệu Bân khẽ lắc đầu. Rất lâu về trước, có một thế lực thần bí nhắm vào tần gia của ta, cũng chính là đám người ngụy bí giả kia. Không ai biết được lai lịch của chúng, cũng không biết chúng nghe theo mệnh lệnh từ ai, chỉ biết rằng chúng như những u linh, xuất quỷ nhập thần, cường giả nhiều như mây. Bởi vì chúng nên cứ vài ba ngày lại có người trong tần gia mất tích, lão tổ bị ép đến không còn cách khác, chỉ có thể hạ lệnh di rời toàn tộc. Không ngờ rằng giữa chừng lại gặp phải truy sát từ ngụy bí giả, thương vong nghiêm trọng. Ta lạc mất gia tộc, gặp phải lão già từ thiện rồi bị cưỡng ép độ hóa. Ngụy bí giả. Triệu Bân lầm bầm, ánh mắt trở nên khó đoán. Từ đâu nhảy ra thế lực này vậy? Đây là điều mà hắn cực kỳ muốn biết. Bất giác, hắn không khỏi đem ma chú ám hắc liên hệ với ngụy bí giả, thậm chí hắn còn cho rằng ấn chú trong cơ thể tên mập đen thui là do ngụy bí giả lén lút cấy vào. Nếu thật sự như thế thì tần gia chắc chắn vẫn còn người chúng bùa chú. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn Ngưu Anh, gia tộc của ngươi di rời tới chỗ nào? Mục tiêu của lão tổ là đế đô đại hạ. Ngưu Anh cũng không giấu giếm, lúc nói chuyện còn nhìn chằm chằm Triệu Bân. Triệu Bân lại lắc đầu, nói thật lòng, hắn chưa nghe nói có đại tộc ngoại lai nào vào sống ở đế đô. Theo như lời Ngưu Anh thì tần gia đã bắt đầu di rời từ vài tháng trước rồi, thậm chí còn sớm hơn Bạch gia. Tính toán thời gian thì đáng lẽ phải đến đế đô rồi mới phải. Sở dĩ chưa đến, nguyên nhân cũng không khó đoán, giữa đường lại gặp biến cố. Bị ngụy bí giả bắt hết rồi, sắc mặt của tên mập trở nên khó coi đến cực độ. Thánh tử, tìm thấy tần gia rồi. Khi họ đang nói chuyện, thanh niên mặc áo đen vội vàng tiến vào. Thông tin mà cậu ta mang tới khiến ánh mắt Triệu Bân và Ngưu Anh sáng ngời lên. Ở đâu? Hoành Xuyên của Tây Nhạc. Tây Nhạc, Triệu Bân nhướn mày rất cao. Thần sắc của Ngưu Anh cũng có vẻ kỳ lạ. Đã bảo là đế đô đại hạ, tại sao lại chạy tới Tây Nhạc thế, Đông Hải và Tây Nhạc là hai thái cực đó. Tìm được bao nhiêu, Triệu Bân hỏi tiếp. Cũng chỉ là một bộ phận rất ít, thanh niên áo đen nói. Truyền tin cho đại trưởng lão, đón tần gia về nhà. Triệu Bân nói rồi cùng Ngưu Anh ra khỏi tiểu viện. Trong trí nhớ của Triệu Bân, tên mập đen thui luôn vui vẻ hớn hở đêm nay rất trầm mặc. Cũng phải thôi, quá nửa tộc nhân còn chưa rõ sống chết, đâu thể không lo được. Tâm trạng sốt sáng này, Triệu Bân rất đồng cảm, trước kia khi Triệu gia gặp nạn, hắn cũng nóng lòng như lửa đốt. Có biết tại sao ngụy bí giả nhắm vào Triệu gia không, Triệu Bân hỏi. Ta từng hỏi lão tổ, chắc hẳn là vì huyết thống của tần gia ta, Ngưu Anh trả lời thành thật. Triệu Bân nghe thấy mà ánh mắt lóe lên. Dính dáng tới huyết mạch thì hắn càng thêm khẳng định rằng giữa ma chú ám hắc và ngụy bí giả có mối liên hệ đặc thù nào đó. Bởi vì người chúng bùa chú đều mang huyết thống đặc thù, không ai ngoại lệ. Khi hai người xuất hiện lần nữa, đã ở trên một hòn đảo. Đó là hòn đảo của tần gia, trước khi di rời, tần gia sống ở đây. Trên đảo có nhiều dãy núi. Ẩn mình sâu trong dãy nói là một tòa thành trì cổ xưa. Bởi vì tần gia di rời nên nơi này trống hơ trống hoác, không chỉ trống không mà còn nhếch nhác, giống như bị ăn cướp ghé qua vậy. Nhiều nơi đình đài lầu gác đổ sập, trên đường phố cũng hỗn loạn vô cùng, chắc hẳn tần gia đi quá vội, nhiều đồ đạc chưa kịp mang theo, bị đám trộm vặt ghé thăm. Tới đây tất nhiên không phải để ngao du sơn thủy rồi. Ngưu Anh vừa đi vừa gọi, có lẽ còn có tộc nhân quay trở về. Xoạt, xoạt. Triệu Bân biến ra nhiều phân thân giúp hắn ta tìm kiếm. Dạo quanh thành chỉ tới nửa đêm mà không thấy bóng người nào. Hửm, người của tần gia thì không thấy, nhưng Triệu Bân đánh hơi được một thứ khí tức ẩn mình,
luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm họ trong bóng tối. Trước đó, khi hắn thử luyện lôi thần nộ cũng từng bị người khác nhìn trộm, cảm giác cũng giống hệt như bây giờ, chưa biết chừng còn là cùng một người. Triệu Bân không hề làm ầm lên. Hắn dùng đại địa linh chú, muốn xem có còn người khác không. Soát xong, chỉ thấy một người. Ngươi, lấy vợ chưa? Triệu Bân đột nhiên hỏi. Chưa, Ngưu Anh buột miệng trả lời, còn thoáng liếc mắt nhìn Triệu Bân. Anh em tốt mà, tất nhiên là rất ăn ý. Hắn ta hiểu Triệu Bân, trước giờ chưa bao giờ đưa đừng đọc tại web ăn cắp sớn chuyện chính sự. Hay là ta giới thiệu cho người nhé? Ta thích mẫu người đầy đặn, phải cao đấy, đọc dễ thôi. Hai người vừa đi vừa xem xét, cùng vừa đi vừa trẻ chuyện. Ngưu Anh nhập vai ngay lập tức, diễn rất ăn ý, còn về phía Triệu Bân, tuy hắn đang uống rượu, tuy tỏ ra không có chuyện gì, nhưng lúc nào cũng trông chừng người trong bóng tối kia, chỉ muốn hạ gục kẻ đó bằng một đòn tấn công. Đi đâu hả? Không biết tới lúc nào, Triệu công tử đột nhiên lên tiếng. Âm thanh này vô cùng bá khí, ngượng một nỗi không bắt được người trong bóng tối kia. Không phải tốc độ của hắn không đủ nhanh, mà là người kia quá kỳ dị, lẩn mình vào bóng tối là không thấy tăm tích nữa. Cho người chạy thoát thì ta còn hành tẩu giang hồ làm gì nữa? Triệu Bân hầm hừ, đuổi theo kẻ đó như một tia sáng. Hắn có thiên nhãn truy tung, trong thời gian nhất định sẽ không để kẻ đó trốn thoát. Đùng, đùng uinh uinh. Tiếng nổ nhanh chóng vang lên ở một góc nào đó. Đợi khi Ngưu Anh chạy tới thì người kia đã gục rồi, bị Triệu Bân dùng mâu ghim lên tường, là một người trùm áo đen kín mít, khí tức rất lẩn khuất, đúng chuẩn cao thủ chuẩn thiên. Sức chiến đấu hẳn rằng cũng không tầm thường, tốc độ chạy không chậm, tiếc rằng lão ta gặp phải Thánh Tử Thiên Tông. Soạt! Triệu Bân giơ tay kéo lớp che mặt ra. Bấy giờ hắn mới trông thấy dung mạo của đối phương, là một ông già gầy trơ xương, khô đét như cành củi, nhưng rất quỷ dị. Rõ ràng có máu có thịt, nhưng nhìn từ góc độ nào cũng giống con rối. Tại sao lại vậy? Bởi vì thần sắc đờ đẫn và đôi mắt trống rỗng kia không hề có tình cảm của con người. Khô Lâm lão quỷ. Ngưu Anh nhíu mày, dường như nhận ra lão già này. Bị nhận ra thân phận nhưng Khô Lâm lão quỷ cũng chẳng phản ứng gì. Con rối à? Ngưu Anh khẽ nheo mắt, hắn ta cũng nhìn ra manh mối. Nhưng hắn ta nhanh chóng phủ định suy đoán này. Không phải con rối, chắc hẳn là bị điều khiển. Về điểm này, hắn và Triệu Bân dù chưa trao đổi cũng có chung suy nghĩ, nhìn mặt lão ta xám xịt như vậy, đủ biết đã bị điều khiển tâm trí. Xẹt! Ngưu Anh bước tới, xé áo của Khô Lâm lão quỷ. Dưới ánh trăng, có thể thấy trên lồng ngực của Khô Lâm lão quỷ hiện ra một thứ phù văn kỳ quặc, nó cho đúng hơn là một hoa văn bùa chú đen ngòm, hình dạng méo mó như mặt quỷ, trông đã thấy tà ác, trong tà ác còn ẩn giấu chút yêu dị. Cứ cảm thấy như mặt quỷ đang cười một cách ghê rợn. Ngụy bí giả, Ngưu Anh lạnh lùng nói. Đây là Ngụy bé giả. Triệu công tử tả ra từ mà ông nội ta từng đánh nhau với Ngụy bé giả. Ngưu Anh nói, họ có một điểm chung, trên ngực có hoa văn kỳ dị này, trường lão trong tộc từng điều tra nhưng không sẽ lại lịch. Để ta xem Triệu Bân quăng hù rượu, sử dụng một chút căn nguyên. Đúng như hắn dự đoán, căn nguyên tiến vào cơ thể Khô Lâm lão quỷ lập tức biến mất một cách khó hiểu. À không đúng, chắc hẳn là bị nuốt mất. Khoảnh khắc đó, hắn lờ mờ nhìn thấy ma chú ám hắc ở sâu trong căn cơ của Khô Lâm lão quỷ, đồng thời ma chú và hoa văn đen ngòm trên lồng ngực được nối với nhau, hay nói cách khác, hoa văn kia là do ma chú ám hắc sinh ra. Trước đó hắn đoán không hề sai. Ma chú ám hắc và Ngụy bí giả có liên quan rất lớn. Người này trước kia có phải huyết mạch đặc thù không? Phải, Ngưu Anh trả lời chắc nịch. Khi lão ta tiến vào cảnh giới chuẩn thiên còn có khải tượng, chuyện này không phải bí mật, cả Đông Hải đều biết. Thật không ngờ, lão ta mai danh ẩn tích bấy lâu nay lại trở thành Ngụy bí giả. Huyết mạch căn nguyên của lão ta đâu? Bị người khống chế tâm trí cướp mất rồi à? Ta hiểu rồi. Triệu Bân lầm bầm. Đầu óc hắn nhanh nhạy nên đã nhìn thấu mọi manh mối. Huyết mạch của lão quỷ này không bị cướp mà là bị ma chú ám hắc cắn nuốt, sau khi nuốt xong. Ma chú ám hắc sinh ra hoa văn đen ngòm kia, điều khiển tâm trí lão ta, biến cao thủ chuẩn thiên này thành một con rối sống. Chính vì hiểu nên sắc mặt hắn mới khó coi. Nếu nghĩ theo cách hiểu này, bất kỳ ai chúng bùa chú cũng sẽ trở thành Ngụy bí giả vào lúc nào đó. Sẽ biến thành một con rối của kẻ gieo bùa, là do hắn đánh giá thấp thứ ma chú này, không chỉ cắn nuốt căn nguyên mà còn khống chế tâm trí.
Khô Lâm lão quỷ trước mặt chính là một ví dụ điển hình. Phá! Ngưu Anh ra tay, định phá hoa văn đen thui trên ngực Khô Lâm lão quỷ. Triệu Bân ngăn cản hắn ta, hoa văn này cũng chỉ là một biểu hiện bên ngoài thôi, phá nó không có tác dụng gì. Nguồn cơn thực sự là ma chú ám hắc, mà nói ma chú này là nguồn cơn cũng không chính xác, nguồn cơn sâu nhất là kẻ hạ chú, chỉ khi nào tìm được kẻ đó mới thực sự phá được cục diện này. Hắn không biết kẻ hạ chú là ai, nhưng hắn biết rằng nhiều người chúng bùa chú đã thành ngụy bí giả. Cứ tiếp diễn như thế này thì chẳng bao lâu sau Hoàng Phi, Long Phi hay Linh Lung cũng trở thành ngụy bí giả. Chuyện này rất nghiêm trọng, bởi không biết kẻ kia đã âm thầm gieo bùa chú ám hắc cho bao nhiêu người. Hắn buông Khô Lâm lão quỷ xuống rồi phong ấn lão ta. Xong việc hắn còn thi triển thuật soát hồn để tìm kiếm manh mối. Đáng tiếc, trí nhớ của người này rất hỗn loạn. Hay là tìm Hồng Uyên xem bệnh cho lão ta, Ngưu Anh nhỏ giọng nói. Trở về đại hạ trước, Triệu Bân nói xong liền triệu hồi đại bằng, mang theo Khô Lâm lão quỷ đi. Hi, vừa mới ra khỏi đảo nhỏ thì đã nghe thấy tiếng Ngưu Anh kêu rên. Khi Triệu Bân nhìn lại thì hắn ta đã ngất đi, thân hình trên trịa vẫn còn có giật mất một lúc, không phải hắn ta bị bệnh mà là do huyết mạch của hắn ta đang biến hóa, trong lúc ngất đi hắn lại thăng cấp tu vi, nhưng trong hắn rất đen, nhìn thoáng qua trông như một viên thịt cháy đen trong trình, nếu như đặt hắn ta vào trong đêm tối thì không thể nào nhìn thấy. Quá trình huyết mạch lột xác rất đau đớn. Tiếng kêu rên của Ngưu Anh liên tục vang lên suốt chặng đường, Triệu Bân cũng nghiêm túc quan sát suốt chặng đường. Hậu duệ của vua Hán Cương quả nhiên bất phàm, khó trách hắn lại bị kẻ thi chú nhằm vào. Đến đêm ngày thứ ba thì Ngưu Anh mới tỉnh lại. Sau khi huyết mạch lột xác, tinh thần của hắn ta rạng rỡ, cả người đều sáng lên, dị tượng huyết mạch diễn hóa không tầm thường, hơn nữa sức mạnh của huyết mạch cũng rất thần bí. Không tồi. Ngưu Anh cười, hung hăng vươn vai. Sau khi vươn vai, hắn ta liếc mắt nhìn Triệu Bân, ngồi bên cạnh cái tên này thật là áp lực. Huyết mạch của hắn ta đang bị huyết mạch của Triệu Bân áp chế, mặc dù huyết mạch của hắn ta đã lột xác nhưng vẫn không thể chống lại. Huyết mạch của ngươi là gì vậy? Cuối cùng Tiểu Hắc Mập cũng nói ra nghi hoặc của mình. Triệu Bân ho khan, khi hắn nhận truyền thừa người kia không hề nói cho hắn biết lai lịch của huyết mạch, ngay cả Thương Khung cũng đã nghiên cứu rất lâu, cứ dăm bữa nửa tháng là ông ta lại lấy máu của hắn nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì Diệu Ngữ lại xuất hiện. Triệu Bân không nói gì bởi vì hắn đã quen rồi. Nhưng Ngưu Anh thì rất ngạc nhiên, hai mắt mở to tròn xoe, cô nương này là một xác sống mà lại còn có thể tùy ý đi lại sao? Hơn nữa xem ra cô ta còn có quan hệ sâu sắc với Triệu Bân, trông y hệt một thê tử đang ôm lấy cánh tay của phu quân, trong mắt còn lộ ra tình cảm. Đầu óc Ngưu Anh như vỡ òa, cảm thấy mình đã trở thành kẻ thừa thãi. Chính xác là hắn ta chẳng khác nào kỳ đà cản mũi. Vẫn còn. Triệu Bân mở thiên nhãn quan sát Diệu Ngữ. Thứ mà hắn nói vẫn còn chính là hai mảnh thanh giác sứt mẻ vẫn còn trong cơ thể của Diệu Ngữ, thỉnh thoảng còn lóe ra ánh sáng khiến cho thân thể của Diệu Ngữ cũng mang một tầng ánh sáng huyền ảo, ngoài ra còn có nguồn năng lượng thần bí quỷ dị đang bao phủ lấy thân thể của cô ta. Minh hôn. Ngưu Anh nói thầm, nhìn về phía Triệu Bân. Triệu Bân nghe xong thì nhướng mày, liếc mắt nhìn hắn ta, tên nhóc nhà ngươi cũng khá lắm. Phải biết rằng người có kiến thức rộng rãi như Hoàng Phi Vũ Linh cũng chưa thể nhìn ra manh mối này. Là minh hôn phải không? Ngưu Anh chọc chọc Triệu Bân nói. Phải, Triệu Bân gật đầu nhưng cũng không giải thích nhiều. Vậy thì đúng rồi, đây hẳn là minh hôn lực, Ngưu Anh sợ sợ cằm nói. Nguyệt Thần nghe vậy thì cùng liếc mắt nhìn Ngưu Anh. Phàm giới thật thú vị, không ngờ vẫn còn kẻ có nhân giới các trước đó có Thương Khung, lúc này lại có thêm tên nhóc gà mờ Ngưu Anh này. Minh hôn lực, Triệu Bân tò mò nhìn hắn ta hỏi. Hắn vẫn còn quá nông cạn, chưa từng nghe qua loại năng lượng này. Bên trong bí quyển của tổ tiên ta cũng có viết một số thứ liên quan đến chuyện này, Ngưu Anh khoanh tay chậm rãi nói, người minh hôn sẽ có một loại khế ước, minh hôn lực xuất phát từ đây. Bí quyển đó có viết về cách nào để cứu người minh hôn hay không, Triệu Bân vội vàng hỏi. Làm thế nào để cứu người minh hôn, Triệu Bân thành khẩn hỏi. Phơi dưới ánh nắng chói chang nhất 7-7-49 ngày, Ngưu Anh nói ngay. Phơi nắng. Đúng vậy, để cô ta phơi nắng 7-7-49 ngày, không được thiếu một ngày nào, sau đó cho cô ta vào lò luyện đan luyện bằng lửa lớn trong 99-81 ngày. Ngọn lửa bình thường sẽ không có hiệu quả,
phải cần thiên hỏa để xua tan âm minh khí, Ngưu Anh thẳng thắn và nghiêm túc nói, bên trong bí quyển đã viết như vậy. Ngươi có chắc là cách này hiệu quả không? Nghe ta chỉ có chuẩn, Tiểu Hắc Mập vỗ ngực nói. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời, nếu như có thể cứu Diệu Ngữ trở về nhân gian thì hắn cũng không ngại thử một lần. Hai tên khốn kiếp này. Nguyệt Thần hít một hơi thật sâu, trước đó đã có một Thương Khung, bây giờ lại có thêm một Ngưu Anh, một bên nhận ra thể tiên linh, một bên nhận ra minh hôn lực, một bên hù dọa Triệu Bân không được vào buồng tân hôn, một bên lại càng kinh khủng hơn, đang bày cách khiến cho tiểu nha đầu Diệu Ngữ hồn phi phách tán. Nực cười là vẫn có kẻ tin vào điều đó. Tóm lại, ra ngoài nhớ mang não, kết bạn nhớ thận trọng. Quác! Đại bằng dương cánh bay vọt qua bầu trời như một luồng sáng vàng. Khi đi đến một vùng biển thì Triệu Bân bỗng đứng dậy, cầm kính viễn vọng nhìn về phía xa xa. Hắn có thể nhìn thấy một đám mây mù bao phủ cả một vùng đại dương bao la, có lẽ khoảng cách quá xa hoặc cũng có lẽ là sương mù quá dày cho nên hắn không thể nào nhìn rõ hơn được. Hắn không dừng lại vì thích ngắm cảnh mây mù. Hang ổ của Nhật Quốc đang nằm bên trong vùng biển đầy mây mù đó, chẳng những bọn chúng ẩn giấu rất sâu mà vùng biển mây mù kia cũng không đơn giản, khá giống với biển sương mù ở Nam Vực, bên trong còn có mê tung trận cấp bậc không thấp. Khó trách quân Xích Diễm cùng quân Ngự Long không thể tìm ra được hang ổ của Nhật Quốc. Hắn vốn muốn đến đó xem thử. Nhưng hắn vẫn còn có chuyện quan trọng phải làm, sau khi xong việc hắn cũng không ngại quay lại đây xem thử. Đương nhiên hắn sẽ không đến một mình mà sẽ dẫn theo cường giả tới đây dạy cho đám Nhật Quốc một bài học. Người đang nhìn cái gì vậy? Ngưu Anh cũng thò đầu ra hỏi. Không có gì, Triệu Bân nói xong liền không nhìn nữa. Tốc độ của đại bằng tăng nhanh. Mấy ngày sau bọn họ đã rời khỏi Đông Hải. Đến lúc bọn họ về đến Đế Đô thì không biết đã trải qua bao nhiêu đêm rồi, Huyễn Mộng đã ở đó đợi bọn họ. Đã đón được Tần gia chưa? Triệu Bân hỏi. Tất cả đều an toàn, đang ở thành Thiên Thu, Huyễn Mộng nói. Những người còn lại trong tộc ta thì sao? Tiểu Hắc Mập trầm giọng hỏi. Vẫn đang tìm. Tại sao Tần gia lại chạy tới Tây Nhạc? Nói thật thì chính Tần gia cũng cảm thấy rối rắm, Huyễn Mộng cười gượng nói. Gặp không gian thay đổi sao? Triệu Bân sờ cằm lẩm bẩm. Nói chuyện thêm vài câu thì Ngưu Anh và Huyễn Mộng rời đi trước. Họ đến thành Thiên Thu gặp Tần gia để tránh có thêm chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ngoài ra cũng có không ít cường giả ma gia tiếp ứng, sợ giữa đường có người âm thầm quấy rối. Về phần Triệu Bân thì hắn đã vào Đế Đô. Có một số chuyện hắn phải tìm người để hỏi, chẳng hạn như chuyện thi thể cấp tiên và chuyện ngụy bí giả. Nếu muốn biết liệu thi thể cấp tiên kia có phải là Đại Hạ Hồng Tước hay không thì tìm người của hoàng tộc hỏi một cái liền biết, ngoài ra ngụy bí giả Khô Lâm lão quỷ vẫn còn ở đây. Hắn soát không ra trí nhớ của người này không có nghĩa là những người khác cũng soát không ra. Người khác mà hắn đang nghĩ tới tất nhiên là Tứ Đại Pháp Sư Hộ Quốc. Bốn lão già này tuy không tốt lắm nhưng khi hợp lực lại thi triển soát hồn đại trận thì vẫn rất không tầm thường. Ngày trước bọn họ đã khiến cho hắn đau đớn đến chết đi sống lại, nếu như Long Chiến cùng Hoàng Phi không ra mặt thì Tứ Đại Pháp Sư Hộ Quốc chắc chắn sẽ không ngừng lại, nói không chừng chỉ thêm một chút nữa thì sẽ soát ra được manh mối. Ngoài ra, còn có tung tích của Tần gia. Đại Hạ cũng có một mạng lưới tình báo, chính là ám ảnh đã được thành lập một năm trước do Linh Lung lãnh đạo, nói không chừng bọn họ sẽ có một số tin tức, vào những thời khắc mấu chốt thì đệ tử Hồng Uyên vẫn làm việc rất tốt. Đại tế ti phủ cách đó không xa, hắn đã từng dừng chân ở đó. Đã qua rất nhiều thời gian nhưng cửa phủ vẫn đóng chặt. Tử Y Hầu phủ thì đang có rất nhiều người nhưng không thấy Tử Y Hầu đâu. Lão vẫn còn đang ở hình tháp, vì lý do này cho nên Triệu Bân mới tìm chỗ đứng quan sát hình tháp thật lâu nhưng cũng không thấy có động tĩnh gì khác thường. Tiếp đến hắn đã đến Linh Lung phủ, hắn vừa bước vào cửa thì đã thấy hai lão già phóng ra ngoài. Đó chính là Hắc Huyền và Bạch Huyền lão đạo, hai lão già này rất thú vị đang đi vòng quanh Triệu công tử quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới như đang nhìn khi vừa nhìn lại vừa tỏ ra thiên thức. Hắn ở Đông Hải gây ra động tình lớn đến như vậy thật sự đã khiến cho Triều Long Đại Hạ nở mày nở mặt. Thật kỳ quái. Tại sao cái tên này cứ đi tới đâu là nơi đó liền trở nên náo nhiệt? Linh Lung sư tổ có ở đây không? Triệu Bân không rảnh đứng làm trò vô nghĩa. Chờ ngươi lâu lắm rồi. Hai lão già nói xong liền một trái một phải lôi hắn vào trong, tỏ vẻ như rất sợ Triệu Bân sẽ chạy đi mất. Tên nhóc này rất không an phận. Chỉ trong chớp mắt liền có thể biến mất không thấy bóng dáng, hơn nữa còn không thể nào tìm được hắn dễ dàng,
vì vậy nên bọn họ phải canh chừng hắn cho tốt, tránh để cho hắn lại chạy trốn lần nữa. Đến lối vào địa cung hai người mới rời đi. Thành thật mà nói thì đây là lần đầu tiên hắn đến địa cung của Linh Lung Phủ, lúc trước nghe Vô Xương nói nơi đây là cấm địa trong phủ, có rất ít người có tư cách vào địa cung này, người bình thường đều không có tư cách vào mà cũng không dám tiến vào bởi vì địa cung đề cao sự cơ mật. Hầu hết thông tin mà quân ám ảnh thu thập được ở nhiều nơi đều được lưu trữ ở đây, có thể nói đây chính là trọng địa tình báo, luôn luôn có cường giả trấn thủ, cấm chế cùng cơ quan cũng nhiều như nấm mọc sau mưa. Khi hắn bước vào thì Linh Lung đang ngồi xem bí quyển. Còn biết đường trở về sao, Linh Lung vừa lật bí quyển vừa nói. Suýt nữa thì ta chết ở Đông Hải. Triệu Bân nói xong còn không quên quan sát khắp địa cung. Địa cung này lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, có rất nhiều giá sách cao hàng trăm trượng, trên giá sách chứa đầy bí tịch tông môn, không phải bí thuật thì cũng là công pháp, ngoài ra còn có vô số thông tin tình báo. Nếu như những thứ này bị mang ra ngoài thì các vương triều lớn chắc chắn sẽ tranh nhau muốn có được. Ngươi đến Đông Hải làm gì? Linh Lung đã buông bí quyển xuống, chậm rãi đi tới. Ngoài ra cô ta còn rất nghi hoặc nhìn vào cái bao tải màu đen mà Triệu Bân đang mang, bên trên có dán bùa chú phong ấn nên chắc chắn là có người bên trong, nhưng cô ta không thể nhìn thấy rõ vì còn có lực che lấp, chỉ biết có lẽ đó là một người sống. Ở đó có nhiều mỹ nữ. Triệu Bân nói rồi đặt bao tải xuống. Đại hạ cũng có rất nhiều mỹ nữ, Linh Lung liếc nhìn hắn nói. Mấy tháng nay quân ám ảnh có tin tức gì về Tần gia ở Đông Hải không? Triệu công tử lên tiếng. Tại sao lại hỏi chuyện này? Ta với gia tộc đó còn có chút quan hệ sâu xa. Người quen biết cũng rộng thật. Nghe nói bọn họ đã chuyển đến đế đô. Bọn họ muốn chuyển đến đế đô mấy tháng trước cho nên đã thương lượng với Triệu Long đại hạ. Đại hạ tất nhiên là hoan nghênh, cho nên còn phái hoàng ảnh vệ đến tiếp ứng, Linh Lung chậm rãi nói. Sau đó thì sao? Sau đó Tần gia vẫn chưa đến được địa điểm đã hẹn từ trước, Linh Lung ngồi xuống, thử dài một hơi nói, sau mới biết được trên đường Tần gia di chuyển gặp phải biến cố, bị cường giả thần bí chặn giết, ám ảnh tra xét rất lâu cùng không tìm ra được manh mối, không biết Tần gia bây giờ đang ở đâu. Cũng không biết cường giả thần bí chặn giết bọn họ là thế lực phương nào, đọc tiếp tại ngay cả ám ảnh cùng không biết sao. Triệu Bân nghĩ thầm, ánh mắt lóe lên, hắn cho rằng ám ảnh sẽ biết thêm một chút tin tức, nhưng lần này thứ gì Linh Lung biết thì hẳn biết, thứ gì Linh Lung không biết thì. Hắn cùng đã biết. Hắn mở bao tải, thả Khô Lâm lão quỷ ra. Linh Lung thấy vậy thì nheo mắt lại, cô ta cũng không biết người này là ai. Chỉ có thể nhìn ra đây là một cường giả chuẩn thiên đang bị một loại bí pháp quỷ dị khống chế tâm thần. Đây là người nào? Ngụy bí giả. Ngụy bí giả. Linh Lung khẽ cau mày, cô ta chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nghe nói về nó. Đây là một tổ chức thần bí đã tồn tại từ rất lâu, như những bóng ma xuất quỷ nhập thần. Bọn chúng đã theo dõi Tần gia từ rất lâu, muốn có được huyết mạch của Tần gia, mấy tháng trước kẻ chặn giết Tần gia ở Đông Hải chính là bọn chúng. Triệu Bân chậm rãi nói. Ta thật sự đã quá nông cạn rồi. Ngụy bí giả đều có một điểm chung. Điểm gì? Tất cả bọn chúng đều chúng ma chú ám hắc. Ý của ngươi là bất cứ ai bị chúng ma chú này thì đều sẽ trở thành ngụy bí giả. Theo thông tin ta có được thì chính là như vậy. Triệu Bân nhàn nhạt nói, không quên giải thích, chú văn khống chế tâm thần cũng có nguồn gốc từ ma chú ám hắc. Lời này vừa nói ra thì địa cung đã trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Linh Lung trầm mặc, sắc mặt khó coi đến cực điểm, cô ta đã quá xem thường ma chú ám hắc, cũng đã quá xem thường kẻ thi chú, kẻ đó chẳng những muốn đoạt lấy huyết mạch đặc biệt mà còn muốn dùng chú ấn khống chế tâm thần của người khác, những người bị chúng ma chú như bọn họ sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành ngụy bí giả, nói trắng ra thì chính là trở thành một con rối sống không có tình cảm, để mặc cho kẻ thi chú điều khiển. Cô ta âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Âm mưu này lớn hơn cô ta tưởng tượng rất nhiều. Chỉ có quỷ mới biết được kẻ thi chú đã yểm chú vào bao nhiêu người, và cũng chỉ có quỷ mới biết được sẽ có bao nhiêu người biến thành ngụy bí giả. Tìm người soát hồn đi. Một lúc lâu sau Triệu Bân mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Đã đến lúc lôi bốn lão già đó ra làm việc đúng đắn rồi. Hiện tại bọn họ không ở đế đô, Linh Lung hít sâu một hơi nói, bọn họ đã đi mấy ngày rồi. Hoàng Phi hẳn là có thể đọc được tâm ngữ của lão ta. Hoàng Phi đã đi cùng tứ đại pháp sư. Chuyện này, Triệu công tử không khỏi giật giật khóe miệng, trong lúc quan trọng lại kéo nhau chạy đi đâu hết,
hắn còn đang muốn tìm Hoàng Phi để xác nhận thi thể cấp tiên, thế mà quay lại thì chẳng thấy người đâu, S. Đi bắt nữ soái sao? Đúng vậy, chắc chắn là đang đi bắt nữ soái. Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng, phỏng đoán này khá đáng tin cậy, Hoàng Phi cộng thêm tứ đại pháp sư hộ quốc, đội hình đó có thể nói là rất mạnh, rất có khả năng bắt sống nữ soái tà ma. Địa cung lại trở nên yên tĩnh. Linh Lung im lặng đến đáng sợ, suy nghĩ đăm chiêu. Hoàng Phi có nói với người về chuyện của Hồng Tước không? Triệu Bân nhỏ giọng nói. Người cũng biết. Linh Lung nghe vậy thì giật mình. Cũng không thể trách cô ta, chỉ vì chuyện Hồng Tước đã chết là chuyện cơ mật của Hoàng tộc. Trong cả đại hạ này chỉ có 4 người Hồng Uyên, Hoàng Phi, Tử Y Hầu cùng ân chú biết được. Về phần cô ta thì gần đây mới được biết. Sau khi biết được thì đến tận bây giờ cô ta cũng chưa thể tin nổi. Hóa ra Hoàng tộc chỉ còn một cường giả thiên võ chính là sư phụ của cô ta, tình hình đang rất bất ổn. Chính vì tình hình bất ổn cho nên mới có rất ít người biết. Không ngờ tên nhóc này cũng là một trong số đó. Hoàng Phi đã tín nhiệm Cơ Ngân tới mức đem việc này nói cho hắn biết sao. Xem thần thái của Cơ Ngân thì có vẻ như còn biết chuyện này trước cô ta, việc đó khiến cho cô ta cảm thấy thật xấu hổ. Cái tên này có vị trí gì chứ? Nếu như Long Chiến có ở đây lúc này thì chắc chắn sẽ hỏi một câu như vậy, ông ta thân là hoàng đế đại hạ vậy mà đến bây giờ cũng không biết chuyện này, tốt xấu gì cũng là người đầu ấp tay gối với Hoàng Phi, còn ai có thể cảm thấy xấu hổ hơn ông ta nữa? Đã biết thì cũng dễ nói. Triệu Bân không giấu giếm nữa, liền thỉnh ra thi thể cấp tiên. Ông, thi thể cấp tiên vừa mới được thỉnh ra thì địa cung đã chấn động. Uy thế đáng sợ bộc phát. Tiên dù đã chết đi nhưng khí uẩn vẫn còn, cho dù có dán bao nhiêu bùa phong ấn thì cũng không chấn áp được uy thế, mạnh mẽ như Linh Lung cũng bị chấn động đến mức lảo đảo lui về phía sau. Thi thể cấp tiên. Linh Lung cả kinh, chắc chắn mình không nhìn lầm. Uy thế bậc này thì chắc chắn phải là một thi thể cấp tiên, khi còn sống đã vượt qua cảnh giới thiên võ. Người lấy thi thể cấp tiên này ở đâu ra? Cô ta liếc nhìn Triệu Bân như nhìn một con quái, tên nhóc này thật sự khiến cho cô ta phải cả kinh, không ngờ hắn còn cất giấu một thi thể cấp tiên, việc này nếu như để cho các thế lực tứ phương biết thì không biết sẽ có bao nhiêu cường giả thiên và tìm hắn tâm sự, đặc biệt là thi tộc, bộ tộc chuyên trộm mộ nghe được ở đây có thi thể cấp tiên thì không điên cuồng mới là lạ, nhìn kỳ hẳn nói. Triệu Bân chưa nói rõ, chỉ lấy bầu rượu ra. Linh Lung không nói gì, thi triển chân nguyên hộ thể rồi mạnh mẽ tới gần. Lần đầu tiên nhìn thấy thi thể cấp tiên cô ta cũng không khỏi có chút khẩn trương, mặc dù chỉ là một thi thể nhưng cũng đã đủ để khiến cho linh hồn của cô ta run rẩy. Tiền bối, xin đắc tội. Linh Lung chắp tay cúi người, vô cùng lễ nghĩa. Sau khi hành lễ thì cô ta mới nhẹ nhàng vươn tay tháo lá bùa dán trên gương mặt của thi thể ra, lọt vào trong tầm mắt của cô ta là một dung nhan tuyệt mỹ nhưng lại bị phủ một lớp băng giá. Chuyện này... Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó thì cô ta đã sững sờ, động tác như đông cứng lại. Khuôn mặt của thi thể cấp tiên này giống hệt như sư thúc Hồng Tước của cô ta, hoặc là nói đây chính là sư thúc Hồng Tước, nhưng chuyện này làm sao có thể. Hoàng Phi đã từng nói với cô ta, trong lúc sư thúc Hồng Tước cố gắng đốt phá cảnh giới cấp tiên thì đã táng thân, tan xương nát thịt dưới thiên kiếp, tại sao lúc này vẫn còn được thi thể nguyên vẹn, hơn nữa lại còn là thi thể cấp tiên. Chẳng lẽ trước khi chết sư thúc đã không còn là cường giả thiên võ? Chẳng lẽ chuyện năm đó còn có ẩn khúc khác? Chẳng lẽ ngay cả Hoàng Phi Vũ Linh cũng đã sai? Thật đúng là Hồng Tước. Bên cạnh Linh Lung, Triệu Bân hít sâu một hơi. Không cần phải hỏi lại, chỉ cần nhìn thần thái của Linh Lung thì biết đây chính là Hồng Tước. Nguyên nhân chính là vì thế cho nên hắn mới thổn thức, Hoàng tộc đại hạ thực sự rất thú vị, bên trong ẩn giấu rất nhiều chuyện thần kỳ mà thế nhân đều chẳng thể hay biết. Ai cũng nghĩ Hồng Tước vẫn còn sống, là một cường giả thiên võ trấn thủ quốc gia, không thể ngờ Hồng Tước đã tán thân từ lâu, hơn nữa còn không phải là cường giả thiên võ mà đã là một cường giả cấp tiên. Làm sao có thể? 4 chữ này không biết Linh Lung đã nói bao nhiêu lần. Choáng váng. Cô ta thật sự rất choáng váng. Giờ phút này, đầu óc của cô ta đã trở nên vô cùng mơ hồ. Triệu Bân chỉ lo uống rượu chưa quấy nhiễu Linh Lung. Vừa biết được chuyện này thì tất nhiên sẽ cảm thấy mơ hồ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy thi thể cấp tiên cũng đã phải mơ hồ hồi lâu, còn không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Một lúc lâu sau Linh Lung mới tỉnh táo trở lại. Ngươi tìm được thi thể này ở đâu? Cô ta nhìn Triệu Bân không chớp mắt rồi hỏi. Đáy biển Đông Hải,
Triệu Bân nói. Linh Lung nghe xong thì lại mơ hồ, tìm được ở đáy biển Đông Hải sao? Giờ phút này cô ta rất muốn tìm đến sự tên để hỏi một chút về chuyện năm đó thật sự đã xảy ra chuyện gì, ngày sự thúc đệ kiếp sốt cuộc bọn họ có nhìn thấy rõ ràng hay không? Ong, rất nhanh đã có một thạch thất dưới địa cung Mora. Triệu Bân nhướng mày không ngờ trong địa cung này vẫn còn có càn khôn ẩn giấu một tòa thạch thất tỏa ra kim quang lộng lẫy, hẳn là có rất nhiều bảo vật được cất trong đó, chuyện này khiến cho hắn cảm thấy rất ngứa ngáy tay chân, nếu như có thể hắn rất muốn tiện tay lấy vài món về nghiên cứu, bảo vật trong khi của Linh Lung tuyệt đối phải là vật bất phàm. Khi hắn nhìn lên thì Linh Lung đã chuyển ra một chiếc quan tài băng ngọc. Hồng Tước sau đó được đưa vào trong quan tài và phong ấn cẩn thận. Xong việc cô ta còn dán lên trên quan tài rất nhiều bùa chú, động tác vỗ vỗ bùa giống y hệt như đang trang điểm cho nữ tử, mỗi một lá bùa đều được dán hết sức cẩn thận. Theo như Triệu Bân thấy thì có dán bao nhiêu bùa chú cũng không quan trọng. Đây là một thi thể cấp tiên, nếu như xảy ra thi biến thì đám bùa chú đó cũng chẳng có tác dụng gì, quá lắm thì chúng chỉ có thể giúp giảm bớt khí uẩn hiển lộ, dù sao bên trong đế đô vẫn còn có rất nhiều kẻ gây rối. Cơ Ngân, ta nhờ ngươi một chuyện. Linh Lung vừa tiếp tục dán bùa vừa đột nhiên nói. Thật ra, chữ nhờ này khiến cho Triệu công tử cảm thấy rất không quen. Ngày bình thường Linh Lung làm gì có chuyện mở miệng nhờ vả hắn. Nếu như tâm tình không tốt thì cứ trực tiếp treo hắn lên cây là được. Nếu như ta trở thành ngụy bí giả thì ngươi phải giết ta. Một lúc sau thì Linh Lung mới nói hết câu. Cô ta là thống soái ám ảnh, cũng là đồ nhi của Hồng Uyên. Cô ta không muốn trở thành món vũ khí giết người của kẻ khác, điều này sẽ làm nhục thanh danh của sư tôn. Tuy cô ta không tự nhận mình là người lương thiện nhưng cô ta cũng không muốn tay mình nhuộm máu của người vô tội. Được. Linh Lung nói rõ ràng, Triệu Bân cũng trả lời một cách rõ ràng. Nếu như có một ngày Linh Lung thật sự trở thành ngụy bí giả thì hắn sẽ tự tay giải thoát Linh Lung. Vật này, người giữ đi. Sau khi dán xong bùa chú, Linh Lung lại lấy ra một vật đưa cho hắn. Đó chính là một lệnh bài màu vàng, phía trước có khắc một chữ ám, phía sau có khắc một chữ ảnh. Lệnh bài này trong cả đại hạ không thể tìm ra cái thứ hai bởi vì nó chính là lệnh bài của thống soái quân ám ảnh, chỉ cần có nó thì lúc nào cũng có thể điều động quân ám ảnh đại hạ. Thân cũng là một thành viên của quân ám ảnh, Triệu Bân tất nhiên nhận ra lệnh bài này. Nếu như ta chết hoặc gặp bất trắc thì thống soái ám ảnh tiếp theo sẽ là ngươi. Linh Lung chậm rãi nói, ánh mắt cô ta nhìn Triệu Bân chưa bao giờ trịnh trọng và chân thành hơn hôm nay. Sư tổ đang có ý sắp xếp chuyện hậu sự cho mình sao? Bất kỳ người nào đã trúng ma chú đều có thể trở thành ngụy bí giả. Người lại tin tưởng ta như thế sao? Triệu Bân ho khan một tiếng nói. Chỉ một tấm lệnh bài này cũng có ý nghĩa rất trọng đại, nếu hắn thật sự là thánh tử Thiên Tông thì không sao nhưng hắn không phải là Cơ Ngân. Sau này nếu như hắn vì chuyện với Tử Y Hầu mà trở mặt với đại hạ thì chuyện này sẽ trở nên rất khó khăn. Tín Linh Lung cười nói, không nghi ngờ hắn một chút nghe thấy lời này Triệu Bân chỉ có thể im lặng, thậm chí hắn còn có chút kinh ngạc, nếu không phải cực kỳ tin tưởng thì Linh Lung đã không giao lệnh bài thống soái ám ảnh cho hắn, chẳng lẽ trước giờ hắn đã đánh giá thấp chính mình, đánh giá thấp giá trị sự tồn tại của hắn ở đại hạ rồi sao? Không ngờ hắn lại được đề nhị Hồng Uyên đánh giá cao như vậy. Nghĩ một lúc thì hắn vẫn nhận lấy lệnh bài. Trước hết cứ nhận lấy đã, sau này nếu Linh Lung muốn thu hồi thì hắn sẽ trả lại. Sau khi ngươi đọc xong bí quyển này thì hãy tiêu hủy nó. Linh Lung lại đưa cho hắn một bí quyển khác, một bí quyển rất lớn trải dài mấy chục trượng, không phải công pháp cũng không phải bí thuật nhưng bên trên có khắc chữ dày đặc. Nói chính xác thì đó là những cái tên, chính là tên thành viên của quân ám ảnh. Cái tên đần tiên chính là Cơ Ngân hắn. Ngoài ra còn có Long Phi, Sở Vô Xương, Mục Thanh Hàn, Thanh Giao, Lâm Tà, Tô Vũ, Mặc Đao, Hàn Tuyết. Ngay cả Liễu Như Nguyệt cũng có trong số đó. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng không biết rằng Linh Lung đã có thể thiết lập một mạng lưới tình báo khổng lồ như vậy chỉ trong một năm, hơn nữa còn quyết tâm dùng đám tiểu bối dần dần thay thế toàn bộ những thành viên của thế hệ trước, bởi vì thế hệ quân ám ảnh trước vẫn còn tiềm tàng không ít nội gián. Nhớ cho kỹ. Quân ám ảnh có nhận biết được lẫn nhau không? Không biết. Điều này thì ta tin. Triệu Bân hít một hơi thật sâu rồi không nói gì nữa. Trong quân ám ảnh có cả Mục Thanh Hàn, Thanh Giao và Lâm Tà nhưng cho đến nay hắn cũng không biết những người bạn này của hắn cũng là thành viên của ám ảnh. E rằng ngoài Linh Lung ra thì bây giờ hắn là người duy nhất trong cả đại hạ biết được danh sách đầy đủ này. Ngẫm lại thì cũng đúng,
lệnh bài thống soái đã được trao cho hắn cho nên hắn cũng cần biết về danh sách này. Linh Lung lại đi chỗ khác. Cô ta là người rất kính trọng trưởng bối, cô ta đi lấy lư hương để thắp cho sư thúc một nén hương. Có rất ít người biết vị ân sư đầu tiên của cô ta không phải là Hồng Uyên mà chính là Hồng Tước, theo một ý nghĩa nào đó thì cô ta đối với Hồng Tước lại càng thân thiết hơn đối với Hồng Uyên, là loại thân thiết giống như người trong nhà. Triệu Bân chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tập trung ghi nhớ danh sách. Đương nhiên hắn vẫn đang chờ đợi Hoàng Phi cùng Tứ Đại Pháp Sư trở về, hắn nhất định phải soát ra được ký ức của Khô Sơn Lão Quỷ. Ngoài ra hắn cũng đang chờ tin tức từ Tần gia, tin tức của Tử Y Hầu và Vân Phượng, nếu như hai người đó ra ngoài thì hắn sẽ không chút do dự chạy đi ám sát. Địa cung lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Triệu Bân cùng Linh Lung đều đang tập trung suy nghĩ cho nên không hề phát hiện ra trong địa cung đã xuất hiện động tĩnh khác thường. Khô Sơn Lão Quỷ đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt đảo từ bên này sang bên kia rồi lại nhắm nghiền, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị. Từ đầu đến cuối, cả hai người đều không để ý. Bọn họ đã đánh giá thấp sự tà hồ của Ngụy Bí Giả, kẻ thi chú có thể điều khiển tâm trí của bọn họ cho nên cũng có thể thông qua tầm mắt của bọn họ để nghe ngóng chuyện tứ phương. Triệu Bân ở lại 3 ngày. Trong 3 ngày này hắn chưa từng bước ra khỏi địa cung một bước. Còn Linh Lung thì đã ra ngoài vài lần, cô ta đang tìm kiếm một người tên là Triệu Bân, một nhân tài có năng lực khiến cho người chết sống lại. Nhưng cho đến nay cô ta vẫn không tìm được tin tức gì. Hoàng Phi này cũng lạ, đã nói với cô ta chuyện của Hồng Tước nhưng vẫn không nói cho cô ta chuyện của Triệu Bân, hại cô ta phải tìm kiếm vất vả mà không biết người cô ta cần tìm đang ở ngay trước mặt đọc danh sách. Nếu như có thời gian như vậy thì chi bằng bớt thời gian ngó xem tòa thạch thất kia một cái, có rất nhiều bảo bối mốc meo ở bên trong đó đang cần mang ra phơi nắng kìa. Theo lý mà nói thì lần này hắn đã lập công. Hắn đã đưa Hồng Tước trở về, có phải nên thưởng gì đó cho hắn không nhỉ? Nếu ta là Ngụy Bí Giả, chúng nó đều sẽ là của ngươi. Linh Lung lại bái tế Hồng Tước, có vẻ cũng đã đoán ra được suy nghĩ của người nào kia. Muốn thì cứ cho thôi. Chỉ có điều không phải là bây giờ, vì biết đâu lần này cô ta sẽ được giúp đỡ, dù sao cũng phải có suy nghĩ tích cực, chưa đến giờ phút sinh tử thì ai cũng muốn được sống tốt. Vậy thì ngại quá. Triệu Bân nghe xong thì cười hớn hở. Linh Lung liếc hắn một cái, kỳ lạ thật, ai kia siêu quần nổi bật mà chẳng bao giờ bị chúng bùa chú nhỉ. Hay là do da mặt quá dày nên người thi chú không thèm để mắt đến. Bù. Một lúc sau, cửa thạch thất mở ra. Vì cơ ngân đã lập được công, Linh Lung vẫn quyết định để hắn vào trong chọn một món. Đương nhiên Triệu Bân cũng không khách sáo, hắn quan sát cả buổi mới lấy một cái chuông lớn màu vàng kim. Linh Lung thấy vậy thì bất giác bụng ngực. Tên nhóc này không hề ngu ngốc, bao nhiêu là bảo bối nhưng chiếc chuông lớn đó là đáng giá nhất, đó là thứ sư tôn cho cô ta một vật cực kỳ mạnh, vật liệu đúc nên nó cũng không hề tầm thường. Sau khi nhìn thấy cái tên cuối cùng, Triệu Bân đã nốt danh sách. Dưới ánh trăng, hắn ra khỏi địa cung. Trước khi đi, tên này còn mang theo cả Hồng Tước của đại hạ, là ý của Linh Lung. Vẫn là câu nói đó, bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể trở thành Ngụy Bí Giả, nếu để tiên thể của Hồng Tước ở chỗ của cô ta lúc này thì thật sự không thỏa đáng, còn đặt ở chỗ của cơ ngân. Như thế có vẻ an toàn hơn. Khô Lâm Lão Quỷ cũng ở lại địa cung. Triệu Bân đợi đến 3 ngày, vẫn không thấy Hoàng Phi và Pháp Sư quay lại. Hắn không chờ nổi nữa nên phải về Thiên Tông xem thử, phải đi thăm mấy người bạn tốt của hắn, đặc biệt là những người đã bị chúng ma chú ám hắc kia. Vào đêm, nhà nhà lên đèn, ánh sáng trải khắp nơi. Đế đô không hề thay đổi, vẫn là một đế đô phồn hoa như gấm. Triệu Bân như một du khách, khoác áo choàng đen, tay cầm theo vò rượu, xen lẫn giữa dòng người, nhấp hết ngụm này đến ngụm khác. Hắn không nói lời nào, chỉ thoáng liếc nhìn vào trong bóng tối. Từ khi ra khỏi phủ Linh Lung, hắn đã cảm nhận được một đôi mắt đang âm thầm theo dõi mình, đối phương như bóng ma, khó mà truy tìm tung tích. Hắn không biết đối phương thuộc về phe nào, có thể là sát thủ của các nước, có thể thích khách của La Sinh Môn, hoặc là Ngụy Bí Giả. Lúc Triệu Bản xuất hiện trở lại, người đã ở Thiên Tông, có trưởng lão đang đợi Triệu Bân, hay nói cách khác là Dương Huyền Tông đang đợi hắn, lúc hắn đến nơi ở trưởng giáo, Dương Huyền Tông đang ngồi trong định nghỉ mát đun trà. Chào sự bá, Triệu Bân chắp tay chào. Không cần đa lễ, ngồi đi, Dương Huyền Tông cười hiền hòa. Triệu Bân không nói nhiều, chỉ đưa ra một tia căn nguyên,
đưa vào trong cơ thể Dương Huyền Tông. Khoảng vài giây sau, căn nguyên đã tan biến, chú ấn vẫn còn, đúng thật là một vết nứt tham ăn, không hề khách khí. Sư thúc Linh Lung đã nói cho ta nghe về ngụy bí giả rồi. Dương Huyền Tông hít một hơi thật sâu, đến lúc này, ông ta vẫn không thể nào tin nổi. Chính ông ta đã đánh giá thấp thực lực kẻ thi chú nên mới đẩy bọn họ vào tình trạng bế tắc thế này, phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng, nếu không nhờ Cơ Ngân mang theo bí mật trở lại thì đến giờ bọn họ vẫn còn chưa biết gì. Sẽ tìm được người thi chú thôi. Triệu Bân cầm ấm trà, rót đầy ly cho Dương Huyền Tông. Nhưng hắn nói câu đó có phần không tự tin cho lắm. Thế giới rộng lớn như thế, đông người đến vậy, biết tìm người thi chú ở đâu? Căn nguyên của hắn có khả năng cảm nhận, nếu muốn dựa vào đó để tìm ra hung thủ, hắn có vẻ vẫn còn thiếu chút đạo hạnh. Đối phương thi triển được chú ấn cấp bậc kia thì sao có thể không dùng thủ đoạn để che giấu? Còn về Khô Lâm lão quỷ, vì lão ta có liên quan đến rất nhiều bí tân, phải soát hồn mới biết được là có thể phát hiện ra dấu vết gì hay không, chuyện này vẫn còn là ẩn số. Người phải giữ kỹ vật này. Dương Huyền Tông vừa nói, vừa lấy ra một tấm lệnh bài, là lệnh bài trưởng giáo thật sự. Nửa đêm, ông ta tìm Cơ Ngân không phải là để uống trà, nói chuyện phiếm mà vì muốn dặn dò chuyện sau này, như Linh Lung, ông ta cũng có khả năng trở thành ngụy bí giả bất cứ lúc nào, có vài việc chuẩn bị trước thì vẫn tốt hơn. Chuyện này, Triệu Bân ho khan một tiếng rồi nhận lấy lệnh bài trưởng giáo. Lỡ ta chết hoặc gặp bất trắc thì ngươi sẽ là trưởng giáo đời tiếp theo của Thiên Tông, Dương Huyền Tông nói với vẻ khá trịnh trọng. Trong lời nói còn toát ra uy nghiêm của bậc trưởng bối, việc bàn giao hiện tại không phải trò đùa, quyền lực đi đôi với trách nhiệm, có được nó thì đồng nghĩa với việc gánh vác nghĩa vụ. Triệu Bân im lặng, Linh Lung xem trọng hắn là thật, nhưng hắn không ngờ đến Dương Huyền Tông cũng tin tưởng mình vô điều kiện, cả hai người họ đều gửi gắm toàn bộ những gì mình có cho hắn. Còn hắn lại có chút không chân thành, đến giờ vẫn còn có chuyện che giấu họ. Nếu nói ra thân phận thật của mình, không biết Linh Lung và Dương Huyền Tông sẽ có cảm nghĩ gì. Không biết hắn đã xuống núi lúc nào. Trong khoảng thời gian đó, Triệu Bân liên tục nhìn nhẫn ma, nhìn lệnh bài ám ảnh rồi lại trông sang lệnh bài trưởng giáo. Mặc dù hiện tại không phải là thống soái của ám ảnh, cũng không phải là trưởng giáo Thiên Tông nhưng nếu chỉ xét về quyền lực, hắn đã ở phía trên Từ Yêu rồi. Từ Yêu chỉ có thể điều động hoàng bài thân phận, không chỉ có thể sai phải ám anh mà còn có thể điều động Thiên Tông. Triệu Bân nghĩ đến đấy thì bất giác ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Có nên nhân lúc trời vẫn còn tối mà đến hoàng cung đạo một vùng không? Đến tìm Long Chiến tâm sự, biết đâu chừng ông ta cũng có gửi gắm cho hắn, chẳng hạn ngọc tỷ truyền ngôi đá muốn gì hay là quốc khế của đại hạ. Nghĩ tới mơ lui một hồi, hàng này nở nụ cười thỏa mãn. Cười gì thế? Một giọng nói đột ngột vang lên, không biết Mục Thanh Hàn từ đâu chui ra, nàng ta nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, có chuyện gì vui mà lại cười sung sướng thế kia? Không có gì, Triệu Bân làm mặt nghiêm túc. Chẳng biết vì sao, khi nhìn thấy Mục Thanh Hàn, hắn liền có một suy nghĩ rất kỳ lạ. Ý nghĩ gì đây? Đó là lấy lệnh bài ám ảnh ra, mệnh lệnh sư tỷ đấm lưng, bóp vai cho mình. Dù gì Mục Thanh Hàn cũng là người của ám ảnh. Nhìn thấy lệnh bài chẳng khác nào đang đối mặt với Linh Lung. Ngẫm lại thì không nên. Hắn là chính nhân quân tử, tốt nhất nên bớt làm mấy chuyện không võ đức đó. Hiếm khi gặp được nhau, hai người họ cùng nhau lên đỉnh Tử Trúc. Sau bao ngày hắn vắng mặt, núi Tử Trúc vẫn vậy nhưng có vẻ sư phụ Vân Yên đã thay đổi, mái tóc xanh trong ký ức giờ đã bạc trắng như tuyết, cũng không biết là do công pháp hay là vì quá đau buồn vì mất người thân mà lại bạc đầu chỉ sau một đêm. Chắc có lẽ là vì đau buồn. Khuôn mặt Vân Yên cũng tiểu tụy đi không ít, thậm chí còn hơi mơ màng, Triệu Bân và Mục Thanh Hàn đều đến trước mặt rồi nhưng cô ta vẫn còn ngồi một mình ngẩn ngơ dưới gốc cây. Sư phụ! Mục Thanh Hàn tiến lên trước, khẽ gọi. Lúc này Vân Yên mới giật mình, nhìn thấy hai đồ đệ, đặc biệt là Triệu Bân thì cô ta liền nở nụ cười dịu dàng. Trên núi quá quạnh quẽ, sư phụ nên xuống núi dạo phố một chút đi, Triệu Bân mỉm cười và nói. Quạnh quẽ một chút cũng tốt, vắng vẻ thì lòng sẽ được yên tĩnh. Ở một mình lâu ngày sẽ bí bách đến sinh bệnh, ta. Đi nấu cơm. Triệu Bân vẫn chưa kịp nói hết câu là đã bị Mục Thanh Hàn đẩy ra. Triệu công tử cười gượng gạo rồi đi vào bếp. Mục Thanh Hàn ở phía sau cầm một tấm gương, đặt dưới gốc cây rồi lấy lược gỗ ra, chải tóc lại cho Vân Yên.
Từ khi tiền bối Vân Thương Huyền Tử trận ở Bắc Cương, dường như sư phụ chưa từng rời khỏi đỉnh Tử Trúc, vì quá đau buồn nên sư phụ bơ phờ hẳn đi, tóc chẳng những bạc trắng mà còn rối bời, không giống chủ nhân của đỉnh chút nào, với thân phận là đồ đệ, nàng ta thật sự cảm thấy đau lòng. Bữa tối nhanh chóng được chuẩn bị xong. Tay nghề của Triệu công tử đã tiến bộ rất nhiều, thức ăn vừa thơm vừa ngon, hương vị đậm vị nói tóm lại, không khí rất ấm cúng. Sau bữa cơm, Vân Yên về phòng sớm hồi lâu sau vẫn còn có thể nghe thấy tiếng xích sắt kêu leng keng, cô ta lại tự xích mình lại và sự khi mộng du lại đi lung tung, chạy lung tung cùng không sao nhưng nếu làm người khác bị thương đó đúng là tạo nghiệp. Buổi tối phải ngoan ngoan một chút đấy. Trước khi về phòng, Mục Thanh Hàn liếc Triệu Bân một cái. E rằng chỉ có mỗi Triệu Bân mới hiểu được câu nói đó, nhớ lại cái đêm ai kia lẻn vào phòng nàng ta, hắn còn có mặt mũi hỏi nàng ta vì sao lại ngủ nút nữa. Người quản ta mặc quần áo hay không à? Lưu manh. Chậc. Triệu Bân không ừ hử, đóng chặt cửa phòng. Sau đó, hắn liền lấy cái chuông vàng lớn ra, đồ của Linh Lung đúng là không tầm thường. Chuông vàng là thứ rất lợi hại, thích hợp dùng để đập kẻ khác. Nếu hắn đoán không nhầm, vật liệu dùng để đúc nên là liệt dương kim huyền thiết, không có bán trên thị trường. Răng rắc. Tiếng kim loại vỡ nát vang lên ngay sau đó. Tên phá gia kia đã đập vỡ chuông vàng, tinh luyện ra tinh túy, tất cả đều được hấp thụ vào trong kiếm Long Uyên. May mà Linh Lung không có ở đây, cũng hên là Linh Lung không biết, nếu không hắn nhất định sẽ bị ta sẽ mắng cho một trận, bảo vật của sư phụ thưởng cho cô ta mà mới ngoảnh đầu đi là đã bị tên này đập vỡ mất. Hắt xì. Cứ đến đêm khuya thanh vắng là Triệu công tử lại không khỏi hắt xì. Cứ đến đêm khuya thanh vắng là lại có rất nhiều người xúm vào mắng hắn. Vù vù. Khi Long Uyên được hấp thu tinh túy của chuông vàng, nó rung lên dữ dội. Từ lúc kiếm này rèn thành công, nó đã đi theo Triệu Bân hưởng phước, hấp thụ không biết bao nhiêu tinh túy, bây giờ hấp thu thêm liệt dương kim huyền thiết, tăng trưởng tới cấp bậc trong tiếng kiếm ngân cũng mang theo kiếm ý, chém lên tường tạo ra vô số vết nứt. Khá lắm! Mắt Triệu Bân sáng rực, hắn càng luyện càng hăng hái. Long Uyên đang lột xác, từ từ tách rời lớp vỏ bên ngoài. Tuy là chủ nhân của nó nhưng Triệu Bân vẫn cảm thấy rất sắc bén và bá đạo của thanh kiếm, đặc biệt là độn giáp thiên tự bên trên, mỗi khi Long Uyên biến đổi, đống chữ này đều tự thức tỉnh như có sinh mạng, có thể gia tăng kiếm uy. Vẫn như trước đây, Diệu Ngữ lại tự ra ngoài. Cô ta giống như một khối băng đang yên tĩnh dịu dàng, ngồi im không động đậy, thỉnh thoảng còn ngước mắt nhìn sang Triệu Bân với vẻ đơ cứng, cũng chỉ có lúc đó, cô ta mới để lộ được chút cảm xúc của con người. Hả? Lúc đang rèn luyện, Triệu Bân bất giác nhìn xuống, đập vào mắt hắn là một luồng khí màu đen đang chui ra khỏi cơ thể mình. Là chân khi thái âm, hắn chưa triệu hồi mà nó đã tự xuất hiện như thể cũng có lệnh hiền, sau khi chui ra khỏi cơ thể hắn, nó lại chui vào người của Diệu Ngữ, mọi việc diễn ra quá nhanh, làm hắn phải để mặt ra. Nghĩ kê lại cũng không khó để nhận ra vấn đề. Có vẻ như thuộc tính của luồng chân khí thái âm này phù hợp với Diệu Ngữ hơn, chân khí thái âm thuộc cực âm. Diệu Ngữ là xác sống, cũng thuộc âm, vậy chẳng phải rất thích hợp sao? Ít ra thì cũng hợp hơn so với hắn. Từ khi có được huyết mạch, khí huyết của hắn đã là chí cương chí dương, xét ở một mức độ nào đó, thứ này của hắn sẽ tương khắc với chân khí thái âm, nên giờ chân khí thái âm đã chọn Diệu Ngữ, đối phương cũng xem như là chỗ tốt cho nó. Hắn không nhìn nữa mà tiếp tục rèn luyện tinh túy. Sáng sớm, trời vẫn còn chưa sáng là khói bếp đã nghi ngút trên đỉnh Tử Trúc. Lúc Triệu Bân và Mục Thanh Hàn ra khỏi phòng, một bóng người đang tất bật trong gian bếp, là sư phụ Vân Yên. Hai người họ bất giác liếc mắt nhìn nhau, từ khi họ trở thành đệ tử của Tử Trúc, hình như đây là lần đầu tiên Vân Yên vào bếp nấu cho họ ăn một cách đúng nghĩa. Rửa mặt rồi ăn cơm thôi, Vân Yên khẽ cười và nói. Bữa sáng này hơi kỳ lạ. Hay nên nói là hôm nay Vân Yên quá dịu dàng, cô ta không ăn gì mà chỉ mải gắp thức ăn cho đồ đệ. Mục Thanh Hàn còn đỡ. Nhưng Triệu công tử lại cảm thấy không quen. Nếu là trước đây, việc sư phụ gắp thức ăn cho hắn thì sẽ là một điềm báo không lành. Mỗi động tác đều như đang ám chỉ, ăn đi, ăn nhiều một chút, ăn xong thì sư phụ sẽ treo ngươi lên cây. Đương nhiên hôm nay không có màn treo lên cây cổ lệch. Với thực lực bây giờ của Triệu công tử thì xác suất Vân Yên bị treo lên cây là cao hơn. Hôm nay, Vân Yên quyết định đi. Cô ta đã nghe theo lời của ai kia nên xuống núi dạo, cứ ở một mình trên núi thì sớm muộn gì cũng sinh bệnh,
thế giới rộng lớn như vậy, cô ta phải đi xem thử. Trước khi đi, cô ta còn lần lượt ôm hai đồ đệ. Sao cứ cảm thấy sư phụ có chút kỳ lạ, Mục Thanh Hàn khẽ nói. Có hơi hơi, Triệu Bân cúi đầu, ngửi cánh tay, ừm. Rất thơm. Sư phụ đã đi rồi, sư tỷ cũng phải đến bí phủ tu hành, lúc đi, nàng ta còn lườm Triệu Bân một cái, ôm sư phụ ngủ chẳng phải càng thơm hơn sao. Da mặt Triệu Bân dày nên xem như không có chuyện gì xảy ra. Hắn không đi mà quay về phòng tiếp tục tôi luyện Long Uyên. Mấy ngày sau đó, hắn không hề ra khỏi Thiên Tông và cũng không ra khỏi phòng, hắn đang tôi luyện vũ khí và cũng là đang âm thầm chờ đợi, đợi Vân Phượng, đợi Tử Y Hầu, đợi Hoàng Phi, đợi cả tin tức của Tần gia. Ở một mình trên núi thật sự rất yên tĩnh. Nhưng mấy ngày này phía linh đan các của Thiên Tông lại không hề yên tĩnh, luyện đan sư liên tục ra vào, cách 3, 5 ngày là lại có thể nhìn thấy dị tượng của đan dược luyện thành, nếu như không phải là đan cao cấp thì cũng sẽ không xuất hiện dị tượng. Đến đêm, Triệu Bân lên đỉnh núi, cầm Long Uyên, tĩnh tâm múa kiếm. Không ít người nhìn thấy, phần lớn đều là các lão tiền bối, họ đứng trên các đỉnh núi quan sát, không ngừng suýt xoa. Tên nhóc kia đúng là yêu nghiệt, khả năng lĩnh ngộ kiếm đạo đã đạt đến cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Vèo. Trong những tiếng cảm thán, một tia sáng bên phía linh đan các phóng lên cao, tạo ra dị tượng ma mị trên vòng trời, mùi đan hương đậm đặc lan tỏa khắp Thiên Tông khiến rất nhiều người chú ý. Đã là viên thứ mấy rồi? Mấy lão già đó kinh nghiệm thật đó. Dưới ánh trăng, tiếng bàn tán xôn xao, rất nhiều trưởng lão đã chạy về phía linh đan các, đan dược cao cấp rất hiếm thấy, nếu như linh đan các muốn bán ra ngoài, bọn họ cũng không ngại móc tiền mua, bằng không dùng bảo vật tới đổi. Triệu Bân cũng liếc mắt nhìn. Đúng là đám người của linh đan các rất tận tâm chuyên nghiệp, liên tục luyện ra đan dược cao cấp. Dị tượng nhanh chóng tan đi, nhưng tiếng ồn ào ở phía linh đan các vẫn không hề ngớt, toàn là những người tới mua đan dược. Thế nhưng đan huyền quá keo kiệt, không bán một viên nào. Đan cấp thấp còn được, chứ đan cấp cao thì không có đâu. Vì thế, không ít trưởng lão xa sầm mặt mũi, lúc bước ra còn luôn miệng chửi bới. Ai kia, trưởng giáo tìm ngươi đấy. Không biết là rạng sáng ngày thứ mấy, trên đỉnh Tử Trúc vọng xuống tiếng gào thét. Nghe âm sắc thì là lão Trần Huyền. Khi Triệu Bân bước xuống, ông ta đang ngồi thụp trên mỏm đá đếm ngân phiếu, trông có vẻ như sau khi cửa hiệu lâu đời khai trương, ông ta lại kiếm được kha khá. Lâu lắm rồi không thấy bản mặt ngươi, lão Trần Huyền cất ngân phiếu đi. Nhiều ngày không gặp, ta cũng nhớ thương lắm. Ánh mắt Triệu Bân rất chân thành. Trong lúc nói chuyện còn giơ tay vuốt lão Trần Huyền, sấp ngân phiếu mà ông già kia vừa mới nhét vào lòng bị hắn lấy trộm, tiên thuật trộm cắp đi đâu cũng hữu dụng. Lúng túng ở chỗ lão Trần Huyền hoàn toàn không biết, chăm chăm muốn tìm Triệu Bân đòi hàng nóng, lão già độc thân này luôn phải tìm chút chuyện gì đó để làm vào lúc đêm khuya thanh vắng. Triệu công tử cũng khẳng khái lắm. Hàng nóng tất nhiên là hắn có lúc lão già sâu chữ bát rời đi đã để lại rất nhiều cho hắn, rất được ưa chuộng nhé. Trưởng giáo ở Thiên Trì, lão Trần Huyền bè lại một câu rồi âm hàng nóng chay mét. Sau đó có không ít lão già khác tới cửa hiệu lâu đời. Đồ tốt mà, mọi người phải cùng nhau nghiên cứu chứ. Triệu Bân tới Thiên Trì không phải lần đầu nữa. Tiến vào rồi mới biết, ngoài Dương Huyền Tông, còn có cả Linh Lung. Mấy ngày tới, người cứ tu hành ở đây. Không đợi Triệu Bân hành lễ, Linh Lung đã lên tiếng. Nói xong. Cô ta quăng cho hắn một cái túi nhỏ, bên trong đựng đầy đan dược, toàn là đan bốn vân, quá nửa trong đó là đan bốn vân đỉnh cấp, mùi đan dược thơm ngào ngạt thấm đẫm lòng người. Thế này, không hợp lắm nhỉ? Triệu Bân nói thì nói vậy chứ tay chân không hề rảnh rỗi, nhanh nhẹn đón lấy. Đợi khi nhìn sang mới biết lai lịch của đống đan dược này, đây không phải là đan dược mà đám người đan huyền luyện ra sao? Không ngờ là do Linh Lung mời họ luyện, đan dược luyện ra đem cho hắn hết. Bao nhiêu đan cấp cao, cần tới bao nhiêu nguyên liệu quý hiếm chứ? Đan không khó luyện, khó là ở nguyên liệu luyện đan, nhất là nguyên liệu luyện đan cấp cao, vô cùng khó tìm. Tất nhiên hắn hiểu được mục đích lần này của Linh Lung, là yêu cầu hắn nâng cao tu vi trong thời gian ngắn nhất, tốt nhất là tấn cấp lên chuẩn thiên, bởi vì tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, mà Linh Lung, Dương Huyền Tông và những người khác cũng có thể biến thành ngụy bí giả bất cứ lúc nào. Trong mắt Linh Lung và Dương Huyền Tông, cơ ngân sẽ phải gánh vác trọng trách. Chỉ với tu vi địa tạng, e là hắn sẽ không thể trấn áp được.
hắn đoán không hề sai. Đây chính là mục đích của Dương Huyền Tông và Linh Lung, vì điều này, hai người không tiếc nhân lực, vật lực và tài liệu, tìm kiếm nguyên liệu luyện đan để cho ra đan cấp cao, nâng cao tu vi của Cơ Ngân. Thực lực của hắn càng mạnh thì họ càng có thêm đảm bảo. Hai người cũng không nấn ná quá lâu, quay người đi luôn. Ở phía sau lưng, Triệu Bân cười gượng với vẻ ngượng ngùng. Lần này hắn ngượng thật, thầm nghĩ, phải chăng nên tìm thời điểm nào đó nói rõ thân phận với họ, tránh sau này họ sẽ chửi bới. Chuyện của ngày sau thì để ngày sau tính. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, nuốt một viên đan dược. Sau đó công pháp lưu chuyển, dược lực nhanh chóng trải đều khắp cơ thể. Không ai quấy rầy hẳn, bên ngoài thiên trẻ có không ít trường lâu chấn giữ, toàn là cao thủ chuẩn thiên còn do Hắc Huyền và Bạch Huyền dẫn đầu. Nói thật lòng, họ chẳng thích làm công việc này tí nào, nhất là canh của cho Cơ Ngân, có vết xe để lúc trước, tên tiểu tử này không thành thật, chưa biết chừng hắn sẽ chuồn mất không thấy tăm tích. Thế nhưng Linh Lung đích thân hạ lệnh, không chấp hành mà được à. Xôm rốp, xôm rốp. Trong thiên trì, âm thanh này thỉnh thoảng lại vang lên. Là người nào đó đang ăn kẹo, à không phải, hẳn là đang ăn đan dược, ăn nhiều nên cứ như ăn kẹo ấy, làm hai lão Hắc Huyền và Bạch Huyền cảm thán không thôi, ngưỡng mộ vô cùng. Thời chúng ta còn trẻ, sao không có chuyện tốt như thế này nhỉ? Đừng nhắc nữa, nói nhiều chỉ thấy đau lòng thôi. Hai người liên tục thở dài. Ngẫm kỹ lại, khi họ ở tầm tuổi như Triệu Bân, chuyện tốt chẳng bao giờ tới lượt, còn ăn đòn thì chưa lần nào vắng mặt. Ở tầm tuổi này, sở dĩ ra mặt họ dày như thế là vì thời trẻ ăn đòn nhiều đấy. Sư phụ còn tìm một lý do rất hay ho cho họ, ăn đòn, cũng là một kiểu tu hành. Không có so sánh, lấy đâu ra đau thương. Triệu Bân ngồi suốt nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, cứ vài ba ngày Dương Huyền Tông và Linh Lung lại tới. Thấy Cơ Ngân đắm chìm trong việc tu luyện, họ cũng không quấy rầy. Hai người họ cũng không hy vọng quá lớn rằng tên tiểu tử này có thể tấn cấp lên chuẩn thiên, bởi vì căn cơ của Cơ Ngân quá hùng hậu, nhất là hắn còn có huyết thống nghịch thiên nên càng khủng khiếp. Càng là những người như vậy thì càng khó lên cấp, khó hơn những võ tu đạt đỉnh địa tạng mấy lần. Nếu không nhờ có cơ duyên hoặc may mắn, hắn rất khó vượt qua cửa ải này. Họ cũng muốn tìm được nhiều đan dược hơn nữa. Tiếc rằng nguyên liệu luyện đan vô cùng khó tìm. Lại vào đêm, ánh trăng bàng bạc, sao trời lấp lánh. Triệu Bân ngồi thiền gần một tháng trời cuối cùng cũng có chút động tĩnh, cơ thể và võ hồn rung lên bần bật, tiên lực và căn nguyên đan vào nhau, từng luồng khí huyết màu vàng cuồn cuộn trào lên, sinh lực dồi dào khiến hoa cỏ trong thiên trì cũng chịu ảnh hưởng, tươi tốt hơn hẳn. Sắp thăng cấp à, hai mắt Hắc Huyền sáng lên. Còn thiếu chút nữa. Bạch Huyền hít một hơi thật sâu. Nhìn thấy rõ ràng, căn cơ đã đủ rồi, nhưng vẫn còn thiếu cơ duyên. Nhưng trước giờ cơ duyên luôn là thứ khó tìm nhất, có không ít võ tu đạt đỉnh địa tạng tới lúc chết vẫn không gặp được, dù chỉ thiếu nửa bước thôi, giống như bị trời phạt vậy, làm thế nào cũng không vượt qua nổi. Bao nhiêu đan dược như thế mà vẫn không vào nổi cảnh giới chuẩn thiên, Hắc Huyền chặt lưỡi lầm bầm, nếu là những võ tu khác, e rằng đã tấn cấp từ lâu rồi. Hắn đâu phải người bình thường. Bạch Huyền vuốt râu, căn cơ mạnh như thế, muốn tấn cấp đâu có dễ. Dùng lẽ thường để đánh giá một yêu nghiệt nghịch thiên, hiển nhiên là không phù hợp. Chắc hẳn có thể nhìn thấy cánh cửa chuẩn thiên rồi. Nếu đến cả cửa cũng không nhìn thấy mới là nhảm nhí đấy. Hai lão già cứ gì già gì dầm, cũng quan sát rất kỹ càng. Triệu Bân nhíu chặt hàng lông mày. Đan dược dù nhiều, nhưng hắn vẫn không thể tiến vào cảnh giới chuẩn thiên. Nhưng hắn cũng đã trông thấy cánh cửa chuẩn thiên, mỗi võ tu đạt đỉnh địa tạng muốn tiến vào cảnh giới chuẩn thiên sẽ thấy một cánh cửa bảo vệ, hắn đã biết điều này từ lâu rồi, trong huyền môn thiên thư cũng nhắc đến nhiều lần. Thế nhưng, hắn không trông thấy một cánh cửa, mà tận ba cánh cửa. Đúng vậy, là ba cánh cửa sau nguy nga hơn cánh cửa trước, cũng mờ mịt hơn hẳn, nằm gọn giữa mông lung, thỉnh thoảng có cảm giác giơ tay ra là chạm tới, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy xa vời như một giấc mơ. Sao lại là ba cánh cửa, Triệu Bân sững sờ. Trong huyền môn thiên thư có viết, địa tạng đỉnh cao muốn tiến vào cảnh giới chuẩn thiên đa phần phải đi qua một cánh cửa, cũng không phải không có người cần hai cánh cửa, đa phần là người mang huyết mạch đặc thù, đã vậy còn là loại vô cùng nghịch thiên. Sở dĩ có tận hai cánh cửa là vì nguyên do huyết mạch. Còn về ba cánh cửa, trong sách không hề nhắc đến. Tới lượt hắn, thật sự xuất hiện cảnh tượng này.
Điều này có nghĩa rằng hắn muốn tiến vào cảnh giới chuẩn thiên phải qua 3 lần cửa mới được. 3 lần cửa, cũng không sao. Nguyệt thần biết rất rõ, truyền thừa của huyết mạch rất bá đạo. Huyết mạch tiên thiên sẽ cần 2 cánh cửa, nhưng nếu là huyết mạch hậu thiên, ví dụ những người thừa kế giữa chừng như Triệu Bân thì phải thêm 1 cửa nữa, đây chính là xiềng xích của huyết mạch hậu thiên. Cũng không sao. Với căn cơ của tên này, đây chỉ là chuyện nhỏ. Đợi khi quay về, cô ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với Triệu Bân về mấy cánh cửa. Sao hả, trông thấy cánh cửa của chuẩn thiên chưa, Hắc Huyền và Bạch Huyền sắp tới, một trái một phải, ngồi thụp bên cạnh Triệu Bân với đôi mắt tròn xoe. Triệu Bân khẽ gật đầu. Thế thì chỉ thiếu 1 cơ duyên thôi, 2 người bét cu vi. Khi 2 người tiến vào chuẩn thiên, có mấy cánh cửa. Triệu Bân cùng ngồi thụp xuống dò hoi 1 cửa, 2 người đồng thanh đáp. Sao, người có 2 của hả? Hắc Huyền hứng thú. 2 cửa là đúng rồi, Bạch Huyền ngắt lời, huyết mạch đỉnh như thế này, thêm 1 cánh cửa cũng hợp tình hợp lý. Ta có, 3 cánh cửa, Triệu Bân ho khan 1 tiếng. 3 cửa, 2 lão già kia nhướng mày đầy ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau, từ thái độ của đối phương cũng nhìn ra được 2 chữ mờ mịt. Sao lại có 3 cánh cửa chứ, chưa nghe thấy bao giờ? Không phải chứ. 2 cánh cửa thì ta hiểu được, 3 cánh cửa nghĩa là sao? Chẳng phải vì da mặt dày quá nên được thưởng thêm sao? 2 lão già cụng đầu vào nhau rì rà rì rầm hồi lâu. Rì rầm tới tận nửa đêm mà không rì rầm ra được điều gì có ích cho Triệu công tử. Ai bảo tên này không phải người thường chứ, tất nhiên cũng không đi con đường bình thường rồi. Thông thường, nếu có thể tạo ra võ hồn địa tạng đỉnh cao thì sẽ trở thành cao thủ chuẩn thiên, nếu mở ra đan hải ở đỉnh cao địa tạng cũng được coi là chuẩn thiên rồi. Nhưng tên này thì khác. Từ rất lâu về trước hắn đã mở đan hải và tạo ra võ hồn. Thế nên mới nói, từ rất lâu về trước hắn đã không có đặc quyền này. Bây giờ hắn sở hữu võ hồn và đan hải cấp địa tạng, trước đó đã đi con đường không bình thường thì phải quay về chính đạo mới được. Cùng với đó thì độ khó khi tấn cấp sẽ lớn hơn rất nhiều, thêm cả huyết thống nghịch thiên thì càng lớn hơn. Còn về cánh cửa thứ 3, thực sự làm người ta thấy khó hiểu, họ cũng chưa từng nghe các lão bối nhắc tới chuyện này. Chắc hẳn Cơ Ngân là kẻ phá lệ đầu tiên. Chuyện gì thế nhỉ? Triệu Bân khoanh tay, trầm tư suy nghĩ. Theo hắn thấy, vấn đề vẫn nằm ở huyết mạch, bởi vì nó quá nghịch thiên đến độ mọc thêm 1 cánh cửa, hay cũng có thể do căn cơ của hắn quá hùng hậu, công pháp tu luyện quá mạnh mẽ, mới có thêm độ khó. Ngoài ra, hắn mở đan điền, tạo võ hồn, phế thể trùng tu. Vân vân, tất cả nguyên nhân này đều có khả năng. Không ai cho hắn 1 đáp án khẳng định. Nếu Nguyệt Thần vẫn ở đây, chắc chắn có thể cho hắn 1 lời giải thích hoàn hảo. Nhắc đến Tú Nhi, sao lại thấy nhơ nhớ cô ta nhỉ? Tuy thường xuyên lừa người ta, phần lớn thời gian không biết thể diện là gì, nhưng đối xử với hắn cũng rất tốt. Lão Phu hiểu rồi, Hắc Huyền vỗ đùi. Là vì nguyên cớ làm sao, không chỉ Triệu Bân mà cả Bạch Huyền cũng phải nhìn sang. Chắc là về vấn đề nhân phẩm đấy. Dưới ánh trăng, Triệu công tử ra khỏi thiên tri, không thấy Hắc Huyền với Bạch Huyền ra ngoài là vì sao nhỉ? Chẳng phải vẫn còn là lưng trên cây sao? Cơ Ngân, mụ nội người chứ? 2 lão già chửi mắng rất nhiệt tình, nhất là Bạch Huyền, bởi quá oan uổng. Mấy câu đó do Hắc Huyền nói mà, liên quan gì tới ông ta đâu? Theo lời Triệu công tử thì người chứng kiến cũng có phần, hắn đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, trùng hợp ghê, đêm nay hợp người hợp cảnh. Lúc đi hắn còn không quên khoáng sạch đống tiền tài của 2 lão già này, Rất nhiều thứ bổ mắt đó. Ở góc ngoặt của ngọn núi, Triệu Bân đụng phải người quen, Long Phi. Mẫu hậu đã về rồi, Long Phi không phí lời, cô ta tới Thiên Tông để tìm Cơ Ngân. Cuối cùng cũng về rồi. Triệu Bân co giò, soạt 1 tiếng đã mất tăm mất tích. Sau lưng hắn, Long Phi vô cùng bối rối. Ý gì đây, gặp mẫu hậu ta còn thân thiết hơn cả ta sao? 2 người xuất hiện lần nữa đã là ở Hoàng Cung. Bên dưới tẩm cung của Hoàng đế có 1 tòa địa cung khổng lồ, lớn hơn nhiều so với địa cung ở Linh Lung Phủ nhiều. Toàn bộ đại hạ chỉ có nơi này bí ẩn nhất, cơ quan và cấm chế nhiều vô số kể, thậm chí còn ẩn giấu cả 1 tiên trận sứt mẻ. Triệu Bân tới quá vội vàng, suýt chút nữa đụng phải cơ quan và cấm chế. Khi hắn tới nơi, Long Chiến, Hoàng Phi, Linh Lung, Dương Huyền Tông và 4 vị Pháp Sư Hộ Quốc đều có mặt. Ngoại trừ họ còn có Khô Lâm lão quỷ.
Bốn vị pháp sư hộ quốc cũng rất chuyên nghiệp, họ đang dựng tế đàn của soát hồn đại trận. Họ cũng là người chúng bùa chú, trong bốn người đã có ba người chúng chiêu rồi, sao có thể không để tâm. Thấy Triệu Bân tiến vào, bốn người cùng liếc nhìn sang, trong ánh mắt thoáng lộ vẻ áy náy. Ngày hôm đó, vì tin lời nhảm nhí của Ân Minh, họ đã khiến Cơ Ngân sống dở chết dở. Nghĩ lại cũng thấy ngượng ngùng lắm. Sau phút áy náy, gương mặt của bốn người cũng xa sầm đi. Trước đó Cơ Ngân và Ân Minh quậy tung đế đô, phủ đệ của họ bị biến thành một đống đổ nát. Thật lòng mà nói là do Ân Minh gây sự, nhưng chắc chắn tên tiểu tử kia cũng thù dai, nếu không đã chẳng chạy tới phủ đệ của họ. Ôi, toàn chuyện quá khứ cả rồi. Bây giờ tìm ra người hạ chú mới là quan trọng nhất, cứ soát hồn kẻ này trước đã, chưa biết chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Triệu Bân đứng lại, đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt mới hướng về phía Hoàng Phi. Trên người Hoàng Phi có vết thương rất nặng, gương mặt tái nhợt không một chút huyết sắc, thần thái lộ ra vẻ yếu ớt, có trời mới biết chuyến đi này của họ đã gặp phải những gì, có lẽ học thực sự đã đánh một trận với nữ soái là ma, đánh bại thì dễ chứ bắt sống thì khá người khiến bổn cung rất bất ngờ, Hoàng Phi Mim Cu Chi. Có vẻ như Linh Lung đã báo chuyện của Hồng Tước cho bà ấy rồi, chính vì biết nên bà ấy mới chấn động. Hồng tước của đại hạ vốn tưởng đã tan xương nát thịt trong kiếp nạn, hóa ra vẫn còn thi thể nguyên vẹn, lại còn là một thi thể cấp tiên, y là chuyện năm đó thực sự có điều gì khuất tất. Chạy nhanh thế làm gì, Long Phi thở hồng hộc khi tiến vào, trợn mắt lườm Triệu Bân một cái. Tên tiểu tử này tốc độ quá nhanh, đuổi theo suốt cả đoạn đường mà không đuổi kịp. Là do ngươi chạy chậm quá, Triệu Bân không cho là vậy. Thế ngươi không biết đợi ta à? Chẳng phải đang đợi ngươi ở đây sao? Ta, hai người cũng này rất thú vị, bầu không khí đang nghiêm túc bỗng chốc được thêm chút hài hước. Dương Huyền Tông vuốt râu, hai tiểu bối này, càng nhìn càng thấy xứng lứa vừa đôi. Trong suy nghĩ của Linh Lung thì công chúa Đại Hạ và Thánh tử Thiên Tông đúng là trời đất tác hợp. Một cây cải thảo trắng phao đấy. Bốn vị pháp sư hộ quốc tuy không nói gì, nhưng thái độ đã nói thay tất cả. Hoàng Phi chỉ cười chứ không đáp. Nếu Triệu Bân có thể làm con rể của bà ấy thì chẳng còn ai phù hợp hơn được nữa. Đợi lúc nào đó hắn tấn cấp lên thiên võ, ắt hẳn là sự tồn tại vô địch thiên hạ, đồng thời chắc chắn sẽ vượt xa Hồng Uyên của đại hạ. Cả địa cung này chỉ có mỗi Long Chiến xa sầm mặt mũi. Đó là cây cải thảo nhà ông ta cơ mà, dường như sắp bị con heo này ủi mất rồi, nếu tính theo thứ tự trước sau còn là tiểu tam cơ, nghĩ như vậy, làm sao mà không tức chứ? Còn nữa, tên tiểu tử này gõ đầu ông ta một cái, giờ này nghĩ lại còn thấy đầu óc ong ong. Đường đường là hoàng đế đại hạ, lão tử không cần thể diện nữa chắc. Ta lớn hơn ngươi một bậc, gọi sư thúc đi, ở bên này vẫn chưa chịu thôi, Long Phi nghẹn họng bèn lấy bối phận ra hù dọa Triệu Bân. Triệu công tử không sợ chiêu này, gì mà sư thúc chứ? Hắn là đồ đệ của Nguyệt Thần đấy, nếu hắn được tính theo bối phận của Nguyệt Thần thì bất cứ ai có mặt ở đây cũng phải gọi hắn một tiếng. Sư 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 sư. Tổ. Khúc nhạc đệm này tới nhanh mà đi cũng nhanh. Đùa giỡn thì chính sự vẫn phải tiến hành. Không lâu sau đó, bốn vị pháp sư hộ quốc dựng xong tế đàn, mỗi người nốc một hớp rượu, nhét một nắm dược hoàn rồi mới ngồi xuống bốn góc. Thấy bốn người kia ngồi xuống, Triệu Bân cảm thấy toàn thân thiếu tự nhiên, nhớ tới ngày ấy đau đớn xé gan xé ruột, mối thù này hắn vẫn còn nhớ kỹ lắm. Soạt. Dương Huyền Tông phất tay, đưa Khô Lâm lão quỷ lên tế đàn, đặt vào giữa trung tâm. Cao thủ chuẩn thiên này bị khống chế tâm trí, giống như một con rối, ngồi im bất động ở đó, e rằng cũng chẳng biết mình sắp bị soát hồn. Đối với đại hạ mà nói, bắt lão ta tới soát hồn đúng là vô nhân tính. Nhưng vì tìm ra kẻ đã hạ bùa, họ cũng chỉ có thể tìm lối thoát từ chế lâu ta thôi. Khai bốn vị pháp sư hệ quốc đồng loạt thét lên, niệm ấn quyết giống hệt nhau. Trong thoáng chiếc tế đàn rung lên, hoa văn bí ẩn trên đó như sống dậy, từng dòng hoa văn tiến vào cơ thể Khô Lâm lão quỷ, men theo cơ thể làm tại tập trung lại ở mi tâm, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Soát hồn rất đau, nhưng Khô Lâm lão quỷ không hề lộ vẻ đau đớn. Cũng phải, tâm trí bị khống chế rồi, lão ta là con rối sống, tất nhiên không biết đau. Một tấm màn nước nhanh chóng vọt lên. Ai biết thì sẽ hiểu rằng. Màn nước này dùng để tái hiện hình ảnh trong ký ức. Hôm đó họ đã thông qua màn nước ký ức này mà xem bộ phim dài 80 tập, mỹ danh của thanh niên tốt nào đó vẫn còn được lưu truyền rộng rãi tới ngày nay. Không ai nói gì,
tất cả nhìn chằm chằm vào màn nước. Điều khiến đám đông nhíu mày là hình ảnh trong màn nước là một mảng hỗn độn. Triệu Bân rất đồng cảm, bởi nó giống hệt như những gì hắn soát được. Không vội. Đây mới là bắt đầu. Cứ đợi là được, đại trận soát hồn rất bá đạo, chắc chắn có thể tìm ra manh mối, cho dù là một số hình ảnh cũng có thể giúp họ phá cục diện này. Chờ đợi cũng là một kiểu dày vò. Đám đông rất ăn ý, từ đầu đến cuối không nói năng gì, chỉ chăm chú nhìn vào màn nước ký ức, sợ bỏ lỡ hình ảnh nào đó. Ký ức bị xóa hết rồi. Đại pháp sư lầm bầm, nhíu chặt hàng lông mày. Ba vị pháp sư khác cũng lộ ra thần sắc y hệt. Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi thay đổi ấn quyết. Ấn quyết này là cấp độ cao nhất dùng khi soát hồn, không chỉ đơn giản là hư tổn căn cơ. Người bị soát hồn rất có khả năng sẽ mất mạng, nhưng vì ma chú ám hắc và ngụy bí giả can hệ quá lớn, họ không thể. Sau khi ấn quyết thành hình, hoa văn bí ẩn mới cũng được sinh ra, ngưng tụ ở mi tâm của Khô Lâm lão quỷ, tạo ra một ấn chú soát hồn cổ xưa, từng chút xâm nhập vào cơ thể của lão ta. Quỳnh! Đại trận soát hồn ở cấp bậc cao nhất đúng là hữu dụng. Màn nước ký ức rung lên, phản chiếu một hình bóng vô cùng mờ mịt, chính người này đã dùng ấn chú với Khô Lâm lão quỷ. Là ông ta. Tất cả mọi người có mặt ở đó, bao gồm Triệu Bân, hai mắt lóe sáng. Địa cung im lặng đến chết chóc. Tất cả mọi người đều nhìn màn nước ký ức. Hình ảnh hiện ra trên đó tuy vô cùng mơ hồ nhưng họ chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Là ai thế? Quỷ Minh, một trong năm cao thủ thiên võ của đại hạ. Bốn vị pháp sư hộ quốc hừ một tiếng rồi đồng loạt ngừng soát hồn. Tình hình đã rõ ràng, không cần soát thêm, là Quỷ Minh hạ ấn chú, từ đầu đến cuối là tên đó âm thầm gây rối. Muốn cướp quyền thì cứ thẳng thừng mà làm, dùng thủ đoạn hạ đẳng như thế này đúng là mất hết uy nghiêm của cao thủ thiên võ. Dã man đấy. Dương Huyền Tông và Linh Lung hít một hơi thật sâu. Phải biết rằng trong số những người chúng bùa chú có không ít người là đồ đệ và đồ tôn của Quỷ Minh. Với tư cách là lão tổ, vị cao thủ này có vẻ quá tàn nhẫn, đối xử với người nhà mình còn máu lạnh như vậy, đòi nuốt huyết mạch của họ, đòi biến đồ đệ đồ tôn của mình thành những ngụy bí giả không có cảm xúc. Long Chiến im lặng đến đáng sợ, trong đôi mắt lóe lên hàn quang. Hoàng Phi Vũ Linh ở bên cạnh ông ta càng lộ ra sát ý đáng sợ. Long Phi cũng không kiềm được ý muốn giết người. Từ khi biết chuyện ấn chú đến nay, cô ta từng âm thầm liệt kê rất nhiều cái tên, Lão Tổ U Huyền, Đại Tế Ti, Tử Y Hầu, Quỷ Minh, Vô Mi. Bất kỳ ai trong số họ cũng cực kỳ có khả năng. Không ngờ rằng thực sự nằm trong số đó. Chẳng trách nhiều người chúng chiêu đến vậy, Triệu Bân thầm nghĩ. Nếu cao thủ thiên võ quyết tâm dùng thủ đoạn đê hèn thì rất khó tránh. E rằng sư tôn sẽ gặp nguy hiểm. Bàn tay ngọc ngà của Linh Lung siết chặt lại. Sắc mặt cũng trắng bệch. Đâu cần cô ta phải nói, mọi người ở đây đều biết rõ. Ở Triều Long Đại Hạ, một mình ông ta đối đầu với 8 người, không nguy hiểm mới lạ. Bây giờ còn lộ ra việc Quỷ Minh là kẻ hạ chú, tình thế càng thêm khẩn cấp, Quỷ Minh thực sự có thể âm thầm đặt bẫy Hồng Nguyên. Ngoại trừ Quỷ Minh còn có Lão Tổ U Tuyền, Phô Mi Đạo Nhân, kẻ nào cũng ôm tâm tư riêng. Lúc này đây Hồng Nguyên còn sống hay không cũng khó nói đấy. Phải nhanh chóng hạ gục dòng chính của Quỷ Minh. Sau một thoáng trầm ngâm, Dương Huyền Tông cất tiếng như đinh đóng cột. Lời này được đám đông tán thưởng, trước hết cứ bắt người của Quỷ Minh đã, đợi ngày sau làm quân bài để đàm phán, đợi khi Quỷ Minh quay về, nếu có thể loại bỏ được ấn chú cũng tốt, nếu định đấu đá tới cùng, họ cũng không ngại đồng quy vô tận. Lệnh bài. Pháp sư hộ quốc thứ nhất giơ tay, nhìn về phía Long Chiến. Long Chiến không nhiều lời mà đưa lệnh bài cho ông ta. Dù bối phận của Long Chiến khá thấp, nhưng ở đại hạ thì lệnh bài của ông ta hữu dụng nhất, cầm theo lệnh bài này có thể điều động hoàng ảnh vệ của đế đô, Trấn Ma Ti, Ngự Lâm Quân, vào thời kỳ đặc biệt nào đó thậm chí còn điều động được binh lính từ biên quan. Các ngươi chớ manh động, cứ giao cho lão phu. Bến vị pháp sư hệ quốc đi rồi, Sai Phong lẫm liệt, nổi giận đùng đùng. Cũng chính vì đang nổi giận mới muốn đích thân thu phục dòng chính của Quỷ Minh, chẳng vì điều gì cả, chỉ đơn giản. Là Từ Khó Linh Lung và Dương Huyền Tông cũng đâu nhân rồi, đồng loạt đi theo. Đưa ông về đúng là không sai tí nào. Triệu Bân ngồi thụp trước mặt Khô Lâm lão quỷ, nhìn tới nhìn lui. Ý nghĩa tồn tại của ngụy bí giả này không lớn nhưng liên đới rất rộng. Nếu không nhờ có người này, họ cũng không tóm được kẻ hạ chú.
Quỷ Minh chơi rất cao tay, là một kẻ chơi xỏ chuyên nghiệp. Hai ngươi, ra ngoài trước đi, Hoàng Phi khẽ nói. Long Phi vâng một tiếng, sau đó quay người, tiện thể túm theo Triệu Bân. Mậu Hậu và Phụ Hoàng chắc hẳn định nói vài chuyện cơ mật, hiển nhiên họ không nên ở lại đây. Nói gì tới hắn, đến cả Long Chiến cũng nghĩ như vậy. Không chỉ nghĩ như vậy, ông ta còn nhanh chóng liên tưởng linh tinh. Tìm ra kẻ hạ chú cũng được coi như một chuyện đại hạ, hay là làm tí để chúc mừng nhỉ. Cơ Ngân ở lại. Hoàng Phi khẽ mấp máy môi, bổ sung thêm một câu. Được rồi, lời này vừa thốt ra, Long Phi khẽ nhướng mày, Long Chiến còn nhướng mày cao hơn. Ý gì đây, bảo ta và con gái ra ngoài. Không thể nào, ta là chồng của nàng đấy. Rõ ràng Hoàng Phi thương ta hơn. Triệu Bân tuy không nói gì, nhưng thần thái của hắn đã nói hết những gì muốn nói. Lúc này, lưng không mỏi, chân cũng không đau nữa, đến cả phong thái cũng dần tiến vào trạng thái đỉnh cao. Ánh mắt Long Phi khá kỳ lạ, còn sắc mặt của Long Chiến khá âm u. Công chúa vẫn ổn, chứ hoàng đế đã muốn chửi thề lắm rồi. Quỳnh! Hai người vừa rời đi, Triệu Bân đã lôi quan tài ngọc ra ngoài. Tiên thân của Hồng Tước ở ngay bên trong. Hoàng Phi đuổi Long Phi và Long Chiến đi cũng vì muốn xem Hồng Tước thôi mà, hắn nhìn nhận rất rõ ràng. Giấu Long Phi thì ta hiểu được, dù sao cô ấy vẫn còn trẻ. Nhưng Hoàng đế của Triều Long Đại Hạ hình như có quyền được biết. Triệu Bân vừa nói vừa mở nắp của cỗ quan tài. Dù có bùa chú phong ấn, vẫn không đè nén được uy lực của Hồng Tước. Trước khi lão tổ Hồng Uyên quay trở lại, người biết chuyện càng ít càng tốt, Hoàng Phi điềm tĩnh đáp, bà đứng trước quan tài. Không cần xem xét kỹ càng, chỉ liếc mắt đã biết đây là Hồng Tước của Đại Hạ với dung nhan tuyệt thế trong trí nhớ của bà ấy, dù chết rồi vẫn phong hoa tuyệt đại. Người từng nói, bà ấy đã tan xương nát thịt rồi mà, Triệu Bân thì thầm hỏi. Năm đó Biển Cung cũng có mặt đích thân trông thấy, Hoàng Phi khê nhíu mày. Thế thì lạ nhỉ, Triệu Bân khoanh tay, lầm bầm tự hỏi. Dường như không thể nghệ thông suốt được, đến cả Hoàng Phi có mặt năm đó cũng không hiểu huống hề là hắn. Thế nhưng phải khẳng định rằng thiên kiếp năm đó có điều khuất tất, người biết chân tướng ngang cũng chỉ có Hồng Tước thôi. Sư thúc, mong người ở trên trời linh thiêng. Hoàng Phi lẩm bẩm rồi tự tay đóng nắp quan tài. Nếu là trước kia, chắc chắn bà ấy sẽ giữ thân thể của Hồng Tước ở bên mình, đích thân coi giữ, bây giờ bà ấy cũng là người trùng ấn chú, có thể trở thành ngụy bí giả bất cứ lúc nào, đặt bên cạnh Triệu Bân sẽ an toàn hơn. Nhớ phải giữ bí mật. Ta đâu có ngốc. Triệu Bân cất cỗ quan tài, cùng Hoàng Phi ra khỏi địa cung. Có lẽ vì hai người đang suy nghĩ miên man nên quá đắm chìm, không hề phát hiện Khô Lâm lão quỷ có chút thay đổi bất thường, lão ta lại mở mắt. Lại nở nụ cười quỷ dị. Bên ngoài địa cung, Long Chiến và Long Phi vẫn còn ở đó. Giống như ban nãy, sắc mặt ai đó khi nhìn Triệu Bân tối sầm như đêm tất niên, rất thiếu thiện chí. May mà y phục Hoàng Phi và Triệu công tử mặc hôm nay vẫn còn thẳng thớm. Nếu khi bước ra mà y phục rối ren, vậy thì tổn thương lắm, hoàng đế của Đại Hạ không nổ tung ngay tại trận mới là lạ. Hoàng đế đi rồi, Hoàng Phi cũng đi rồi. Bốn vị pháp sư hộ quốc đi điều động binh lính, họ cũng không nhàn rỗi, ví dụ như liên lạc với biên quan, ví dụ như liên lạc cùng các tòa thành cổ. Dòng chính của Quỷ Minh rải rác khắp nơi, phải cố gắng bắt được thật nhiều, bắt thêm được một người là có thêm một nước cờ. Họ không muốn nội chiến, chỉ mong một con đường sống thôi. Mẫu hậu nói gì với ngươi, Long Phi nhìn Triệu Bân. Kể chuyện cho ta nghe, Triệu công tử nghiêm túc đáp. Chuyện gì cơ? Câu chuyện về một con heo và một cây cải thảo. Phong tỏa toàn thành. Bên ngoài, mệnh lệnh của Pháp Sư Hộ Quốc đã truyền đi khắp nơi. Người trong thiên hạ không hiểu nổi, chỉ thấy từng đội hoàng ảnh vệ tập hợp lại, ngoài ra còn có ngự lâm quân, đội hình lớn mạnh, bầu không khí căng thẳng bỗng chốc bao trùm khắp hang cùng ngõ hẻm ở đế đô. Phong tỏa ngọn núi. Bên phía Thiên Tông, Dương Huyền Tông cũng hạ lệnh. Không lâu sau đó, trấn ma ti bên đất ma được điều động toàn bộ tới đóng quân ở Thiên Tông, ai nấy mặc áo giáp, đeo quân đao bên hông, giống như những bức tượng canh cửa, canh chừng dưới từng ngọn núi. Nhìn trận địa này, toàn Thiên Tông mờ mịt. Đừng nói gì bạn họ, tới cả các thống lĩnh của trấn ma ti cùng không hiểu chuyện gì, chỉ biết rằng đây là mệnh lệnh của cấp trên, bảo họ tới đóng quân ở Thiên Tông. Còn lý do là gì thì không được biết. Thế nên, ba ngày trời không thấy động tình. Trong ba ngày này, các thống soái ở biên quan,
các thành chủ của thành cổ đều nhận được thông tin là mệnh lệnh do đích thân hoàng đế hạ chi mệnh lệnh gì thế? Mệnh lệnh chuẩn bị bắt giữ dòng chính của Quỷ Minh. Trong 3 ngày, Triệu Bân cũng không rảnh rỗi. Tên này rất biết chọn chỗ, xuống linh mạch dưới lòng đất, điên cuồng hấp thu suốt 3 ngày 3 đêm, dùng tinh túy từ đại địa linh mạch, tẩy luyện thể phách. Tinh túy từ lòng đất rất thần kỳ, có tác dụng rất lớn đối với việc dung hòa căn nguyên của huyết mạch, đến cả Tiểu Kỳ Lân cũng nuốt no căng. Người biết chọn chỗ thật đấy. Long Phi cũng tới, không ngừng cảm thán. Triệu Bân không cho là vậy, hiếm được khi Hoàng Phi mặc kệ hắn, thế thì phải xuống đây dạo chơi. Bên dưới thanh tịnh, là nơi lý tưởng để tu luyện. Sau khi tẩy luyện thể phách xong, cánh cửa chuẩn thiên càng thêm rõ ràng. Long Phi cũng ngồi xuống, hai tay chống cằm. Cô ta đang buồn chán muốn chết, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người kia, trong đôi mắt xinh đẹp trong veo ẩn giấu chút u oán. Lát nữa rồi hắn tu luyện không được sao? Hai ta trò chuyện nhân sinh không vui hơn sao? Ta có thể trở thành ngụy bí giả bất cứ lúc nào, ngươi. Không có gì muốn nói với ta sao? Á á! Trong lòng Triệu Bân không chứa nổi điều gì khác, nhưng Tiểu Kỳ Lân lại nhảy ra khỏi đan hải. Anh bạn nhỏ này rất hoạt bát, tung tăng tung tẩy như một con cún ngốc, ngồi xổm trước mặt Long Phi, đôi mắt tròn xoay nhìn chằm chằm vào bụng dưới của cô ta, nói cho đúng hơn là nhìn chằm chằm cửu vĩ hồ trong đan điền của Long Phi. Người bạn to xác kia chắc hẳn đang ngủ rất ngon. Cửu vĩ hồ nhếch mắt lên, nhìn cái gì? Tiểu Kỳ Lân cũng không nói, cứ nhìn chằm chằm vậy thôi. Cửu vĩ hồ bị nhìn mà toàn thân thấy ngứa ngáy, hay nói cách khác là có chút sợ. Tên này vẫn còn là một con non, nếu là thánh thú Kỳ Lân thành niên, chắc sẽ làm nó sợ tè ra quần mất. Không biết tới lúc nào, thể phách của Triệu Bân mới rung lên. Tiểu Kỳ Lân quay đầu lại, Long Phi cũng liếc mắt nhìn sang. Đập vào mắt chỉ thấy toàn thân Triệu Bân tỏa ra ánh sáng màu vàng khiến hai mắt cô ta đen thui, đợi khi khôi phục ánh sáng mới thấy bên cạnh cơ ngân có khải tượng đang diễn hóa. Đó là một loại khải tượng từ huyết mạch, dù cũng có huyết mạch đặc thù nhưng cô ta vẫn cảm thấy áp lực bội phần, đó là sự chèn ép tuyệt đối đến từ huyết mạch. Sắp tiến vào cảnh giới chuẩn thiên à. Long Phi lầm bầm, vô thức đứng dậy. Tất nhiên Triệu Bân không nói gì, tập trung tinh thần cao độ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đầu tiên. Nó không còn xa vời tầm với nữa, dường như gần trong gang tấc, có lẽ chỉ cần một bước là có thể bước qua được. Nhưng hắn không nhúc nhích. Cố gắng tập trung sức mạnh. Căn nguyên của hắn điên cuồng cuộn trào, giao hòa cùng chân nguyên và tiên khí, cộng hưởng cùng thể phách và võ hồn, sản sinh ra một thứ sức mạnh đáng sợ, được tâm niệm của hắn đưa tới từng ngóc ngách khắp toàn thân. Nào! Triệu Bân khẽ quát lên trong lòng, tâm trí vọt lên tầng không. Trong thời khắc ấy, mi tâm của hắn xuất hiện một hoa văn cổ xưa, một thứ hoa văn bí ẩn thuộc về huyết mạch, sáng chói như vàng với khí vận dồi dào bên trong. Thậm chí còn có khí chất bá đạo đi cùng với khí vận. Đùng! Một tiếng nổ mà người ngoài không nghe thấy vang lên trong đầu Triệu Bân. Trong ý cảnh của tâm trí, hắn bước qua cánh cửa ấy, tâm trí rơi vào trong minh mông, một tiếng đùng vang lên. Cũng đúng lúc này, một món đồ rơi xuống khỏi cơ thể hắn. Thứ gì thế, là mặt nạ da người, dường như nó không hợp cả với hoa văn huyết mạch nên bị hất bay ra ngoài. Sau đó... Một gương mặt đẹp trai lập tức hiện ra. Trong đại địa linh mạch, Triệu Bân khoanh chân ngồi ở đó, khải tượng lượn vòng xung quanh. Vượt qua cánh cửa thứ nhất, cảm giác thực sự rất kỳ diệu tới mức hắn chìm đắm và quên luôn bản thân mình, không phát hiện ra trên người rơi mất thứ gì đó. Hắn rơi mất cũng không sao, chỉ khiến công chúa đại hạ kinh ngạc đến đờ đẫn, thân sắc chẳng khác nào em gái sở ra lúc trước, kinh ngạc, sững sờ, chấn động, hoài nghi. Đủ mọi sắc thái được phô diễn hoàn hảo trong khoảnh khắc này. Triệu Bân. Long Phi hé miệng, cảm giác như đang nằm mơ vậy. E là cả đại hạ đều nhận ra gương mặt này, bởi vì quá nổi tiếng, đến tận lúc này vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều cáo thị truy nã Triệu Bân dán khắp hang cùng ngõ hẻm, muốn không thấy cũng khó. Sao hắn lại là Triệu Bân? Hắn làm thế nào né được đại trận soát hồn? Người xông vào hình tháp cũng là hắn ư? Long Phi không ngừng lẩm bẩm, cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô ta chấn động vì sự hào sảng và gan dạ của Triệu Bân. Tử Y Hầu tìm bắt hắn khắp thế giới, hắn thì hay rồi, dám dùng thân phận cơ ngân trà trộn vào Thiên Tông, còn trở thành thánh tử của Thiên Tông. Che giấu cẩn mật như thế, diễn xuất xuất thần nhập hóa như vậy, chẳng trách Tử Y Hầu không tìm được hắn.
Cơ ngân, nghĩa là ghi thù nhớ hận à? Lúc này đây, cô ta mới biết được hàm ý của cái tên này. Vì sinh tồn mà diễn kịch, vì thù hận mà bôn ba, đeo mặt nạ ra người là Cơ ngân, cởi mặt nạ ra mới thực sự là Triệu Bân. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy chàng thanh niên trước mặt lạ lẫm đến thế, vô cùng xa lạ. Lúc cô ta mải nhìn thì Triệu công tử đã tỉnh. Khi mở mắt ra, trong đôi mắt hắn còn bắn ra hai luồng sáng màu vàng rực ẩn chứa uy lực, khiến không khí lóe lên ánh lửa, còn chọc thủng hai cái lỗ trên linh mạch ở phía đối diện. Hai mắt của hắn thêm sâu sắc. Bước qua cánh cửa đầu tiên cảm giác thật tuyệt, toàn thân tràn ngập sức mạnh, đại địa linh mạch hữu dụng thật, tốc độ dung hòa của huyết mạch tuy vẫn còn chậm đến mức có thể bỏ qua, nhưng chí ít đã có tác dụng, bây giờ toàn thân hắn thông thấu, dường như bớt được một lớp xiềng xích. Tại sao lại nhìn ta như thế? Triệu Bản vươn vai. Người trông đẹp trai, Long Phi hít một hơi thật sâu, đây là câu nói xuất phát từ tận đáy lòng, cá lê vì nhìn gương mặt tầm thường kia quá lâu nên cảm thấy gương mặt này đẹp trai quá đời. Ta, chủ yếu là khí chất. Được người ta khen một câu khiến Triệu Bân cảm thấy lâng lâng, trước hết phải chỉnh lại cổ áo, sau đó vuốt vuốt tóc, đang vuốt thì cảm thấy không ổn lắm, dường như thiếu mất thứ gì rồi. Mua chiếc mặt nạ ra người này chắc là tốn không ít tiền nhỉ. Long Phi thong dong nói rồi xách tấm mặt nạ lên, đặt trước mắt nhìn tới nhìn lui. Chỉ với chiếc mặt nạ này mà lừa cho người trong thiên hạ xoay mòng mòng, trong đó có cả chính cô ta. Cũng không đáng bao nhiêu, Triệu Bân trầm ngâm. Nó là của ta, Long Phi không chút khách khí nhét nó vào trong ngực áo. Mẹ của ta đã dạy, tùy tiện lấy đồ của người khác là không tốt đâu. Triệu Bân đứng vững, một tay phất qua thân thể của Long Phi. Mặt nạ vô tướng của ta, cô nói muốn lấy là lấy sao? Xem tiên thuật trộm cắp của lão phu đây. Vèo. Chắc là do hắn không có tư thế tốt hoặc là do nhắm mục tiêu sai cho nên tiên thuật trộm cắp của hắn không lấy được mặt nạ vô tướng mà lại lột y phục của Long Phi xuống, để lộ thân thể kiều diễm mềm mại. Nhanh lên. Đêm nay đã định là một đêm không ngủ. Sau mấy ngày chuẩn bị, tứ đại pháp sư hộ quốc cuối cùng cũng ra tay. Hạ lệnh một tiếng để Hoàng Ảnh vệ cùng Ngự Lâm quân xuất trận đồng loạt tiến vào một tòa phủ đệ, bất luận là người của Vương Triều Đại Nguyên hay là tiền bối trong tộc, chỉ cần có liên hệ với Quỷ Minh thì đều bị bắt không tha. Đây là tình huống gì vậy? Toàn thành vang lên tiếng cả kinh, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Tứ Đại Pháp Sư Hộ Quốc đích thân dẫn quân bắt người, đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Đây là tình huống gì vậy? Người ở Thiên Tông cũng hết sức ngạc nhiên. Trấn Ma Ti cũng ra tay, trưởng giáo Dương Huyền Tông chỉ huy, tất cả người thuộc dòng chính của Quỷ Minh, bất luận là trưởng lão hay đệ tử đều bị bắt lại, có giết hay không thì cứ bắt trước rồi tính sao. Có rất nhiều người trở tay không kịp. Có rất nhiều người còn chưa kịp mặc sai phục thì đã bị lôi từ trên giường xuống. Sau đó liền bị trói ghê lại. Chuyện này không chỉ xảy ra ở Thiên Tông cùng Hoàng tộc mà còn xảy ra ở tất cả các tòa thành cổ lớn cùng biên quan, tất cả đều hành động trong đêm. Chỉ có quỷ mới biết được có bao nhiêu người đã bị bắt. Tại sao lại bắt ta? Những tiếng gầm như vậy vang lên ở mọi nơi. Nhưng không có ai cho bọn họ câu trả lời, lúc này có nói nhiều cũng vô nghĩa, đợi Quỷ Minh trở lại thì chuyện này sẽ nói sau. Khi Triệu công tử ra khỏi đại địa linh mạch thì hắn liên tục dụi mắt, đầu óc choáng váng. Không biết là do mặt của hắn đụng phải tay người khác hay là tay người khác đánh vào mặt của hắn mà gương mặt hắn lúc này vặn vẹo. Một bên mũi vẫn còn đang chảy máu. Long Phi thì đã chạy đi mất không còn thấy tăm hơi. Không biết là do xấu hổ hay tức giận mà đôi má của cô nàng đỏ bừng. Sau đó cô nàng lại ngây ngô cười một mình. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại rơi xuống. Triệu Bân vừa đi vừa gãi đầu lẩm bẩm. Trước đó có một lần mặt nạ vô tướng rơi xuống vì hắn bị tà ma xâm nhập thân thể, lúc đó Sở Vô Xương mới phát hiện ra thân phận thật của hắn. Nhưng bây giờ tại sao nó lại rơi xuống lần nữa? Chẳng lẽ là bởi vì khí lực lột xác vượt qua cửa ải thứ nhất cho nên khí uẩn bộc phát ra từ căn nguyên huyết mạch của hắn đã khiến cho mặt nạ vô tướng phải rơi ra? Nói chung phỏng đoán này cũng rất đáng tin cậy. Nhắc đến đây, hắn không khỏi nội thị khí lực. Trạng thái của hắn lúc này rất kỳ diệu, lâng lâng giống như đang bay giữa không trung, hơn nữa còn có ý cảnh mơ hồ hiện ra. Tu vi của hắn bây giờ hiển nhiên là cảnh giới địa tạng đỉnh phong nhưng dường như đã sắp chạm đến cảnh giới chuẩn thiên. Đêm đó hắn trở về Thiên Tông. Hắn đã vượt qua cửa ải đầu tiên, phía trước còn hai cửa ải nữa mà hắn có thể nhìn thấy được rõ ràng, chẳng qua chúng vẫn còn khá xa tầm với.
Tại sao lại bắt bọn ta? Những tiếng gầm như thế liên tiếp vang lên không dứt. Tất cả những người này đều có liên quan đến dòng chính của Quỷ Minh cho nên đều bị áp giải vào địa lao của Thiên Tông và bị canh phòng nghiêm ngặt. Chuyện này diễn ra quá nhanh khiến cho không ai kịp phòng bị đã bất ngờ bị bắt bỏ tù. Những tiếng gầm giống cùng tình trạng rằng có kéo dài chừng nửa tháng. Đế đô cuối cùng cũng giải phong, Thiên Tông cũng đã mở cửa sơn môn. Dòng chính Quỷ Minh phần lớn đều đã bị bắt, như vậy là đã đủ. Ngay khi Quỷ Minh trở về thì điều kiện sẽ được tuyên bố. Đến đêm Triệu Bân mới chậm rãi mở mắt. Hắn đã cố gắng nhưng không thể nào vượt qua được cửa ải thứ hai, có lẽ hắn vẫn còn thiếu cơ duyên hoặc là phải trải qua đại chiến sinh tử, tiếp tục tắm trong biển máu thì mới có thể hoàn toàn lột xác. Lão đại, cô ta ra ngoài rồi. Đột nhiên hắn lại nghe thấy trong đầu có tiếng gào lớn. Đó là tiếng gào của phân thân. Triệu Bân nhanh chóng kết nối tầm mắt với phân thân. Lọt vào trong tầm mắt của hắn lúc này chính là hai bóng dáng xinh đẹp, một là Vân Phượng một là Liễu Như Nguyệt, bọn họ đã xuất quan. Đúng là không uổng công bế quan lâu như vậy, Vân Phượng đã lột xác, khí tức càng thêm nồng đậm, Liễu Như Nguyệt cũng thế, huyết mạch càng tinh túy, tu vi cảnh giới cùng nội tình cũng có sự tinh tiến. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng rồi ngay lập tức khoác hắc bào lên. Dưới sự theo dõi của hắn, Vân Phượng cùng Liễu Như Nguyệt đang ngồi trên một con bạch hạc bay ra khỏi Thiên Tông. Không biết đã hơn nửa đêm mà bọn họ còn ra ngoài làm gì nhưng như vậy cũng rất tốt, có thể ám sát ở bên ngoài thì chắc chắn thần không biết quỷ không hay. Lần này không ai có thể cứu nổi ngươi. Triệu Bân khoác hắc bào, lặng lẽ đi theo suốt dọc đường. Quác! Dưới ánh trăng, con bạch hạc lớn bay thật nhanh qua vòng trời. Vân Phượng ngồi khoanh chân yên lặng thiền định trên đó. Liễu Như Nguyệt thì đứng bên cạnh cô lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cô ta đã ra ngoài quá lâu cho nên cũng cảm thấy nhớ nhà, rất muốn trở về thành Vong Cổ. Hửm! Khi đi qua một khu rừng, Vân Phượng đột nhiên mở mắt. Cảm giác của cô ta rất nhanh nhạy, cô ta đã ngửi được mùi nguy hiểm cho nên liền không khỏi cau mày, bất giác liếc mắt nhìn tứ phương, luôn cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Sư tôn, có chuyện gì vậy? Liễu Như Nguyệt cũng cau mày ngoái đầu nhìn lại. Vân Phượng không trả lời, chỉ dán thêm vài lá bùa tốc hành lên thân bạch hạc. Keng! Kiếm minh vang lên, một luồng kiếm khí màu vàng đã từ sau lưng cô ta chém tới. Vân Phượng ngay lập tức đứng dậy, một tay kết ấn tạo thành tấm khiên hư ảo chắn trước mặt. Đáng tiếc, tấm khiên này chẳng có ích gì. Ở phía trước luồng kiếm quang màu vàng, tấm khiên yếu ớt như một tờ giấy đã bị luồng kiếm quang chém đôi. Phụt! Vân Phượng bị thương, bay ra khỏi lưng bạch hạc và rơi vào khu rừng tối. Có lẽ là do sức mạnh của luồng kiếm quang màu vàng quá mạnh cho nên ngay cả Liễu Như Nguyệt và bạch hạc cũng bị ảnh hưởng. Bạch hạc bay không ổn định còn Liễu Như Nguyệt thì không thể đứng vững rồi cũng từ trên trời rơi xuống, toàn thân dính đầy máu. Vân Phượng vùng vàng đáp đất đánh ẩm một tiếng ở một hướng khác, Liễu Như Nguyệt cùng bạch hạc thì rất chật vật, dư của luồng kiếm quang ui kia quá sức khủng khiếp. Bộ lông của bạch hạc đã nhiễm đầy máu tươi trong khi Liễu Như Nguyệt bị chấn hộc máu, trên vai còn bị rạch ra một vết kiếm ai. Vân Phượng hừ lạnh một tiếng rồi rút kiếm ra. Đáp lại cô ta chỉ có sát khí lạnh như băng như cuồng phong tràn đến. Đó chính là sát khí của Triệu Bân. Hắn cầm kiếm Long Uyên, từng bước ra từ trong bóng đêm, sát khí mãnh liệt lạnh băng khiến cho đại địa dưới chân cùng hoa lá cây cỏ cũng đều đóng băng từng tấc một. Thật là một luồng sát khí đáng sợ. Đừng nói đến Liễu Như Nguyệt, ngay cả Vân Phượng nhìn thấy sát khí này cũng phải run rẩy. Có lẽ là do trời quá tối, cũng có lẽ là do đối phương che chắn quá kín cho nên cả hai đều không thể nhìn thấy rõ thực hư, chỉ có thể thấy một thân ảnh mơ hồ như U Linh từ cửu U Hoàng Tuyền đến đây. Ngươi là ai? Vân Phượng lạnh lùng nói. Triệu Bân không đáp, cũng không dừng chân, sát khí càng lúc càng bộc phát dữ dội. Cố làm ra vẻ huyền bí. Vân Phượng thi triển thân pháp quỷ mị, tung ra một trường cách không đánh đến. Triệu Bân vung kiếm, dễ dàng hóa diệt trường uy, đồng thời cũng đã phá hủy chân nguyên hộ thể của Vân Phượng. Cô ta đường đường là cường giả. Chuẩn thiên vậy mà đã bị hắn chém một kiếm trở mình, huyết quang chói mắt hiện ra còn nhiễm ánh vàng rực rỡ của kiếm ý. Thiên Linh Ấn. Công phạt của Liễu Như Nguyệt cũng đã tới, cô ta tung ra một trường từ trên trời đánh xuống. Triệu Bân thậm chí còn không thèm nhìn tới cô ta, ngay lập tức thi triển thần long vẫy đuôi hóa diệt thiên linh ấn. Liễu Như Nguyệt cũng bị chấn trở mình,
một chiêu này hắn đã nương tay chứ nếu như dùng toàn lực thì Liễu Như Nguyệt đã xuống hoàng tuyển rồi. Thần Long vẫy đuôi. Vân Phượng nheo mắt, cô ta đã nhận ra bí pháp này. Liễu Như Nguyệt bị đánh ngã xuống đất thất tha thất thiểu, nhưng cô ta cũng có thể nhận ra thanh kiếm của Triệu Bân, đó là một món binh khí hung hãn, chính là kiếm Long Uyên của Thánh Tử Thiên Tông. Cơ ngân. Ngay cả cô ta còn nhận ra thì làm sao Vân Phượng có thể không nhận ra? Là ta. Triệu Bân thản nhiên nói, không còn giấu giếm nữa. Hắn vừa dứt lời thì đã cởi hắc bào ra để lộ ra hình dáng thật của mình. Người đuổi theo ta là muốn giết ta sao? Dân Phượng lạnh lùng nói. Sư bá biết được như vậy là rất tốt, Triệu Bân chậm rãi nói. Muội muội của ta thật sự đã dạy dễ ra được một do đờ toát cơ ngân, sư phụ của ta không thù không sản với người, tại sao người? Không thù không oán, Triệu Bân cười nhạt nói. Sát khí tràn ra lại càng thêm mãnh liệt, nếu như không có cô ta thì Tử Y Hầu sẽ tới thành vong cổ sao? Mẹ của ta sẽ bị bắt sao? Cha ta sẽ bị ép tự sát sao? Lời này vừa nói ra thì Liễu Như Nguyệt liền sửng sốt. Vân Phượng nghe vậy cũng trợn to hai mắt. Ngươi là, Triệu Bân. Chắc là ngươi không biết vào đêm ngươi mật báo cho Tử Y Hầu ta đã nghe được rõ ràng, Triệu Bân thản nhiên nói, Triệu gia ta gặp nạn, mẹ ta bị bắt. Cha ta bị ép tự tử, Vân Phượng ngươi cũng có phần. Không thể nào. Điều này là không thể. Vân Phượng lùi lại từng bước, đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Không biết là do quá ngạc nhiên hay là do quá khiếp hãi sức mạnh của Triệu Bân mà mỗi bước lùi của cô ta càng lúc càng lảo đảo. Cô ta khó có thể tin cơ ngân lại chính là Triệu Bân, cô ta lại càng khiếp sợ sự gan dạ của Triệu Bân, Tử Y Hầu đi khắp thiên hạ tìm hắn lại dám trà trộn vào thiên tông. Ngay cả soát hồn đại trận cũng có thể qua mặt, cô ta khó tránh hoài nghi đêm đó phạm nhân trong hình tháp bị bắt đi cũng là do chính Triệu Bân làm. Ân Minh không nói dối. Triệu Bân đã lừa được cả đại hạ. Chuyện này làm sao có thể? Liễu Như Nguyệt kinh ngạc đến tột cùng. Không ngờ cơ ngân lại chính là Triệu Bân. Từ khi tu luyện võ đạo cho đến nay, đây là tin tức khiến cho cô ta khiếp sợ nhất. Thảo nào khi lần đầu tiên cô ta nhìn thấy cơ ngân ở Thiên Tông thì liền cảm thấy dường như đã gặp hắn ở đâu rồi, thảo nào khi cơ ngân cải lão hoàn đồng thì cô ta lại cảm thấy rất quen thuộc, thảo nào Liễu gia lại đánh mất quan tài băng ngọc, cô ta vẫn luôn nghi hoặc cho đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng đã có thể giải thích được, thì ra hắn chính là kẻ trộm quan tài băng ngọc. Hắn chính là Triệu Bân. Đêm đó Triệu Bân đã có mặt ở Liễu gia của cô ta. Đã hiểu. Bây giờ cô ta đã hiểu tất cả mọi chuyện. Nguyên nhân chính là vì hiểu cho nên cô ta mới khó có thể tiếp nhận. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng khi gặp lại Triệu Bân thì cô ta sẽ rơi vào tình cảnh như thế này. Ngày xưa, cô ta là thiên kiêu chi nữ, còn hắn là kẻ đoạn mạch phế thể. Bây giờ cô ta chỉ là một đệ tử bình thường của Thiên Tông còn hắn là Thánh Tử Thiên Tông, tương lai sẽ được tiếp quản chức trưởng giác. Sự cao ngạo của cô ta lúc này ở trước mặt hắn không đáng một xu. Chỉ mới qua một năm mà ngay cả tư cách nhìn thẳng vào hắn cô ta cùng không có hiện thực đã dạy cho cô ta một bài học đau đớn. Ngày xưa cô ta cao ngạc bao nhiêu thì bây giờ cô ta lại cảm thấy nhục nhà bấy nhiêu, thật đáng mưa mai làm sao không thể nào. Vân Phượng vẫn đang tiếp tục lùi lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng. Cô ta đường đường là trưởng lão Thiên Tông, đường đường là cường giả chuẩn thiên nhưng vẫn nhấp nhổm không yên, tay cầm kiếm dường như đã không còn bao nhiêu lực, chuyện này thật sự khiến cho cô ta không thể ngờ nổi. Suy sụp. Tinh thần của cô ta lúc này hết sức suy sụp. Nợ máu phải trả bằng máu. Triệu Bân gầm lên, đó là tiếng gầm phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Những hận thù mà hắn đã kìm nén trong lòng suốt hơn một năm trời trong chớp mắt liền bùng nổ. Keng. Hắn đâm tới một kiếm mang theo uy lực hủy diệt với toàn bộ sức mạnh của mình. Trong mắt Vân Phượng tràn đầy sự kinh hãi, đồng tử cũng co rút lại, trong chớp mắt thanh tỉnh cũng là trong chớp mắt tuyệt vọng. Cô ta không thể đỡ nổi một kiếm này. Cô ta cũng không thể tránh nổi một kiếm này. Một kiếm này sẽ ngay lập tức tiễn cô ta xuống hoàng tuyền. Phụt. Huyết quang hiện ra đỏ bừng chói mắt. Nhưng người bị đường kiếm của Triệu Bân xuyên thủng không phải là Vân Phượng mà là muội muội sinh đôi của Vân Phượng, người giống y hệt cô ta, duy chỉ có mái tóc đã bạc trắng như tuyết cùng khuôn mặt tiểu tụy đang nở nụ cười nhẹ. Không sai, đó chính là Vân Yên. Đêm nay cô ta cũng có mặt ở đây. Nói đúng hơn thì cô ta đã đi theo bọn họ suốt chặng đường. Vân Phượng không phát hiện ra. Triệu Bân cũng không phát hiện ra.
một chén nước vong tình cũng không thể làm mất đi ký ức của cô ta. Từ rất lâu trước kia cô ta đã để lại trên người Vân Phượng một ấn ký, huyết mạch đặc biệt của Vân gia có truyền thừa bí pháp Di Thiên Hoán Địa khiến cho cô ta cùng Vân Phượng hoán đổi vị trí cho nhau. Một kiếm tuyệt sát này cô ta đã đỡ thay tỷ tỷ, cho dù cô ta có hận Vân Phượng thì dù sao hai người vẫn là người thân. Một đêm thật dài. Gió thu thê lương. Vân Yên ngã vào trong vòng tay của Triệu Bân, hai mắt mở mịt. Thì ra đề nhà của ta đẹp trai như vậy. Cô ta khê thì thào, không biết là đang nói với chính mình hay là đang nói với Triệu Bản. Cho đến tận lúc này cô ta mới biết được thân phận thật sự của đề nhì, chuyện này khiến cho cô ta cảm thấy thật khó tin. Không biết có phải là do cô ta quá ngốc hay là do hắn diễn xuất quả thật mà từ đầu đến cuối cô ta chỉ có thể nhìn thấy vai diễn của hắn người điện rồi sao? Triệu Bân gầm gừ, hai mắt đỏ ngầu, hắn điên cuồng truyền tiên lực vào trong cơ thể Vân Yên, cố gắng hồi sinh tâm mạch đang dần chết đi của cô ta, nhưng hắn biết rằng tất cả những điều này đều vô ích. Hắn đã thi triển ra một kiếm tuyệt sát, không cho đối phương có bất kỳ cơ hội thoát thân nào. Là do hắn đã đánh giá thấp sư phụ của mình. Không ngờ nước vong tình không thể ảnh hưởng đến sư phụ, thậm chí sư phụ còn có thể tránh được. Cảm chi lực của hắn, nếu như hắn sớm biết Vân Yên có mặt ở đây thì hắn đã thi triển thuấn thân tuyệt sát, không để sư phụ có cơ hội di thiên hoán địa. Cầu xin ngươi tha cho cô ta. Vân Yên khẽ lẩm bẩm, nắm chặt tay Triệu Bân. Triệu Bân im lặng, hai mắt đỏ rực, dù biết là vô dụng nhưng hắn vẫn không ngừng truyền tiên lực, oan có đầu nợ có chủ, hắn hận Vân Phương chứ không phải Vân Yên. Vị sư phụ này đối với hắn cũng không tệ. Cầu xin ngươi tha cho cô ta. Vân Yên vẫn đang nói, đôi mắt xinh đẹp lim dim, nước mắt chảy dài trên má. Trong chớp mắt cô ta cảm thấy hận bản thân mình vô cùng, đã biết Triệu Bân vô cùng hận Vân Phượng nhưng cô ta vẫn cầu xin đồ nhi như thế này. Không biết nỗi khổ của người thì cũng không có tư cách khuyên người sống thiện. Câu nói này không biết trước đây cô ta đã nói bao nhiêu lần thế mà bây giờ cô ta lại đang phạm vào chính nguyên tắc của nó. Cầu xin ngươi tha cho cô ta. Cô ta vẫn dùng hết sức để cầu xin. Cô ta vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Đồ Nhi, một mạng đền một mạng, cô ta muốn dùng mạng của cô ta để đổi lấy mạng của Triệu Uyên. Triệu Bân không đáp, chỉ điên cuồng truyền tiên lực. Nhưng cho dù hắn có làm thế nào thì tiên lực của hắn cũng không thể khiến cho sinh cơ của Vân Yên ngừng mất đi. Đi cùng với sự diệt vong của sinh cơ còn là sự héo mòn của huyết mạch. Nói cách khác, huyết mạch của cô ta đã bị một nguồn năng lượng thần bí nuốt chửng. Đó chính là ma chú ám hắc, cho dù Vân Yên có chết thì nó cũng không buông tha cho lực huyết mạch của cô ta. Cầu xin ngươi. Giọng nói của Vân Yên đuối dần. Tia ánh sáng cuối cùng bên trong đôi mắt ảm đạm của cô ta đã tan biến, đôi má đẫm lệ nhẹ nhàng nghiêng vào trong vòng tay của Đồ Nhi, đôi tay vẫn nắm chặt lấy Triệu Bân cầu xin. Đến tận lúc chết cô ta vẫn đợi câu trả lời của hắn nhưng đáng tiếc là không đợi được. Vân Yên. Giọng của Triệu Bân cũng đã khàn đi. Đáp lại hắn chỉ có một màn sương mù từ trong lồng ngực của hắn bay ra, sư phụ đang ở trong vòng tay của hắn lại tiêu tan, chậm rãi hóa thành sương khói bay vào trong thiên địa, từng đợt sương khói như vẫn còn lưu lại nụ cười hiền từ của sư phụ từ biệt các đề nhì của mình. Đọc tiếp tại một làn giá thu lặng lẽ lướt qua hiền từ của sư phụ trong bóng tối dường như còn có một khúc tăng ca vang lên đưa tiền. Hai mắt Triệu Bân đẫm lệ, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, nỗi đau đớn thấu tận tâm can khiến cho hắn nhịn không được gầm gừ, hai hàng lệ cũng nhiễm đỏ máu tươi, đôi mắt mở lớn trừng trừng như khắc sâu từng hình ảnh vào trong trí nhớ. Thần sắc Vân Phượng trông hết sức kinh ngạc. Có lẽ phải đến giây phút này cô ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Muội muội của mình hận mình nhưng cũng thương mình, hai người là máu mủ tình thâm nhưng người tỷ tỷ như cô ta chỉ luôn mang lại cho muội muội của mình thương đau. Sau đó lại có một tiếng nổ lớn vang vọng khắp khu rừng. Triệu Bân đã tóm lấy cổ Vân Phượng rồi ấn Vân Phượng vào vách đá, sát ý khủng khiếp đến mức khiến cho vách đá còn bị khoét ra một cái hố hình người. Hai mắt hắn vẫn đỏ ngầu nhưng tay thì đang run rẩy. Khuôn mặt này giống hệt Vân Yên. Hắn nhìn Vân Phượng cũng giống như đang nhìn Vân Yên, những lời cầu xin của sư phụ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, cầu xin hắn tha cho Vân Phượng, chừa cho tỷ tỷ của sư phụ một con đường sống. Cuối cùng thì hắn cũng buông tay. Cuối cùng hắn cũng đã cho Vân Yên một câu trả lời, hắn không giết Vân Phượng, chỉ phế đi tu vi của cô ta rồi xóa đi trí nhớ của cô ta, xem như là trả lại nhân quả cho Vân Yên. Xong việc hắn lại đi về phía Liễu Như Nguyệt.
Giờ phút này bộ dạng của hắn trông rất đáng sợ, khiến cho Liễu Như Nguyệt choáng váng lùi về phía sau, toàn thân run rẩy, khuôn mặt tái nhợt. Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Triệu Bân như thế này. Vèo. Triệu Bân tung ra một chưởng trấn áp cô ta. Sau đó hắn cũng bắt cô ta uống nước phong tình. Xin lỗi. Trong lúc trí óc mơ hồ, Liễu Như Nguyệt đã nói ra một câu. Triệu Bân không đáp, chỉ như một bóng ma đi càng lúc càng xa. Không có gì phải xin lỗi, cũng không có gì là đúng hay sai. Nếu như không có hôn lễ thay cột đổi xà lúc đó thì cũng không có hắn của ngày hôm nay. Nói cô ta kiêu căng cao ngạo cũng được, nói hắn không dành thế sự cũng được, ân ân oán oán cứ như vậy mà chấm dứt đi. Leng keng. Triệu Bân đi rồi, như cô hồn dã quỷ lang thang trong bóng đêm. Thỉnh thoảng trên người hắn lại vang lên những tiếng chuông ngân leng keng. Đó là một chuỗi chuông nhỏ mà năm xưa Vân Yên đã tự tay đeo cho hắn, dặn hắn nếu như gặp nguy hiểm thì hãy ngân chuông, sư phụ sẽ tới giúp hắn. Lúc ở Thiên Tông hắn đã thử mấy lần và đều có hiệu quả. Lần này hắn cũng ngân chuông nhưng không thể gặp sư phụ được nữa. Hắn không muốn giết Vân Yên nhưng cuối cùng hắn cũng đã giết cô. 3 ngày sau hắn mới về tới Thiên Tông. Trên đường đi có không ít trưởng lão và đệ tử nhìn thấy hắn, ai cũng tỏ ra ngạc nhiên, cảm thấy cơ ngân hôm nay có chút quái dị, gầy yếu giống như đã chịu đói từ rất lâu, mái tóc bù xù, râu ria xồm xoàm, bộ dạng suy sụp không nói nên lời. Ngay cả khi bọn họ chào hỏi, hắn cũng không đáp lại. Triệu Bân một mình leo lên đỉnh Tử Trúc. Sau đó trên đỉnh Tử Trúc liền có thêm một tấm bia mộ. Đỉnh Tử Trúc không còn Vân Yên nữa. Triệu Bân ngồi dưới gốc cây cổ thụ, dựa vào thân cây ngủ thiếp đi. Thế nhân đều nghĩ hắn đang bế quan tu luyện cho nên không quấy rầy, từ khi hắn ngủ thì suốt nửa tháng cũng không thấy bóng dáng của hắn. Nửa tháng sau, Mục Thanh Hàn mới trở về từ bí phủ. Nhìn thấy bia mộ của sư phụ, Mục Thanh Hàn ngay lập tức bật khóc. Nàng ta nhìn sang tiểu sư đệ đang ngồi thì thấy hắn đã bị lá thu phủ đầy, trên vai đóng một lớp bụi dày. Nàng ta không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trong thời gian nàng không có ở đây đã xảy ra biến cố rất lớn. Sau đó lại liên tục có người lên núi. Có các trưởng lão và đệ tử của Thiên Tông và cũng có hoàng tộc triều thần. Tất cả đều đến để bái tế. Triệu Bân tỉnh dậy, lại thay đổi chỗ ngủ. Những người đến không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết tên nhóc này sau khi đi ra ngoài một chuyến trở về thì giống như một kẻ điên, hỏi gì cũng không nói, có ai tới cũng không quan tâm. Chuyện tại sao Vân Yên chết hay bị thế lực nào giết chết đến lúc này vẫn còn là một bí ẩn. Tiếng gào khóc không lâu sau đã vang khắp đỉnh núi. Vân gia đã đến, thành chủ thành Thiên Tuyệt Vân Chiến Thiên đã đích thân đến. Chỉ qua một đêm mà ông ta đã già đi rất nhiều. Cha của ông ta chết trận xa trường, con gái lớn biến thành phế nhân còn con gái nhỏ thì bị giết chết. Ông ta cả đời cương liệt, không ngờ đến gần cuối đời lại phải gặp cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Để cho hắn nghỉ ngơi một thời gian đi. Dương Huyền Tông ra lệnh phong tỏa toàn bộ đỉnh Tử Trúc. Không ai dám bén mảng đến gần đó, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu khiến cho người nào đó đột nhiên phát cuồng. Trước đó có kẻ định lên đỉnh Tử Trúc trộm đồ trong bảo khố liền bị một luồng kiếm khí chém thành tàn phế. Cho nên mới nói không có chuyện gì thì đừng bén mảng đến gần đó. Một ngày nọ, Huyễn Mộng lên đỉnh Tử Trúc. Đã tìm được Vân U Cốc rồi. Đây là tin tức tốt mà cô ta mang đến. Vốn dĩ Thành Thiên Thu đang dốc toàn bộ lực lượng đi tìm những người còn lại của Tần gia nhưng không tìm được mà lại vô tình tìm được Vân U Cốc. Thành thật mà nói thì sơn cốc này quả rất bí ẩn. Triệu Bân không có phản ứng gì. Nếu như là hắn của trước kia thì sau khi nghe được tin tức này chắc chắn hai mắt sẽ sáng lên, hơn nữa còn vô cùng sảng khoái. Vân U Cốc không chỉ có cái tên mỹ miều mà bên trong còn cất giấu rất nhiều bảo bối, ai nghe thấy cũng phải phát cuồng. Nhưng hôm nay, dường như hắn không hề quan tâm đến chuyện này. Có vẻ như cái chết của Vân Yên đã đả kích hắn không ít. Mấy người đại trưởng lão đi vào, tới bây giờ vẫn chưa có ai đi ra, Huyễn Mộng nhỏ giọng nói. Lúc này mới thấy Triệu Bân đứng dậy, đầu tóc rối bù sâu ria sầm xoàm, ánh mắt mở một mấy ngày nay cuối cùng cùng có thêm chút ánh sáng, đôi lông mày cũng cau lại. Hắn đứng dậy xuyên tường, người của Thành Thiên Thu hắn đã gặp nạ ở Vân Nư Cốc rồi sao? Đợi khi Huyền Mộng đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng của hắn ở đâu nữa, chỉ nghe thấy một tiếng nói truyền lại, để mắt tới hình tháp.
Không cần Triệu Bân nói thì Huyễn Mộng cũng ngày ngày quan sát hình tháp. Người này trên lưng luôn mang theo thù hận, cuộc sống đã quá mệt mỏi rồi. Có lẽ chỉ sau khi giết chết được Tử Y Hầu thì hắn mới thực sự chút bỏ được gánh nặng của mình. Quác! Đại Bằng dang rộng đôi cánh của mình, như một luồng sáng vàng bay xẹt qua bầu trời. Đại Bằng rất có linh tính, có thể ngửi được sự bi ai từ chủ nhân, trong khi đó Tiểu Kỳ Lân còn nhạy cảm hơn, nó chạy ra khỏi đan hải rồi nằm ở bên cạnh Triệu Bân, thỉnh thoảng lại cọ đầu vào người Triệu Bân. Triệu Bân khàn giọng cười, không nói gì. Hắn khoanh chân ngồi im lặng suốt chặng đường, sau khi ngủ một giấc dài tâm tình của hắn cũng trở nên bình tĩnh hơn, chính vì tâm tình bình tĩnh cho nên hắn lại có thể suy nghĩ rõ ràng. Trước khi chết huyết mạch của Vân Yên đã bị nuốt chửng, đây là chuyện sẽ xảy ra khi người chúng chú chết hay là do quỷ minh có thể điều khiển ma chú từ xa, muốn cắn nuốt huyết mạch của ai là liền cắn nuốt. Không lâu sau, hắn đã trở lại thành Thiên Thu. Lần này vẫn có rất nhiều người đón hắn ở cổng thành nhưng không có ai tỏ ra vui vẻ. Tất cả mọi người đều biết sư phụ của Triệu Bân đã chết và hắn đang rất thương tâm. Hơn nữa, thành Thiên Thu hiện tại còn đang xảy ra biến cố, mấy lão cường giả đi đến Vân U Cốc cho đến nay vẫn chưa đi ra ngoài, đây chính là một tin dữ, bây giờ bọn họ thật sự không thể cười nổi. Hãy nén bi thương. Phượng Vũ cũng ở đó, buồn bã thì thầm. Triệu Bân mỉm cười, nhìn quanh thành Thiên Thu. Thương Khung không có ở đây, mấy người đại trưởng lão ma gia cũng không có ở đây, trong thành chỉ còn một cường giả chuẩn thiên là Tử Linh nhưng công pháp xảy ra vấn đề cho nên đang bế quan, còn những người khác đa phần đều đang ở Vân U Cốc. Sao không đợi ta? Triệu Bân cau mày mất một lúc. Nếu như mấy lão cường giả của thành Thiên Thu đều chết ở Vân U Cốc thì thương vong này thật sự thảm trọng. Bọn họ cũng rất muốn tìm ngươi. Ma Tử ho khan một tiếng, Phượng Vũ hít sâu một hơi. Câu này hai người chỉ nói một nửa nhưng Triệu Bân hẳn là có thể hiểu được, thời gian này cho dù bọn họ có muốn tìm Triệu Bân thì cũng không đành lòng quấy rầy. Có ai ngờ mấy lão cường giả vừa bước vào Vân U Cốc liền không thấy tăm hơi, chỉ có quỷ mới biết được bên trong Vân U Cốc có ẩn giấu huyền cơ gì. Nhưng ngẫm lại thì cũng không sai. Môn chủ La Sinh Môn là ai chứ? Nơi cô ta cất giấu bảo bối làm sao có thể đơn giản được? Chỉ có thể trách bọn họ quá liều lĩnh. Có thể hỏi Diêm La Mặt Quỷ không? Triệu Bân nói. Ta hỏi rồi, nhưng hình như hắn ta không biết gì về Vân U Cốc. Phượng Vũ thì thào nói, chuyện này rất bình thường, bảo địa của La Sinh Môn làm sao có thể dễ dàng để cho kẻ khác biết, cho dù là sát thủ cao cấp cũng vậy. Tất cả đều ở lại trong thành đi. Triệu Bân không nói nhiều, liền xoay người rời đi. Trong lúc này hắn cũng không quên nhìn thoảng chiếc nhẫn ma, môn chủ La Sinh Môn vẫn còn ở trong quan tài băng ngọc. Hắn còn đang nghề chẳng lẽ là do người đàn bà này nói dối, cố ý ham hai han. Nếu đúng như vậy thì mấy người Thương Khung lần này giữ nhiều lành ít. Cường giả thiên về đáng sợ như thế nào chứ, nếu như đã cố ý răng bẫy thì kẻ nào lạc vào cũng sẽ gặp tai ương, cho dù là hắn cũng phải cẩn thận đủ đường, chỉ cần bước sai một bước liền có thể tàng thân ở bên trong. Nơi đây là một dãy núi. Bên trong dãy núi có hàng vạn đỉnh núi. Dưới ánh sao, Triệu Bân dừng lại trước dãy núi. Chính là nơi này. Hắn cầm lấy bản đồ, đi lên một đỉnh núi rồi đưa mắt nhìn bốn phía, địa hình núi non ở đây trùng khớp với bản đồ, theo những gì Phượng Vũ và Ma Tử nói thì Vân U Cốc nằm sâu trong dãy núi này. Thu lại bản đồ, hắn tiến vào trong dãy núi. Trong khoảng thời gian này hắn đã biến ra rất nhiều phân thân mở đường, bởi vì địa thế của dãy núi rất tà hồ, nhìn từ bên ngoài thì không thấy nhưng khi đi vào trong mới thấy có rất nhiều sương mù. Càng vào sâu thì sương mù càng dày đặc. Hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời. Vào lúc này, ngay cả những ngôi sao trên bầu trời đêm cũng trở nên mơ hồ. Hắn càng đi sâu vào trong thì ngay cả sao trời cũng không thể nhìn thấy được nữa, sương mù ở đây đã che phủ toàn bộ thiên địa. Triệu Bân mang đôi giày tím vàng vào chân, bước trên không trung như một con diều. Từ trên không trung nhìn xuống thì không thấy sương mù trong dãy núi. Nhưng mặc dù không có sương mù thì sự vật trong núi lại có sự khác biệt rất lớn so với khi hắn nhìn từ bên dưới. Đây rõ ràng là một phép biến hóa kỳ lạ khiến cho chân tướng bị che lấp, chỉ có cảnh tượng mà người đứng trong dãy núi nhìn thấy mới là thật. Mê huyễn trận thiên nhiên sao? Triệu Bân lẩm bẩm rồi lại từ trên trời bước xuống dưới. Thảo nào tìm Vân U Cốc lại khó khăn như vậy? Dãy núi này bao phủ cả một vùng rộng lớn nhưng từ trên không nhìn xuống thì trông hết sức hư ảo. Bước vào trong dãy núi còn bị sương mù nhấn chìm,
muốn tìm một địa điểm ở bên trong dãy núi thì thật sự không biết phải tìm đến ngày tháng năm nào. Còn chưa tới Vân U Cốc mà đã gặp phải huyền cơ. Bước vào Vân U Cốc chắc chắn còn nhiều càn khôn hơn nữa. Lão đại, tìm ra rồi. Phía trước có tiếng phân thân gào to. Không cần phân thân nói thì Triệu Bân cũng đã phát hiện. Phía trước thật sự có một sơn cốc. Phía trước sơn cốc có một tấm bia đá cổ kính đứng sừng sững. Trên bia đá có khắc ba chữ, Vân U Cốc.